Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 11. Hình như bản tọa nói lệch rồi. Hai mắt Hách Liên vô tình hơi đỏ, sau khi uống chén rượu, vẻ mặt lập tức lại trở nên lạnh lùng kiêu ngạo. Nhiều dược liệu quý đã sớm biến mất khỏi thế tục từ lâu, chẳng hạn như Hà Thủ Ô ngàn năm, huyết linh chỉ đều có thể tìm được trong cảnh nội quy khư. Trừ cái đó ra, phụ nữ trong cảnh nội quy khư cô nào cũng xinh đẹp tuyệt chân, hoa nhường nguyệt thẹn, nếu như cậu thích. Ngừng, Lý Trạch Vũ khoát tay ngắt lời, có phải ông cảm thấy đàn ông đều háo sắc không? Lẽ nào, không phải sao? Hách Liên vô tình hỏi lại. Ặc, Lý đại đương gia nhất thời nghẹn lời. Đàn ông quả thực đều háo sắc, đàn ông không háo sắc đều không bình thường. Được, Lý Trạch Vũ nhún vai nói, cho dù ông nói đúng, nhưng tôi ngắm qua vô số mỹ nữ, thủ đoạn dùng sắc đẹp để dụ dỗ ông vẫn nên đừng xài. Nam nhỉ cả đời chỉ vì tiền tài, quyền lực, phụ nữ. Tôi biết thân phận của thằng nhóc cậu, những thứ này với cậu mà nói có lẽ cũng không thiếu, nhưng mà... Có một thứ cậu chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Hách Liên vô tình lộ ra vẻ mặt tự tin. Lý Trạch Vũ không khỏi tò mò hỏi, cái gì? Trường sinh bất lão, trong miệng Hách Liên vô tình phun ra bốn chữ. Ngừng lại. Lý Trạch Vũ xém chút đã muốn dựng thẳng ngón giữa lên. Hách Liên vô tình nghiêm mặt, cậu không tin bản tọa. Ha ha ha, Lý Trạch Vũ cười không nói. Trường sinh bất lão chỉ tồn tại trong thần thoại, trước mặt khoa học là chuyện cười. Ai tin người đó là kẻ ngốc? Cảnh nội quy khư có một núi Phượng Hoàng, chuyện kể rằng đạo nhân Quân Phong ngàn năm trước chính là tìm được thiên tài địa bảo luyện chế thuốc trường sinh. Đáng tiếc Doanh Vương còn chưa thể đợi được thuốc trường sinh đã buông tay rời khỏi nhân gian, đạo nhân Quân Phong cuối cùng lại mang thuốc trường sinh về núi Phượng Hoàng. Chắc là ông ta cảm thấy hổ thẹn với sự nhờ vả của Doanh Vương, bản thân chẳng những không hưởng dụng thuốc trường sinh mà còn kết thúc bản thân ở núi Phượng Hoàng, thuốc trường sinh cứ như vậy lưu lại núi Phượng Hoàng. Hách Liên vô tình nói vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt ngóng trông. Nhưng mà Lý Trạch Vũ lại ngoáy lỗ tai, giống như không nghe. Hách Liên vô tình trầm giọng nói, chỉ cần cậu giao Ngự Long thần công cho bản tọa sẽ nói cho cậu biết cách vào quy khư, như thế nào. Lý Trạch Vũ liếc nhìn rồi tức giận nói, bản thân ông cũng biết đó là một truyền thuyết, ông cảm thấy tôi sẽ tin. Truyền thuyết cũng là thật nhé, cậu có thể đi thử, lỡ như thật sự để cậu tìm được thì sao? Hách Liên vô tình tiếp tục thuyết phục. Lý Trạch Vũ khinh bỉ nói, là bản thân ông ngốc hay là ông xem tôi là đồ ngốc? Nếu núi Phượng Hoàng quả thật có thuốc trường sinh, còn có thể đến phiên tôi đi tìm. Ha ha! Vị trí cụ thể của núi Phượng Hoàng vốn không có ai biết, mà tôi cũng nhìn thấy trên sách cổ nhà họ Hách Liên trong lúc vô tình thôi. Hách Liên vô tình cười tươi một cách ẩn ý, tiếp tục khuyên, cậu giao Ngự Long thần công cho tôi sẽ nói hết cho cậu, thế nào? Không hứng thú, Lý Trạch Vũ từ chối. Thật sự như hắn nghĩ, thứ hoang đường như thế ai tin người đó là kẻ ngốc. Mắt thấy tên này khó chơi, sự nhẫn nại của Hách Liên vô tình đã tới cực hạn, cậu đừng ép bản tọa. Ép ông thì sao, ông có thể làm gì được tôi? Lý Trạch Vũ không sợ hãi. Cậu, khí thế rào trên người Hách Liên vô tình tỏa ra, nhiệt độ trong lều vải bỗng nhiên giảm xuống. Nếu như ông còn dám ra tay, ông đây sẽ đánh ông thành đầu heo. Đến lúc đó cũng đừng trách tôi để ông mất mặt trước mặt thuộc hạ của mình. Lý Trạch Vũ nhẹ như mây gió dùng đũa gắp thức ăn, giống như chắc chắn đối phương không dám ra tay. Quả nhiên, khí thế trên người Hách Liên vô tình dần dần tan đi, nhưng lão ta vẫn đen mặt nói, lẽ nào cậu không sợ tôi sai người bắt tay nhau đánh hội đồng cậu à? Ông có thể thử xem, Lý Trạch Vũ khinh thường nói, dù sao tôi có thể chạy, cho dù không chạy thoát, trước khi chết tôi cũng muốn kéo ông làm đệm lưng, dù... Sao tôi không có thủ muốn báo, chết thì chết thôi. Lời này giống như uy hiếp ngược lại đối phương, mà Hách Liên vô tình quả thật đã bị bắt chẹt. Lão ta còn huyết hải thâm cừu gánh trên người, không dám chết. Ông thật sự muốn Ngự Long thần công, bỗng nhiên Lý Trạch Vũ hỏi một câu. Ánh mắt vốn dĩ đầy tử khí âm u của Hách Liên vô tình lập tức lóe sáng, tôi rất cần, làm thế nào cậu mới bằng lòng cho tôi. Như vậy đi, tôi trước tiên ở chỗ ông chơi một thời gian. Chờ lúc tôi nghĩ ra mình cần gì thì lại tới trao đổi với ông. Con mắt Lý Trạch Vũ xoay chuyển, nói tiếp, không lâu lắm đâu, trong vòng nửa tháng chắc chắn sẽ nghĩ ra, thế nào. Không thành vấn đề, Hách Liên vô tình gần như không hề do dự mà đồng ý. Mặc dù Hách Liên vô tình cũng không biết tính toán của Lý Trạch Vũ,
nhưng vị đại ma đầu này làm sao là loại người hời hợt như thế? Thực lực của Lý Trạch Vũ đã bị lão ta đánh giá thấp rồi, cứng đối cứng là kế vô cùng dở, chỉ có thể nghĩ thêm những cách khác bắt lại tên bướng bỉnh này. Cho nên Hách Liên vô tình cũng cần thời gian ngăn chặn Lý Trạch Vũ. Tóm lại hai người đều có mục đích riêng cần phải đạt được. Rời khỏi lều vải dành riêng cho Thánh Vương, Lý Trạch Vũ trở về căn lầu vải xa hoa của mình. Người phụ nữ Triệu Như Mộng này nói dễ thì chính là đơn thuần, nói khó nghe thì chính là ngu ngốc. Trước khi Lý Trạch Vũ đi đã bảo cô ta đêm nay đừng đi, cô ta thật sự ngây ngốc chờ đợi. Anh còn có lời gì muốn nói với tôi? Triệu Như Mộng lo lắng bất an, vệt đỏ ửng trên mặt dường như chưa từng biến mất. Cởi đồ, Lý Trạch Vũ thuận miệng dặn dò. Ồ, Triệu Như Mộng khế nhếch miệng. Vừa nãy cô ta còn đang suy đoán, mục đích Lý Trạch Vũ bảo đêm nay cô ta đừng đi có phải muốn sớm động phòng không, giờ phút này sau khi nghe người ta nói thì lập tức tự cho mình là đúng. Không thể, do dự mãi, Triệu Như Mộng kiên định từ chối, mẹ tôi từng kể con gái chỉ khi kết hôn rồi mới có thể giao bản thân cho chồng, chúng ta còn chưa kết hôn. Nóng xong cô ta nhanh chóng vén rèm lầu vải lên, chạy đi giống như chạy trốn. Bộp, Lý Trạch Vũ vỗ trán một cái. Lúc trước hắn bắt mạch cho Triệu Như Mộng, phát hiện hàn khí trong người người phụ nữ này đã sâu tận xương tủy, vận công xua tan cái lạng đã không còn hiệu quả, cho nên định dùng thủ pháp lấy khí điều khiển châm để giúp áp chế hàn khí của đối phương. Nhưng dựa theo phản ứng của Triệu Như Mộng, hắn mới biết lời của mình đã bị người ta hiểu lầm. Được rồi, hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Lý Trạch Vũ không để chuyện này trong lòng, mà bắt đầu suy nghĩ nên sai người nào tới xử lý những người của Vô Tình Thần Cung. Nửa ngày trôi qua, trên mặt đất có thêm 10 tàn thuốc lá. Lý Trạch Vũ đau cả đầu. Đúng lúc này, tiếng tin nhắn nhắc nhở tít tít vang lên. Ngủ rồi sao? Nội dung tin nhắn chỉ có 3 chữ, nhưng mà lúc nhìn thấy dãy số gửi tới, hai mắt Lý Trạch Vũ lập tức tỏa sáng, lập tức không hề suy nghĩ mà mở khóa điện thoại. Vũ đối phương gần như lập tức nhận cuộc gọi, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Kardashian, gần đây em khỏi chứ? Lý Trạch Vũ giống như có hơi kích động. Em rất khỏe, chính là, em rất nhớ anh. Nghe giọng nói ngọt ngào dịu dàng của đối phương, Lý Trạch Vũ trong lúc nhất thời đứng núi này trông núi nọ. Anh cũng nhớ em, cái đó, Lý Trạch Vũ cười khan nói, anh muốn xin em giúp một chuyện. Giúp đỡ? Kardashian ngẩn người, giống như không nghĩ ra quân đế thủ đoạn thông thiên có thể có chuyện gì cần mình giúp đỡ, nhưng vẫn sảng khoái nói, anh nói đi. Chỉ cần là việc em có thể giúp được thì em chắc chắn sẽ không từ chối. Anh muốn mượn chút nhân mã của Thánh Đình các em, Lý Trạch Vũ nói thẳng. Kardashian lần nữa giật mình, anh gặp phiền phức à? Gần đây cô ấy đã nghe tin đồn, Long Đế bị quân đế chém giết, người của Long Thần Điện và Aikido của nước Nhật bắt tay muốn đối phó quân đế. Nhưng khi quân U Minh được phái đi, cô ấy biết ngay quân đế sẽ bắt đầu phản kích. Lý Trạch Vũ đáp, ừ, là gặp phải chút phiền phức. Cho nên mới muốn mượn vài thánh kỵ sĩ của em. Anh cần bao nhiêu người? 3.000. Hả, Kardashian khiếp sợ. Nếu như chỉ là 1.200 người, lấy thân phận của cô ấy có thể điều động thẳng, nhưng 3.000 người, vậy cũng không phải một mình cô ấy có thể làm chủ được. Vũ, điều động nhiều thánh kỵ sĩ như vậy cần được Thánh Hoàng phê chuẩn, em thật sự không có cách giúp anh. Kardashian có hơi khó xử. Lý Trạch Vũ mở miệng nói, Kardashian. Lão Thánh Hoàng kia xưa nay xem em như trái gái ruột, chỉ cần em nói với ông ấy một tiếng, ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng mà, đừng nhưng nhị, em cứ nói có thể giúp hay không. Lý Trạch Vũ vô cùng thẳng thắn. Kardashian hơi do dự một lát, lúc này mới đáp lão, Vũ, em có thể đi xin Thánh Hoàng, nhưng mà. Sau khi em giúp anh thì mong anh cũng có thể hứa với em một chuyện. Ặc, Lý Trạch Vũ nhếch miệng nói, Kardashian. Chúng ta là bạn bè mà, sao giúp? Anh một việc em còn muốn ra điều kiện nữa. Kardashian dường như bị nói đến mức ngại ngùng, lần nữa chìm trong im lặng. Được được, em muốn anh hứa với em cái gì? Lý Trạch Vũ không rảnh rông dài. Em mong anh có thể cưới em. Kardashian gần như buột miệng nói. Lý Trạch Vũ tê dại, hoàn toàn tê dại, buồn bực nói. Em là thánh nữ thánh đình, không thể kết hôn nếu như anh cưới em, cả thế giới có biết bao nhiêu tín đồ. Mỗi người trong số họ chỉ cần một giọt nước bọt cũng có thể nhấn chìm anh rồi. Vũ, giọng điệu Kardashian chân thành, em có thể không làm thánh nữ này nữa vì anh. Bình tĩnh, bình tĩnh, Lý Trạch Vũ lau mồ hôi lạnh.
hắn thật sự không nghĩ tới sức quyến rũ của mình lớn như vậy, đường đường thánh nữ thánh đình mà cũng có thể bỏ qua cả tiền đồ vì hắn. Trò đùa này không buồn cười đâu, đi ngủ sớm tí đi, ngủ ngon. Lý Trạch Vũ nói xong muốn cúp điện thoại. Chờ đã, Cardassian vội la lên. Lý Trạch Vũ lần nữa để điện thoại bên tai, còn chuyện khác. Em không cần anh cưới em, nhưng anh phải hứa với em một điều kiện. Điều kiện gì? Em còn chưa nghĩ tới việc này, đợi em nghĩ ra sẽ nói cho anh biết. Ừ, vậy em sẽ không. Không đấu Cardassian ngắt L tâm, nó nằm trong khả năng của anh. Em sẽ không để anh làm việc trái lương. Lý Trạch Vũ suy nghĩ một lát, cuối cùng đồng ý, có thể. Được, sáng mai em sẽ đi tìm Thánh Hoàng. Cardassian ở Thánh Đình phía xa hài lòng cúp điện thoại. Vũ, để em sinh đứa con với anh cũng không xem như làm trái lương tâm nhỉ, hơn nữa cũng nằm trong khả năng của anh. Trên gương mặt tuyệt đẹp kia của cô ấy hiện lên nụ cười gian xảo. Cùng lúc đó, sau khi Lý Trạch Vũ cúp điện thoại có liên lạc với Long Thanh Phong. Tình huống phía cậu thế nào rồi? Long Thanh Phong lo lắng hỏi. Ông ấy và Tô Cẩn Hoa đã gửi gắm tất cả hy vọng vào người Lý Trạch Vũ cho. Nên bọn họ không nhịn được mà căng thẳng. Lý Trạch Vũ tức giận nói, tôi đang ở đầm rồng hang hở, bất cứ lúc nào cũng phải lo lắng cho mạng nhỏ của mình. Vất vả cho cậu rồi. Long Thanh Phong an ủi từ đáy lòng. Lý Trạch Vũ bĩu môi nói, ông bớt đi, một câu vất vả thì có thể bỏ qua à. Long Thanh Phong trịnh trọng nói, nhóc con cậu yên tâm đi, Long chủ đã chính miệng hứa hẹn, chỉ cần cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, điều kiện trước đó cậu đề ra ông ấy có thể đồng ý. Hả? Hai mắt Lý Trạch Vũ tỏa sáng. Trước đó hẳn từng nhắc tới với Tô Cẩn Hoa, nếu muốn hẳn ra tay diệt trừ Vô Tình Thần Cung, trong vòng 100 năm, hổ khiếu quân của Bắc Cương đều phải họ Lý. Lúc ấy đừng nói Tô Cẩn Hoa đồng ý, lão còn không thèm cân nhắc mà từ chối ngay luôn. Bây giờ đột nhiên lại đồng ý yêu cầu của hắn, chắc hẳn trải qua chuyện Tôn, Thành Binh làm phản đã khiến lão hoàn toàn cảm nhận được áp lực Vô Tình Thần Cung mang tới. Tôi ghi âm điện thoại rồi, đến lúc đó các người đừng trốn nợ nhé. Lý Trạch Vũ thỏa mãn cúp điện thoại, lập tức nằm dài trên giường đi ngủ. Ngày mai còn phải kết hôn nữa. Còn chưa tới giờ tí, tiếng khua chiêng gõ trống chợt vang lên, náo nhiệt cả bộ lạc chính Bạch Kỳ. Chú rể dậy rồi. Cô dâu đã chờ ngài rất lâu. Tiếng gọi của thị nữ vang lên bên ngoài lều trại. Hí, hà. Lý Trạch Vũ vừa mới ngủ được một lúc, có hơi ngơ ngác, châm một điếu thuốc để tỉnh táo rồi mới thong thả từ trên giường thức dậy. Mành lều được vén lên, 4-5 thị nữ lần lượt tiến vào, tay ôm bộ lễ phục cưới màu đỏ rực rỡ, không quan tâm Lý Trạch Vũ đồng ý hay không, giở trò bắt đầu thay đồ cho hắn. Chú rể đẹp trai quá. Đúng là một cặp trời sinh với tiểu thư nhà chúng ta. Soi gương, khóe miệng Lý Trạch Vũ nở nụ cười khổ. Đây là lần đầu tiên hắn kết hôn, mặc dù trong mắt hắn, đám cưới này chỉ là đám cưới giả. Một lúc sau, khi Lý Trạch Vũ đi ra khỏi lầu trại, hắn nhìn thấy trên thảo nguyên đã được dựng lên một đài cao trong đêm. Dưới sự thôi thúc của các thị nữ, Lý Trạch Vũ bước lên đài cao chờ đợi. Xung quanh nhanh chóng tụ tập những người chăn nuôi trong bộ lạc và các đệ tử của Vô Tình Thần Cung. Người Bát Kỳ rất coi trọng các nghỉ lễ cổ xưa, vì vậy đám cưới đã tiếp nối nhiều phong tục của triều đình nhà Thanh, ví dụ như yêu cơ đặc biệt yêu cầu người chuẩn bị một phần đồ cưới của dư đường. Hơn nữa, lấy vợ cũng phải vào buổi tối. Động phòng hoa trúc thì diễn ra vào ban ngày. Hách Liên Vô Tình ngồi ở vị trí đầu tiên, 16 kỳ chủ lần lượt ngồi ở hai hàng sau. Tiếng kèn, tiếng chiêng, tiếng trống dần dần kết thúc. Giờ lành đã đến, một giọng nói the thé vang lên. Lý Trạch Vũ nhìn thấy Triệu Như Mộng đội khăn trùm đầu, mặc bộ váy đỏ, được hai thị nữ dắt lên đài. Chú rể mau đứng dậy, đi ra phía trước, một thị nữ nhắc nhở. Lý Trạch Vũ đi đến trước đài. Dù bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nhưng hắn không hề khiêm tốn hay kiêu căng. Triệu Như Mộng cũng tỏ ra khéo léo tự nhiên, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy móng tay cô ta gần như bấm vào thịt. Rõ ràng, người phụ nữ này rất căng thẳng. Yêu Cơ ngồi trên đài cao, nước mắt rưng rưng, vẻ mặt vui lòng. Chồng bà mất sớm, một mình bà gánh vác cả bộ lạc chính Bạch Kỳ, con gái cũng do một mình bà nuôi dưỡng. Lúc này nhìn con gái sắp lấy chồng. Người mẹ cảm thấy mọi khó khăn đã qua đi. Nhất bái thiên địa. Theo tiếng hô to của người chủ trì, Lý Trạch Vũ và Triệu Như Mộng cùng cúi lạy trời đất. Nhị bái Cao Đường. Lý Quân Dạ và Triệu Như Mộng đồng thời quay người cúi lạy Yêu Cơ. Phu thê giao bái.
tôi phản đối. Ngay lúc Lý Trạch Vũ và Triệu Như Mộng đối mặt với nhau, một giọng ồm ồm vang lên. Tiếp theo đó, một thanh niên vạm vỡ đứng ra, kỳ chủ, tôi không thể sống thiếu Như Mộng, xin kỳ chủ thu hồi lệnh đã ban ra, gả Như Mộng cho tôi. Sắc mặt Yêu Cơ tối sầm, bà đứng dậy mắng, Điền Bân, cậu tránh ra ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình. Tôi không. Điền Bân quỳ một gối trên mặt đất, nói, kỳ chủ, tôi và Như Mộng thực sự yêu nhau, bà không thể chia cắt chúng tôi được. Mẹ nói con mẹ nó, còn chưa bái đường xong, đã có người nhảy ra cướp dâu. Lý Trạch Vũ lạnh lùng nói, Hách Liên vô tình, phiền ông cho tôi một lời giải thích. Người có can đảm gọi thẳng tên Hách Liên vô tình trong đám người này, e rằng chỉ có Lý Đại Đương ra thôi. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, trên mặt Hách Liên vô tình cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Trước đây, Lý Trạch Vũ gọi lão ta là lão Hách, lão ta có thể không nói gì, nhưng bây giờ có nhiều thuộc hạ ở đây, Lý Trạch Vũ còn dám gọi thẳng tên ông ta. Bổn tọa không cần mặt mũi sao? Lý Trạch Vũ, chú ý thái độ của cậu. Hách Liên vô tình lạnh lùng cảnh cáo. Tôi chú ý cái gì? Lý Trạch Vũ chỉ vào Triệu Như Mộng bên cạnh, cô ta là do ông tặng tôi, đám cưới hôm nay cũng theo lệnh của ông, nhưng giờ tôi lại là Mã Hữu Tài chia cắt lương chúc, chẳng lẽ ông không nên cho tôi một lời giải thích sao? Vừa nói, trên người hẳn toát ra khí thế hung hãn, trông như thể có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tả Trung Nhân ở dưới đài trong lòng mừng thầm, chỉ mong Lý Trạch Vũ lập tức ra tay, tốt nhất là đánh nhau với Hách Liên vô tình khiến hai bên đều bị thương. Lý Trạch Vũ, cậu bình tĩnh chút. Yêu Cơ đứng ra giải hòa, giải thích, Như Mộng không có quan hệ gì với Điền Bân cả, cậu đừng hiểu lầm. Tôi hiểu lầm cái gì? Lý Trạch Vũ tức giận nói, phải đợi đến lúc đầu ông đây mọc cỏ mới không hiểu lầm đúng không? Lý Trạch Vũ, xoạt. Triệu Như Mộng giật khăn trùm đầu màu đỏ xuống, hai mắt đỏ hoe, anh quá đáng lắm rồi đấy. Nói xong, cô lại nhìn về phía Điền Bân, nghẹn ngào nói, Điền Bân, từ trước đến nay em vẫn coi anh như anh trai, hôm nay là ngày cưới của em, sao anh lại làm khó y mồ? Như Mộng, anh. Điền Bân nhìn hai mắt Triệu Như Mộng đẫm lệ, nhất thời không nói lên lời. Chém đầu nó. Hách Liên vô tình chỉ vào Điền Bân. Yêu Cơ lập tức cầu xin, Thánh Vương tha tội, thằng nhóc này ngu dốt, cầu xin Thánh Vương đừng so đo với cậu ta. Yêu Cơ, người muốn kháng lệnh sao? Hách Liên vô tình nghiêm mặt. Mặc dù Triệu Như Mộng không hài lòng với hành động của Điền Bân, nhưng không muốn anh vì vậy mà mất mạng, cô vội vàng cầu xin Lý Trạch Vũ, xin anh hãy cứu Điền Bân, tôi với anh ấy thực sự chỉ là anh em, chưa bao giờ vượt quá mối quan hệ này. Lý Trạch Vũ cảm thấy hình như mình hơi quá đáng. Ngay từ đầu, hắn đã không coi trọng đám cưới này, cho nên sau này không thể thừa nhận quan hệ vợ chồng với Triệu Như Mộng. Cho dù người ta có thật sự có gì với Điền Bân, hẳn cũng không cần phải nổi giận. Nghĩ đến đây, Lý Trạch Vũ xua tay nói, thôi đi, lão Hách, ông tha cho. Cậu ta một lần đi, hôm nay là ngày vui của tôi, không nên thấy máu. Hách Liên vô tình có thể không nể mặt Yêu Cơ, nhưng ít nhiều vẫn phải nể mặt Lý Trạch Vũ, vì vậy gật đầu đồng ý tha cho Điền Bân. Một màn náo loạn nhỏ, bái đường tiếp tục. Lý Trạch Vũ đích thân đeo khăn trùm đầu màu đỏ cho Triệu Như Mộng. Phu thê giao bái. Người chủ trì lại hô to một tiếng. Không biết là vô tình hay cố ý, đầu của chú rể và cô dâu va vào nhau. Lý Trạch Vũ lập tức nhăn mặt vì đau. Ha ha ha. Dưới đài vang lên tiếng cười, bầu không khí căng thẳng trước đó dần tan biến. Không ai để ý rằng, Lý Trạch Vũ nhe răng nhìn về phía sau đám đông, Điền Bân trước đó đã nào loạn đám cưới đang vẫy tay với hẳn. Kết thúc buổi lễ. Lễ bái đường kết thúc, Triệu Như Mộng được người ta dắt xuống đài cao và đưa vào lều tân hôn. Lý Trạch Vũ cùng mọi người uống rượu chúc mừng. Nào, Phó Thánh Vương, chúng tôi kính ngài một ly. Tôi cũng kính Phó Thánh Vương một ly. Các kỳ chủ đều biết rõ Lý Trạch Vũ không thật lòng quy phục vô tình thần cung, nhưng Hách Liên vô tình cũng không vạch trần, bọn họ phải làm tốt công việc bên ngoài. Nào, tôi cạn rồi, mọi người cứ tự nhiên. Lý Trạch Vũ cùng mọi người nâng ly, dù sao hắn cũng không say được, không sao cả. Sau ba vòng rượu, Lý Trạch Vũ nâng ly với Hách Liên vô tình, nào, lão Hách, tôi kính ông một chén. Được. Hách Liên vô tình rất nể mặt, cũng nâng chén đứng dậy. Ngay khi cả hai sắp chạm chén. Ôi da, bụng của tôi. Dầm. Chén rượu trong tay Lý Trạch Vũ rơi xuống đất. Chết tiệt, rượu này có độc. Rượu có độc. Ngay lập tức, mọi người xôn xao.
Tả Trung Nhân và các kỳ chủ khác lập tức căng thẳng. Bởi vì họ và Lý Trạch Vũ đều uống chung một bình rượu, nếu người thứ hai trúng độc, chẳng phải họ cũng vậy sao? Sắc mặt Hách Liên Vô Tình cũng đột nhiên thay đổi. Bây giờ đối với lão ta, ai cũng có thể chết, chỉ riêng Lý Trạch Vũ tuyệt đối không thể chết. Ôi ra, thằng chó nào muốn hại ông đây? Lý Trạch Vũ cong người, trông vô cùng đau đớn. Hạ Liên Vô Tình vội vàng bắt mạch cho hắn, nhưng phát hiện mạch đập vô cùng hỗn loạn, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Ui, ui ra, các kỳ chủ khác cũng lần lượt kêu đau bụng. Hách Liên Vô Tình nhíu mày, lão ta rất tin tưởng vào y thuật của mình, nhưng không ngờ lại có người dám hạ độc trước mắt lão ta. Tuy nhiên, lão cũng khá may mắn vì chưa kịp uống rượu, nếu không đến Lý Trạch Vũ cũng trúng chiêu, đoán chừng lão ta cũng không tránh khỏi được. Ngoài Hách Liên Vô Tình, còn có một người bình an vô sự. Đó chính là Tả Trung Nhân. Mọi người đồng loạt nhìn ông ta, trên mặt lộ đầy vẻ khó hiểu. Tại sao tên này lại không sao? Hách Liên Vô Tình cũng tò mò không kém, mở miệng hỏi, Trung Nhân, con không sao chứ? Sư phụ, con chấm con không sao? Vẻ mặt Tả Trung Nhân ngơ ngác, không hiểu sao mình lại không trúng độc. Chẳng lẽ mình trời sinh có cơ địa miễn nhiễm với trăm loại độc? Chắc chắn là vậy. Tuy nhiên, Tả Trung Nhân còn chưa kịp vui mừng, thì khoảnh khắc tiếp theo. Một bóng người nhanh chóng xuyên qua đám đông, đến trước mặt ông ta, quỳ một gối xuống nói, kỳ chủ Tả, tôi đã hạ độc bọn họ theo chỉ dẫn của ngài. Bây giờ ngài có thể đưa tôi đi gặp Như Mộng được không? Yên tĩnh, tất cả đều im phăng phắc. Người quỳ một chân xuống không ai khác chính là Điền Bân, người trước đó đã lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này. Kỳ chủ Tả, ông có ý gì? Tả Trung Nhân, tại sao ông muốn hại chúng ta? Tả Trung Nhân, ông là kẻ phản bội. Các kỳ chủ chỉ vào Tả Trung Nhân chửi ầm lên. Mà trong đầu Tả Trung Nhân mù mịt, bởi vì ông ta không hề chỉ thị cho Điền Bân hạ độc. Lão Hách, đồ đệ cưng của ông chẳng phải thứ tốt đẹp gì, vừa nấy nếu không phải tôi phát độc nhanh, chắc hẳn bây giờ ông cũng đã trúng độc rồi. Lý Trạch Vũ vẻ mặt đau khổ chỉ vào Tả Trung Nhân, tên khốn kiếp này lừa thầy phản tổ, 100% là muốn phản bội ông. Chỉ vì những gì Lý Trạch Vũ nói đều là sự thật, nếu chậm một lúc, lão ta nhất định sẽ uống chén rượu đó. Nghĩ đến đây, lão ta lạnh lùng nói, Trung Nhân, con thật to gan. Cảm nhận được sát khí trên người Hách Liên Vô Tình, Tả Trung Nhân run rẩy nói, sư phụ, oan uổng quá, đệ tử tuyệt đối không có chút lòng dạ phản bội, bọn họ vu khống con ồ. Vu khống con. Lý Trạch Vũ chỉ vào Điền Bân, phẫn nộ nói, mẹ nó nhân chứng vật chứng đều có đủ, thứ không biết xấu hổ này còn muốn ngụy biện sao. Nói xong lại nhìn về phía Hách Liên Vô Tình, lão Hách, đừng do dự nữa, thanh lý môn hộ đi. Xử lý đồ đệ trong môn phái, đã phản sư môn hoặc làm những chuyện độc ác. Sư phụ, người tin con không có. Tả Trung Nhân cảm thấy mình còn không nhịn được đối đầu với Điền Bân, tên nhãi con người dám hãm hại lão phu, ta giết chết ngươi. Lão Hách, ông ta muốn giết người diệt khẩu, Lý Trạch Vũ nhắc nhở. Vù! Hách Liên Vô Tình nháy mắt đứng trước mặt Điền Bân, Tả Trung Nhân kịp thời thu tay, sau đó lùi lại vài bước. Thánh Vương, không liên quan đến tôi. Tất cả đều là kỳ chủ Tả sai khiến. Điền Bân vẻ mặt sợ hãi cầu xin tha thứ. Sư phụ, con thật sự không có, tên nhãi này là người của kỳ chủ yêu. Đúng vậy, nhất định là con tiện nhân đó hãm hại con. Ánh mắt Tả Trung Nhân như bọ cạp, nhìn chằm chằm Yêu Cơ, hận không thể xông lên liều mạng với bà ta. Lúc này, Yêu Cơ đau đớn vô cùng ngay cả sức để nói cũng không có. Lý Trạch Vũ thay bà ta giải thích, lão Hách. Tên nhãi đó tuy là thuộc hạ của mẹ vợ tôi, nhưng vừa nãy mọi người đều thấy, chắc chắn là do mẹ vợ ta gả Như Mộng cho tôi, nên tên nhãi này ôm hận trong lòng, nên mới đi theo con đường tà đạo của Tả Trung Nhân. Tôi, toàn thân Điền Bân toát mồ hôi lạnh, liếc nhìn Tả Trung Nhân rồi nhìn Hách Liên Vô Tình, Thánh Vương tha mạng, là kỳ chủ Tả nói sau khi mọi chuyện thành công sẽ gả Như Mộng cho tôi, còn phong tôi làm kỳ chủ. Cho nên thuộc hạ nhất thời mở mắt, cầu xin Thánh Vương khai ân. Hắn vu khống con, hắn vu khống con. Tả Trung Nhân hoàn toàn tức giận. Nhưng ông ta cũng biết, lúc này mình nói gì cũng vô ích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao mọi người đều trúng độc, chỉ có ông ta là bình an vô sự, hơn nữa lại thêm lời khai của Điền Bân, Hách Liên Vô Tình chắc chắn sẽ không tin ông ta nữa. Trung Nhân, hiện tại bổn tọa cho con thêm một cơ hội, còn không khai thật. Ánh mắt Hách Liên Vô Tình tràn đầy sát khi nói, chỉ cần con thành thật,
bổn tọa niệm tình thầy trò mà tha con một mạng. Tha mạng cho ông ta. Nếu là người bình thường e là sẽ trực tiếp nhận tội, nhưng tả trung nhân thì không. Ông ta hiểu rõ sư phụ của mình, sau này chắc chắn sẽ tha mạng cho ông ta nhưng cũng sẽ khiến ông ta sống không bằng chết. Dù sao cũng chết, tả trung nhân nghiến răng, nói, đệ tử thực sự không hạ độc, là bọn chúng vu oan cho con, nếu sư phụ không tin, con có thể lấy cái chết để chứng minh mình vô tội. Nói xong, ông ta lấy ra một con dao găm từ trong người, hít một hơi thật sâu rồi đâm mạnh vào tim mình. Có thể thấy, tên này nhất quyết phải chết, keng, chớp cái, một hòn đá đập vào cổ tay trái của tả trung nhân, con dao găm trong tay lập tức rơi xuống. Hách Liên vô tình ra tay, ngăn tả trung nhân tự sát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn chăm chăm Hách Liên vô tình. Sư phụ, tả trung nhân cũng bối rối. Hạ Liên vô tình nhẹ nhàng nói, bổn tọa tin con. Thật sao? Tả trung nhân rưng rưng nước mắt nói, sư phụ sáng suốt. Đệ tử thề với trời, nếu hài lòng với sư phụ, con sẽ chết không yên. Được rồi, không cần nói nữa. Hách Liên vô tình xua tay. Không phải lão ta tin vào những lời thề thốt ngu ngốc này, nhưng lão ta hiểu rõ đức hạnh của tả trung nhân có tâm làm trộm nhưng không có gan làm trộm. Nghĩ trong đầu nhưng không có gan làm. Trong những năm lão ta bị giam giữ, tả trung nhân có thể có ý đồ khác, nhưng bây giờ lão ta đã trở lại, cho dù tả trung nhân có 10 lá gan cũng không có gan phản bội lão ta. Lão Hách, tên khốn nạn đó vừa mới dùng khổ nhục kế, sao ông có thể tin ông ta? Lý Trạch Vũ bất mãn nói, nếu vừa nãy ông cũng uống chén rượu đó, chắc chắn bây giờ ông đã chết rồi, còn ông ta sẽ trở thành thánh vương của thần cung. Hách Liên vô tình nhìn hắn đầy ẩn ý, cười lạnh nói, tên khốn như cậu còn muốn giả vờ sao? Giả vờ cái gì? Lý Trạch Vũ bực mình nói, giả con mẹ ông ý. Ha ha! Hách Liên vô tình đi tới bàn cầm chén rượu của mình lên, sau đó nhìn Lý Trạch Vũ đầy ẩn ý. Vốn dĩ rượu không có độc, độc nằm trong chén. Từ sáng sớm đã có người bôi độc vào chén, nhưng có người không dám bôi vào chén của Hách Liên vô tình. Bởi vì trên đời này, không có loại độc nào có thể qua mắt được lão ta. Tên nhãi danh nhà cậu thật thông minh, cố ý, phát độc khi kính rượu cho bổn tọa, còn muốn đánh lừa mọi người. Hách Liên vô tình cười lạnh vài tiếng. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ cau mày, lão Hách, tôi không hiểu ông đang nói gì. Thật sự không hiểu. Không hiểu thật. Được. Hách Liên vô tình thấy thằng nhãi này vẫn còn mạnh miệng, cầm lấy chén rượu mà Lý Trạch Vũ đã uống, sau đó trước mặt mọi người uống hết số rượu còn lại trong chén. Ha! Cậu có nghĩ bổn tọa sẽ trúng độc sao? Hách Liên vô tình cười hỏi. Lý Trạch Vũ sờ mũi nói, chắc là không đâu, dù sao lão Hách ông công lực thâm hậu. Độc tố còn chưa kịp đi vào lục phủ ngũ tạng của ông đã bị khí kình trong cơ thể ông bài tiết ra ngoài rồi. Ha ha! Hách Liên vô tình cười không ngừng, tên nhãi danh, đừng giả vờ nữa. Không giả vờ nữa thì không giả vờ nữa. Lý Trạch Vũ nhún vai, khuôn mặt vốn dĩ đau đớn lập tức trở lại bình thường. Ồn ào! Mọi người chợt nhận ra, kẻ hạ độc không phải tả trung nhân, mà là chú rể hôm nay. Lý Trạch Vũ, cậu dám hãm hại tôi! Tả trung nhân tức giận. Lý Quân Dạ liếc nhìn đối phương, nói, tôi hãm hại cái gì, ông đây chỉ thấy nhàm chán quá thôi, nên muốn đùa một chút để không khí thêm sinh động. Không khí thêm sinh động. Mẹ kiếp, trò đùa của hắn suýt chút nữa khiến ông đây mất mạng. Trong lòng tả trung nhân chửi rủa. Còn không mang thuốc giải ra đây. Giọng điệu của Hạ Liên vô tình không còn chỗ để nghi ngờ. Các kỳ chủ lần lượt uống thuốc giải, rất nhanh đã trở lại bình thường. Sư phụ, tên nhãi kia suýt nữa hại con. Tả trung nhân còn chưa nói xong thì Hách Liên vô tình đã trừng mắt nhìn ông ta, lập tức nuốt lại lời định nói. Hách Liên vô tình lập tức chỉ vào Điền Bân, lớn tiếng ra lệnh, người đâu, mau lôi tên khốn này ra xử tử. A, à, Thánh Vương tha mạng. Điền Bân vô cùng hoảng sợ. Không thể tha cho hắn. Hách Liên vô tình lạnh lùng từ chối. Tả trung nhân vô duyên vô cớ bị oan, Lý Trạch Vũ không thể làm gì được. Chỉ có thể giết Điền Bân mới có thể khiến tả trung nhân hả giận. Dừng tay Lý Trạch Vũ chắn trước mặt Điền Bân, lớn tiếng nói, tên này tôi bảo vệ. Lý Trạch Vũ, hai người hợp tác hãm hại tôi, sư phụ đã nhân nhượng với cậu, tôi khuyên cậu đừng không biết điều. Tả trung nhân nhảy ra nói, ánh mắt sắc bén của Lý Trạch Vũ nhìn thẳng vào ông ta nói, chức vị phó thánh vương cao hơn ông chứ. Tôi đang nói chuyện với lão Hách, con mẹ nó. Ông thử nói một câu nữa xem L.
thấy sát ý không hề che giấu của đối phương, Tả Trung Nhân lập tức biết điều mà ngậm miệng. Hách Liên Vô Tình cau mày từ từ thả lỏng, thản nhiên nói, hôm nay là ngày vui của cậu, không nên thấy máu, bổn tọa sẽ tha cho hẳn một lần. Nhất thời, mọi người đều ngơ ngác, không hiểu vì sao Thánh Vương lại mềm lòng với Phó Thánh Vương. Sư phụ, nếu không trừ khử tên này, một ngày nào đó hắn sẽ trở thành đại họa của thần cung. Tả Trung Nhân còn chưa nói xong, chỉ thấy sau lưng ông ta xuất hiện một bóng người màu đỏ. Lý, Trạch, Vũi. Hách Liên Vô Tình hét lớn, muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Âm, AI. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ đấm một quyền thủng ngực Tả Trung Nhân. Tôi đã bảo ông đừng nói nữa, ông nghĩ rằng tôi không dám giết ông sao? Giọng nói lạnh lùng của Lý Trạch Vũ giống như lời nhắc nhở đến từ địa ngục. Tả Trung Nhân trợn tròn mắt không cam tâm, dường như không ngờ rằng mình sẽ chết vào lúc này. Xoẹt. Lý Trạch Vũ thu cánh tay đầy máu của mình, lạnh lùng nhìn Hách Liên Vô Tình, ngày vui của tôi có thể thấy máu, nhưng mà còn phải xem đó là máu của ai. Mọi người nhìn cảnh này, da đầu không khỏi cảm thấy tê dại. Quá độc ác. Thật tàn bạo. Hắn không những phớt lờ Hách Liên Vô Tình mà còn dám giết chết đệ tử duy nhất trước mặt lão ta. Trên đời này, chắc chỉ có Lý Trạch Vũ là người tàn nhẫn như vậy. Hách Liên Vô Tình tức giận, nhưng vẫn không trở mặt với Lý Trạch Vũ ngay tại chỗ, vẫy tay với các kỳ chủ, các ngươi đi theo ta. Nói xong rồi rời đi trước. Các kỳ chủ lần lượt đứng dậy theo sát phía sau. Bữa tiệc cưới vốn náo nhiệt cuối cùng lại kết thúc không mấy vui vẻ. Yêu Cơ đứng bên cạnh Lý Trạch Vũ, lo lắng nói, vừa rồi cậu quá bốc đồng, chẳng qua Tả Trung Nhân chỉ là một tên hề, hoàn toàn không cần thiết vì ông ta mà phá hỏng chuyện lớn. Không sao. Lý Trạch Vũ nhếch mép cười lạnh. Vừa nãy ra tay giết Tả Trung Nhân không phải vì đối phương không coi trọng lời nói của hắn, còn có một chuyện, hẳn cũng muốn kiểm tra xem điểm mấu chốt của Hách Liên Vô Tình đối với hắn. Xem ra bây giờ, dù hắn có đảo lộn toàn bộ Vô Tình Thần Cung thì Hách Liên Vô Tình cũng sẽ không ra tay với hắn trước khi lấy được Ngự Long Thần Công. Điều này thật tuyệt. Khóe miệng Lý Trạch Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Chiều hôm đó, 5 máy bay từ Nhật Bản xuất hiện ở Tái Bắc nước Hạ, lập tức có 7-8 chiếc trực thăng quân sự bay phía trước dẫn đường hộ tống. Cuối cùng, 5 chiếc máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quân sự. Cửa cabin mở ra, những người bước xuống đều mặc trang phục màu bạc. Nếu có tín đồ của Thánh Đình ở đây, họ có thể dễ dàng nhận ra đây đều là các hiệp sĩ. Thánh của Thánh Đình. Lão Nam, đâu là nhiệm vụ đầu tiên thiếu gia giao cho ông sau khi ông quy thuận thiếu gia? Ông phải thể hiện thật tốt đấy. Cẩu Phú Quý vênh mặt lên nhắc nhở. Nam Cung Thạc gật đầu, cười ngược, yên tâm, tôi sẽ không làm Lý Thiếu thất vọng đâu. Nói là như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc lần này đối phó với Vô Tình Thần Cung, tim ông ta lại đập nhanh. Sao sắc mặt ông trắng bệch vậy? Không phải là sợ rồi chứ? Vật Tương Vong khinh thường liếc hắn một cái. Làm sao có thể chứ? Nam Cung Thạc cười gượng nói, buổi sáng nay tôi bị tiêu chảy nên người hơi yếu. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong có lẽ không biết Vô Tình Thần Cung kinh khủng cỡ nào, nhưng ông ta đã từng trải qua. Sợ hãi cũng là bình thường. Tiểu Cẩu, Tiểu Vật, còn người kia nữa, ba người qua đây. Long Thanh Phong ở cách đó không xa vẫy tay với ba người. Vẻ mặt Cẩu Phú Quý không vui, bất mãn nói, phiền ông có thể gọi tôi là Phú Quý được không? Còn nữa, tôi không phải là người kia, lão phu lớn tuổi hơn cậu nhiều, gọi một tiếng tiền bối không hiểu sao. Thật là, đứa vô lẽ. Đại hộ pháp cũng bày tỏ sự không hài lòng của mình. Long Thanh Phong biết thân phận của Nam Cung Thạc, vì thế ngượng ngùng gọi một tiếng, Nam Cung tiền bố. Thế còn được. Đại hộ pháp hài lòng gật đầu. Long Thanh Phong kéo ba người lại gần, hạ giọng nói, nhớ kỹ, đội quân tinh nhuệ này tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết, lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho mấy người đi theo tuyến đường đặc biệt để vào dãy núi Euro. Yên tâm đi. Nam Cung Thạc giơ ngón tay ok, Lý Thiếu đã dặn rõ ràng trên điện thoại rồi, không cần cậu phải dạy nên làm thế nào. Dù sao đại hộ pháp cũng từng là người lãnh đạo, dẫn dắt mấy ngàn người chắc chắn không thành vấn đề. Khi Lý Trạch Vũ dần tỉnh lại, mặt trời đã sắp lặn. Triệu Như Mộng trùm khăn đỏ trên đầu, cô ta ngồi im như phống nơi mép. Dương, khi nghe thấy động tĩnh Lý Trạch Vũ tỉnh dậy, cô ta bắt đầu căng thẳng. Khoảnh khắc mặt trời mọc chính là lúc để động phòng hoa trúc, nhưng Lý Trạch Vũ vào lều trại xong chỉ nói một câu, trò chơi kết thúc, không cần diễn nữa. Dứt lời,
hắn leo lên giường ngủ. Triệu Như Mộng không hiểu tại sao. Lý Trạch Vũ lại giải thích, chúng ta kết hôn chỉ là để đối phó với Hách Liên vô tình mà thôi, không cần coi như thật. Mà một người có tư tưởng hơi cổ hủ như Triệu Như Mộng lại không chịu thuận theo. Theo quan điểm của Triệu Như Mộng, cô ta và Lý Trạch Vũ đã bái đường rồi, điều này đồng nghĩa với việc hai người trở thành vợ chồng. Vậy nên dù Lý Trạch Vũ có ngủ miết thì cô ta cũng không lộn xộn, đợi đối phương tỉnh dậy rồi vén khăn trùm đầu cho mình. Sao cô vẫn còn ở đây? Lý Trạch Vũ khó hiểu. Triệu Như Mộng sợ hãi, anh vẫn chưa cởi khăn trùm đầu cho em. Lý Trạch Vũ kéo khăn trùm màu đỏ ra khỏi đầu đối phương rồi nói, giờ cô đi được rồi. Chồng, khuôn mặt nhỏ của Triệu Như Mộng đỏ bừng. Chồng, khóe miệng Lý Trạch Vũ giật giật mấy cái, hắn nói trong sự bất lực, không phải tôi đã nói rồi à? Chúng ta kết hôn là để đối phó với Hách Liên vô tình mà thôi, cô không cần coi trọng nó. Em đã bái đường với anh rồi. Triệu Như Mộng cau mày, vậy nên đời này em là người của anh. Tại sao cô lại cứng đầu như vậy? Lý Trạch Vũ bất lực thật sự, hắn chỉ đành sai người đi tìm Yêu Cơ. Một lát sau, tấm vén được ai đó vén lên, Yêu Cơ bước vào với khuôn mặt tươi rói. Kỳ chủ Yêu, bà mau tới giải thích cho con gái bảo bối của bà đi. Lý Trạch Vũ nhìn Yêu Cơ như nhìn vị cứu tinh. Yêu Cơ liếc nhìn con gái một lượt từ trên xuống dưới, thân là người từng trải, bà ta chỉ cần nhìn qua là biết con gái chưa thật sự thành vợ người ta nên khẽ nhíu mày, chuyện gì vậy Dễ Hiền? Chuyện gì là sao? Lý Trạch Vũ giật mình, nói, tôi và con gái bà chỉ giả vờ kết hôn thôi, nhưng con gái bà lại nằng nặc coi như thật, phiền bà khuyên nhủ con gái giúp tôi. Lý Trạch Vũ vốn tưởng Yêu Cơ sẽ giải thích rõ ràng với Triệu Như Mộng, nhưng ai ngờ bà ta lại bất ngờ thốt lên câu hỏi, kết hôn giả gì chứ? Kết hôn mà cũng có giả với thật cơ à? Mẹ nó, Lý Trạch Vũ có một dự cảm chẳng lành. Yêu Cơ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Thánh Vương để Như Mộng đính hôn với con. Từ đầu tới cuối con không hề từ chối câu nào, bây giờ đã bái đường xong rồi, đến lúc động phòng con lại nói kết hôn giả với con gái mẹ. Kỳ chủ Yêu, bà nói vậy là ý gì chứ? Lúc ấy tôi đồng ý là để đối phó với Hách Liên vô tình. Khi nói chuyện, Lý Trạch Vũ vô thức liếc Triệu Như Mộng một cái rồi lại tiếp tục, chứ từ đầu chí cuối tôi chưa từng có ý muốn cưới con gái bà. Câu nói có tính sát thương cực kỳ cao, Triệu Như Mộng rơi lệ. Hỗn láo, Yêu Cơ nổi giận. Họ Lý, tôi cảnh cáo cậu, cậu đối phó Thánh Vương cũng được, mà thật lòng cưới con gái tôi cũng thế. Bây giờ con gái tôi đã bái đường với cậu trước mặt bao nhiêu người rồi vào động phòng, từ nay về sau, lúc sống nó xế là người của nhà họ Lý, chết thành ma nhà họ Lý, cậu dám phủ nhận thử xem L. Tôi, Lý Trạch Vũ muốn nói lại thôi. Hắn nhìn điệu bộ muốn liều mạng sống chết của Yêu Cơ rồi lại nhìn thoáng qua Triệu Như Mộng đang khóc thút thít, cảm giác đầu đau như búa bổ. Tôi cái gì mà tôi? Yêu Cơ hiên ngang ngắt lời, con gái tôi vốn xinh đẹp hơn người, trên thảo nguyên này có biết bao nhiêu đàn ông tơ tưởng tới con bé. Cậu đừng tưởng chiếm được ưu thế rồi còn cố tình khoe mẽ, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám bắt nạt con gái tôi, bà đây dù có mất mạng cũng không để cậu được sống yên. Cơ thể Lý Trạch Vũ tê dần. Lý Trạch Vũ thật sự không ngờ hai mẹ con Yêu Cơ và Triệu Như Mộng lại coi chuyện này là thật. Nếu biết thì lúc ấy có nói gì hắn cũng sẽ không đồng ý yêu cầu của Hách Liên vô tình, nhưng đáng tiếc là đời này không có nếu như. Bây giờ hắn và Triệu Như Mộng đã bái đường rồi còn vào động phòng, tất cả người của bộ lạc chính Bạch Kỳ đều biết, chỉ với điểm này thôi cũng đủ khiến hắn. Đuối lý rồi. Chuyện này để sau rồi nói, tôi sẽ cho hai người một lời giải thích thỏa đáng. Lý Trạch Vũ vứt lại một câu, sau đó khoác áo rời khỏi lầu trại. Giờ phút này đây. Yêu Cơ nở nụ cười hiểm ác vì đã thực hiện được âm mưu của mình. Tất nhiên bà ta biết lúc ấy Lý Trạch Vũ đồng ý chỉ vì muốn đối phó Hách Liên vô tình, nhưng bà ta lại cố tình giả ngu giả ngơ. Dù sao thì có đốt đèn lồng tìm cũng khó mà kiếm được một cậu con rể tốt như Lý Trạch Vũ. Mẹ, Triệu Như Mộng vẫn đang khóc nức nở, càng nghĩ cô ta càng thấy ấm ức. Con gái ngoan đừng lo. Yêu Cơ xoa đầu con gái, an ủi. Mẹ thấy thằng nhóc đó không phải loại người bạc tình bạc nghĩa đâu, chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ rơi con. Dạ, Triệu Như Mộng ngoan ngoãn gật đầu. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ lặng lẽ rời khỏi bộ lạc, không biết hắn kiếm đâu ra con ngựa rồi hiên ngang rời đi. Khoảng nửa tiếng sau, Lý Trạch Vũ cưỡi ngựa tới gần sông Thương Lan. Huýt, hắn thổi một tiếng sáo, xoẹt 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 tô. Ngọn đồi nhỏ đối diện bên kia sông xôn xao, ngay sau đó, một bóng người màu bạc rậm rạp xuất hiện. Cậu chủ,
Cẩu Phú Quý phất tay, sau đó nhìn vật tương vong đứng bên cạnh với vẻ khó hiểu, sao cậu chủ lại ăn mặc như chú rể thế nhỉ? Tôi đâu biết, vật tương vong lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không rõ lắm. Mấy cậu chờ ở đây, để tôi qua gặp cậu Lý. Cơ thể Nam Cung Thạc lóe lên, giây tiếp theo hắn xuất hiện bên bờ sông. Dòng sông chảy chậm, róc rách, Nam Cung Thạc ném hai cây gậy gỗ tìm được trước đó xuống sông, sau đó nhẹ nhàng bật nhảy, dùng gậy gỗ băng qua con sông rộng chừng 5 đến 6 thước. Ngày xưa có Bồ Đề Đạt Ma qua sông bằng lau sậy, ngày nay có Lão Nam qua sông bằng hai cây gật, mẹ nó thật chứ. Cẩu Phú Quý và vật tương vong nhìn cảnh tượng vừa rồi chỉ biết nghẹn họng chân chối. Ở một diễn biến khác, Nam Cung Thạc bước tới trước mặt Lý Trạch Vũ, ngài Lý, thuốc. Thuốc, thuốc, muốn cái gì, check it out, Lý Trạch Vũ ngạc nhiên, Nam Cung Thạc gãi ngứa trên người, nói, thuốc giải. Bình thường phải 2-3 tháng độc cóc băng mới có thể phát huy hết tác dụng, bây giờ cách lần giải độc lần trước cũng chỉ hơn 1 tháng mà thôi, vậy nên chất độc trên người Nam Cung Thạc vẫn chưa phát tác. Nhưng vì không có thuốc, giải bên cạnh để dự phòng khiến ông ta luôn phải sống trong lo lắng đề phòng, khó khăn lắm mới gặp được Lý Trạch Vũ, chuyện đầu tiên ông ta đề cập đến là thuốc giải. Bù! Lý Trạch Vũ cũng không keo kiệt, vừa ra tay đã cho ông ta 2 viên thuốc giải. Cảm ơn ngài Lý, cảm ơn ngài. Nam Cung Thạc mang ơn đội nghĩa. Đừng nói nhảm nữa, nghe cho kỹ những gì tôi chuẩn bị nói đây. Lý Trạch Vũ nói qua kế hoạch của mình một lượt, cuối cùng hắn giao một phần bản vẽ vào tay. Nam Cung Thạc, tôi đã đánh dấu những nơi mà các người cần phải chặn lại, tuyệt đối đừng để phạm sai lầm. Ngài yên tâm, nghe xong, Nam Cung Thạc lập tức giơ ngón tay cái lên, ngài Lý, e là đám người vô tình thần cung này có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát nổi. Hừ hừ, Lý Trạch Vũ đắc ý. Đúng rồi ngài Lý, ngài tìm đâu ra đội ngũ quỷ già này vậy? Thực lực của mấy người họ cũng không vừa đâu. Nam Cung Thạc tò mò. Lý Trạch Vũ cười he he, bọn họ đều là thánh kỳ sĩ, chịu trách nhiệm bảo vệ thánh hoàng, sao mà thực lực yếu được? Thánh hoàng. Nam Cung Thạc không để ý nhiều tới tin tức quốc tế nên cũng không biết nhiều về nó. Lý Trạch Vũ quay đầu ngựa lại, vứt lại một câu, làm theo kế hoạch, nếu xảy ra vấn đề tôi sẽ lột ra ông. Bên trong căn lầu trại xa hoa dành riêng cho Thánh Vương. Hách Liên vô tình ngồi ở vị trí chủ, không hề tỏ ra giận dữ. Ngoài Phó Thánh Vương Lý Trạch Vũ và kỳ chủ của chính Bạch Kỳ, Yêu Cơ gia thì tất cả các lãnh đạo cấp cao của vô tình thần cung đều tập trung đầy đủ. Thánh Vương, chắc chắn người thân cận nhất với Phó Thánh Vương là ông cố và ông nội của cậu ta, hay là chúng ta cứ bắt hai người họ tới đây là được? Không được không được, dù gì nhà họ Lý cũng là gia tộc hàng đầu, ông cụ nhà họ Lý lại là một trong số những người có công lớn nhất trong việc lập nước Hạ mới, nếu động tới người này, chắc chắn chính phủ sẽ không buông tha cho. Chúng ta, Hách Liên vô tình tập hợp những người này lại đây là để thương thảo cách bắt Lý Trạch Vũ đi vào khuôn khổ. Nhưng suốt một ngày trôi qua, không ai nghĩ ra được cách nào hay. Bấy giờ Vu Chính Châu, kỳ chủ Tương Hoàng Kỳ đề nghị, Thánh Vương, thuộc hạ nghe nói Phó Thánh Vương có mấy người đẹp bên cạnh, chúng ta có thể xuống tay với họ. Đề nghị của kỳ chủ Vu không tồi. Đúng vậy, từ xưa đến nay anh hùng vốn khó qua ải mỹ nhân. Có mấy người cũng đồng tình. Hách Liên vô tình cau mày. Mặc dù vô tình thần cung do một tay lão ta sáng lập được xưng là thế lực tà đạo, làm không ít việc ác, nhưng lão ta luôn nghiêm khắc yêu cầu thuộc hạ ra. Ngoài gây chuyện cũng đừng để ảnh hưởng tới vợ con ở nhà. Vì thế lão ta đã từ chối đề nghị của Vu Chính Châu. Dạ thưa cậu đi đâu vậy? Cô chủ vẫn đang tìm cậu đấy. Lý Trạch Vũ lén lút rời đi rồi lại lén lút quay về. Lý Trạch Vũ vừa mới bước tới ngoài lều trại của mình. Một thị nữ tới báo cáo, nói là Triệu Như Mộng tưởng hắn bỏ trốn nên đã một mình ra ngoài tìm hắn. Lý Trạch Vũ thật sự phục người phụ nữ này rồi, chẳng lẽ cô ta không biết gọi điện thoại ư? Hắn thay đổi suy nghĩ rất nhanh, rút điện thoại di động ra mới nhận ra điện thoại hết pin. Hắn không ở đây, điện thoại lại không liên lạc được, thảo nào Triệu Như Mộng nghĩ hắn bỏ trốn. Lý Trạch Vũ sạc điện thoại, việc đầu tiên hắn làm là gọi điện cho Triệu Như Mộng. Cô ở đâu? Anh ở đâu? Hai người mở miệng nói cùng một lúc. Lý Trạch Vũ sờ mũi, nói, tôi còn ở đâu được nữa? Ở nhà cô à, Triệu Như Mộng ngẩn tò te. À cái rắm, cô chạy đi đâu vậy? Lý Trạch Vũ hỏi. Tôi vừa mới tới cao tốc Hoàng Thành. Triệu Như Mộng đáp với giọng, run rẩy sợ hãi. Lý Trạch Vũ đáp không chút ngờ vực, quay về đi. Được, Triệu Như Mộng vô cùng ngoan ngoãn.
Sau khi cúp máy, Lý Trạch Vũ nhìn đồng hồ gần 9 giờ, hắn lại gọi vào một dãy số khác. Sư đệ, giọng đạo sĩ Vân Trung truyền đến. Lý Trạch Vũ thấp giọng hỏi, sư huynh, mọi người tới chưa? Tới từ lâu rồi, giờ bọn ta tạm thời ẩn núp đợi để cung cấp địa chỉ. Được, chờ đến thời cơ thích hợp, mọi người hãy lập tức xông ra chém giết. Ok, đạo sĩ Vân Trung tỏ vẻ không thành vấn đề. Khi điện thoại ngắt kết nối lần nữa, Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc. Với đội hình 3.000 thánh kỳ sĩ, hơn nữa lại còn mấy vị sư huynh dẫn dắt mười mấy cường giả cảnh giới võ thánh, đám phản tạc vô tình thần cung này có chạy trời cũng không khỏi nắng. Rít, hà! Lý Trạch Vũ rít một hơi thuốc, sau đó rời khỏi lều trại của mình, tới lều trại của Yêu Cơ. Mẹ vợ, mẹ có đồ gì ăn không? Con rể của mẹ đói bụng rồi. Lý Trạch Vũ gân cổ gào. Không có ai sao? Xoẹt! Tấm rèm trước lều được vén ra, Yêu Cơ bước tới với nét mặt nghiêm trọng. Sao con lại ở đây? Yêu Cơ vừa mở miệng đã chất vấn, như mộng đâu? Lý Trạch Vũ gãi đầu, đáp, con vừa gọi cho cô ấy rồi, cô ấy sẽ quay về ngay. Thằng nhãi này, ai ra? Yêu Cơ thở dài, muốn nói rồi lại thôi. Lý Trạch Vũ bĩu môi, than thở gì, có vấn đề mẹ cứ nói thẳng. Con gái mẹ là một cô gái tốt, con đừng phụ con bé. Yêu Cơ nhấn mạnh lần nữa. Nhắc tới chuyện này là Lý Trạch Vũ lại thấy đầu to ra, hắn vội chuyển chủ đề, con đói rồi, mẹ mau kêu người làm gì đó cho con ăn đi. Cứ dê nướng nguyên con hoặc heo sữa nướng là được rồi, không cần phức tạp quá đâu. Yêu Cơ trừng mắt lườm hắn, giờ con vẫn còn tâm trạng ăn uống à? Lý Trạch Vũ bắt chéo chân, cười nói với vẻ hờ hững, người là sắt, cơm là thép, bỏ một bữa đói chết đi được ấy. Trời sập còn không quan trọng bằng việc không có cơm ăn. Yêu Cơ lo lắng sốt ruột, vừa nãy người của mẹ tới báo, Thánh Vương tập hợp tất cả những quản lý cấp cao của thần cung lại suốt một ngày trời, không biết là họp bàn cái gì. Hách Liên vô tình gọi tất cả trừ Lý Trạch Vũ, ngay cả bà ta cũng không thèm gọi, điều này chứng tỏ Hách Liên vô tình đang dần mất niềm tin vào bà ta. Nghe tới đây, trong mắt Lý Trạch Vũ xoay chuyển, sau đó hắn đứng dậy nói, để con đi xem thử. Này, con, Yêu Cơ còn chưa kịp nói thêm gì. Lý Trạch Vũ đã vén rèm rời đi. Một lát sau, khi Lý Trạch Vũ xuất hiện bên ngoài lều trại của Thánh Vương, vài tên đệ tử của Vô Tình Thần Cung lập tức tiến tới ngăn cản hắn lại. Mẹ nó, ông đây là Phó Thánh Vương đấy, các người dám cản ông à? Bốp bốp, Lý Đại Đương gia vừa nói vừa xuống tay, mấy tên đệ tử thần cung bị hắn đánh ba quyền đã ngã xuống đất. Hỗn láo, ai dám to gan thế hả? Một kỳ chủ nghe bên ngoài có người đột nhập thì hùng hổ lao ra. Bốp! Lý Trạch Vũ giơ tay giáng người nọ một cái bạt tai, hỗn láo, ông mắng ai vậy? Tên kỳ chủ kia ăn một cái tát xong giận mà không dám nói gì. Lý Trạch Vũ không thèm để tâm tới tên kỳ chủ kia, vén rèm đi vào, nói, ồ, náo nhiệt thật đấy, mọi người đang liên hoan sao? Vừa hay, tôi vẫn chưa ăn cơm. Dứt lời, Lý Trạch Vũ không màng ánh mắt của tất cả mọi người, thản nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Hách Liên Vô Tình. Tất cả mọi người tôi nhìn anh lại nhìn tôi, cuối cùng đành đổ dồn mọi sự chú ý lên Hách Liên Vô Tình. Bọn họ muốn xem Thánh Vương sẽ xử lý tên Phó Thánh Vương không hiểu lễ nghĩa này thế nào. Người đâu, mang rượu với thức ăn lên đây, ăn cơm. Ai cũng định ninh một suy nghĩ rằng dù Hách Liên Vô Tình không xử lý Lý Trạch Vũ thì ít cũng phải của trách vài câu. Nhưng mang rượu và thức ăn lên, ăn cơm ư. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chưa đến 15 phút sau. Người làm chuẩn bị một bàn đầy đủ những món ngon bắt mắt. Lý Trạch Vũ giọng khách hát giọng chủ, hào hứng hô lên với mọi người, còn ngồi lì ra đấy làm gì? Mau ăn đi. Tất cả cùng ăn đi. Hách Liên Vô Tình nói. Mọi người đã họp bàn cả ngày nên đúng là có hơi đói bụng thật, vì thế họ cũng không khách sáo, cùng ăn uống thỏa thích với Lý Trạch Vũ. Chỉ có Hách Liên Vô Tình là ngồi im như phỗng, nhíu chặt mày, không ai biết lão ta đang suy nghĩ cái gì. Ách, Lý Trạch Vũ ăn uống no nê xong hô, đồ ăn không có độc đâu, mọi người cứ ăn từ từ. Mẹ, mọi người vốn đang ăn uống vui vẻ, nghe thấy chữ độc, ai nấy cũng đờ cứng. Người, dù sao thì lúc rạng sáng bọn họ đã bị trúng độc một lần, nên giờ vẫn bị ám ảnh. Mấy người nhìn tôi làm gì? Lý Trạch Vũ cười he he, đồ ăn này là do đích thân Thánh Vương sai người chuẩn bị, chắc các người không nghi ngờ Thánh Vương hạ độc đâu nhỉ? Nghe tới đây, trái tim đang treo lủng lẳng của mọi người dần hạ xuống. Sao, Hách Liên Vô Tình có thể hạ độc bọn họ được?
nhưng khi mọi người đang chuẩn bị ăn tiếp thì... Ai u, bụng tôi đau quá, bỏ mẹ rồi, đồ ăn này có độc. Lý Trạch Vũ bỗng ôm bụng kêu gào. Mọi người lại bị dọa lần nữa, ai nấy cũng trợn mắt há hốc mồm, cùng nhìn về phía Hách Liên Vô Tình giống như xác minh lại Thánh Vương, ngài hạ độc thật đấy à? Nhưng ngay sau đó, Lý Trạch Vũ lại ngồi thẳng người, cười he he, đừng căng thẳng, tôi đùa mọi người chút thôi, khuấy động bầu không khí ấy mà. Cách bộ lạc chính Bạch Kỳ vài dặm, mấy chục cây đuốc đang thắp sáng hẻm núi được hình thành từ vài ngọn đồi nhỏ. Hơn 30 võ lâm hào kiệt nổi tiếng tụ tập tại đây, mỗi người khoác trên mình bộ đồ dùng hành quân trong đêm, đầu đội mũ cói, hông đeo nhiều loại vũ khí khác nhau. Người chỉ huy là đạo sĩ Vân Trung nhìn thoáng qua thời gian hiện trên điện thoại di động, sau đó chắp tay hành lễ với mọi người, các vị, thế giới này cần chính nghĩa, chỉ mong sống không phụ với hiện tại. Chẳng phải mục đích của những người tập võ chúng ta là trừng gian diệt ác, giúp đỡ chính nghĩa sao? Vô Tình Thần Cung ai cũng đáng chết, chỉ cần có thể mang lại một tương lai tươi sáng cho thế giới võ lâm, cho bá tánh khắp thiên hạ, dù có bỏ mạng cũng không hối tiếc. Những người tới đây đêm nay bao gồm các túc lão của tất cả giáo phái lớn trong giới võ lâm, cũng có một số anh hùng nổi tiếng nhiều năm nhưng đã lui về ở ẩn từ lâu. Khi đạo sĩ Vân Trung thông báo với họ rằng Vô Tình Thần Cung, tổ chức từng chèn ép khiến võ lâm chính đạo không dám ngẩng đầu lên, đã tái xuất giang hồ, bọn họ đã vùng dậy mà không hề do dự. Mặc dù biết cao thủ của Vô Tình Thần Cung nhiều như mây, và có thể đêm nay họ đi sẽ không thể trở về được nữa, nhưng điều đó vẫn không cản nổi bước chân của họ. Chết không đáng sợ, chỉ mong sự hy sinh của mình có thể nặng như Thái Sơn. Ngọc Phượng Hoàng dẫn dắt Hồng Lão Cửu, Ngô Khất và 12 võ lâm giang nam lấp kín cửa ra vào núi Mạo Nhi, chỉ cần thấy người tà giáo chạy trốn ra thì giết không tha. Tố Nhân chỉ huy Đao Cuồng Vương Ngũ, Sư Thái Bạch Vân và 12 võ lâm giang bắc chặn kín lối vào lối ra của sông Thương Lan, nếu thấy người tà giáo, giết không tha. Những người còn lại cùng xông vào từ chính diện với tôi. Đạo sĩ Vân Trung phân rõ nhiệm vụ cho từng người. Mọi người cùng gật đầu. Ngọc Phượng Hoàng và Tố Nhân lần lượt dẫn theo một đám người bay đi, còn đạo sĩ Vân Trung và mười mấy người khác tiếp tục đợi thêm một tiếng nữa, sau đó sẽ tấn công bộ lạc chính Bạch Kỳ từ phía chính diện. Cùng lúc đó, tại bộ lạc chính Bạch Kỳ, sau khi Lý Trạch Vũ nói câu đừng căng thẳng, tôi chỉ đùa mọi người để khuấy động bầu không khí chút thôi, thì ai nấy cũng nhìn thằng nhãi này với ánh mắt hận không thể chém sống hắn. Đùa vui cái chó gì, ông suýt bị mày hù chết đây. Hách Liên Vô Tình nhìn Lý Trạch Vũ như có hàm ý sâu xa, nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu ra ngoài trước đi, chúng tôi vẫn còn chuyện quan trọng cần bàn bạc. Các người họp gì mà lại phải tránh mặt tôi? Lý Trạch Vũ cố tình tỏ ra nghiêm túc, sao? Chẳng lẽ cái chức phó thánh vương này chỉ là để trang trí thôi ư? Hay ngay từ đầu các người đã không coi tôi là người một nhà? Phó thánh vương không có ý đó đâu, ngài lo lắng nhiều rồi. Vu Chính Châu ngượng ngùng giải thích. Lý Trạch Vũ liếc ông ta, nói, tôi lo lắng nhiều ư. Vậy thì đừng có đuổi tôi đi, chúng ta cứ tiếp tục họp bàn như vậy đi, biết đâu tôi có thể bày mưu tính kế cho các người. Nghe tới đây, mọi người lại tôi nhìn anh rồi anh nhìn tôi. Sở dĩ bọn họ tụ tập tại đây họp bàn là để nghĩ kế xem nên làm thế nào để ép Lý Trạch Vũ đi vào khuôn khổ, giờ Lý Trạch Vũ không chịu đi thì buổi họp này sẽ không thể tiếp tục được. Hách Liên Vô Tình nhíu chặt mày, nói như suy tư. Tất cả mọi người lui ra đi, việc này để tính sau. Mọi người đều thở phào một hơi, chuẩn bị đứng dậy lui về. Nhưng Lý Trạch Vũ nào có để ý, hắn chỉ vào Hách Liên Vô Tình, tức tối nói, lão Hách, mẹ nó chứ, ông có ý gì hả? Rõ ràng các người coi tôi là người ngoài, nếu đã vậy thì ông đây không làm phó thánh vương nữa, thích để ai làm thì làm. Mẹ, mọi người nhìn hắn với nét mặt hoảng sợ, dù là bất kỳ ai, chỉ cần đã gia nhập. Vào Vô Tình Thần Cung, chưa ai dám rời đi, bởi vì rời đi có nghĩa là phản bội, người đó phải bị xử tử. Lý Trạch Vũ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hách Liên Vô Tình chất vấn với giọng lạnh tanh. Lý Trạch Vũ nhún vai, hắn nói, ông không nghe rõ à? Tôi từ chức, dù gì các người cũng coi tôi là người ngoài rồi. Vô Tình Thần Cung của ta là chỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hách Liên Vô Tình bỗng cất cao giọng. Lý Trạch Vũ hừ một tiếng. Hỏi ngược, chẳng lẽ không được à? Ách! Câu hỏi khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Hách Liên Vô Tình, á khẩu không trả lời được. Đối với người khác, việc rời khỏi đồng nghĩa là phản bội, kết cục chính là cái chết. Nhưng với Lý Trạch Vũ thì dường như sự trừng phạt này không có tác dụng gì cả.
Dù gì thì Hách Liên Vô Tình cũng chưa có cách để khiến thằng nhãi này hoàn toàn khuất phục, mặc dù mọi người cùng nhau liên thủ có thể xử lý hắn, nhưng Hách Liên Vô Tình không thể xử lý hắn. Vu Chính Châu lặng lẽ bước tới bên cạnh Hách Liên Vô Tình, thấp giọng nói, Thánh Vương, thuộc hạ thấy chúng ta không cần phải nhẫn nhịn thỏa hiệp, chỉ bằng cùng liên thủ rồi tóm gọn thằng nhãi này. Nghe vậy, Hách Liên Vô Tình bắt đầu suy tư. Ở đây có hơn 10 vị kỳ chủ, đa số đều có thực lực ở mức cảnh giới võ thánh, cũng có mấy người đạt cảnh giới thiên nhân, thằng nhãi Lý Trạch Vũ này có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được. Nhưng ngay thời khắc Hách Liên Vô Tình hạ quyết tâm thì... Lão Hách, tôi có chuyện muốn thương lượng với ông, Lý Trạch Vũ bất ngờ lên tiếng. Hả, Hách Liên Vô Tình ngẩn ra, lòng hiếu kỳ của lão ta trỗi dậy, chuyện gì? Chuyện này khá quan trọng, Lý Trạch Vũ vừa nói vừa liếc nhìn các kỳ chủ xung quanh, hắn đưa ra yêu cầu, hay là ông bảo bọn họ ra ngoài trước đi? Hách Liên Vô Tình cảm thấy chuyện quan trọng mà thằng nhãi này đang nói đến chắc chắn có liên quan tới Ngự Long Thần Công, vì thế lão ta đã gật đầu đồng ý ngay, các người nghe lời Phó Thánh Vương đi, mau lui ra ngoài. Rõ, rõ. Hách Liên Vô Tình vừa hạ lệnh, 14 vị kỳ chủ lần lượt rời đi. Sau đó lão ta thúc giục, giờ cậu nói được chưa? Được rồi, Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười, đồng thời hắn bước mấy bước tới cạnh Hách Liên Vô Tình, cúi thấp người. Hách Liên Vô Tình nín thở, vểnh tai lên nghe. Cá nhân tôi cho rằng mì thịt kho Italy nên trộn với bùn đất số 42, bởi vì chiều dài của đỉnh ốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mô, men vặn của máy xúc đất. Hả? Nghe thấy những lời này, Hách Liên Vô Tình ngớ người. Ngay khoảnh khắc ông đập nó vào bên trong, nó sẽ sản sinh ra một lượng lớn lòng trắng trứng, thường được gọi là UFO. Hách Liên Vô Tình trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Lý Trạch Vũ đang nói cái gì. Ông không nghe rõ sao? Lý Trạch Vũ hỏi với nét mặt nghiêm túc. Hách Liên Vô Tình gật đầu theo bản năng, hỏi cậu. Cậu đang, nói tiếng lóng với bổn tọa. Bộp. Lý Trạch Vũ vỗ bả vai Hách Liên Vô Tình, sau đó giơ ngón tay cái lên nói, đúng vậy, cẩn thận tai vách mạch rừng. Hách Liên Vô Tình nghiêm túc nhớ lại những lời mình vừa nghe được. Mì thịt kho Italy, trộn bùn đất số 42. Hai người này có quan hệ gì? Định ốc và máy xúc đất tượng trưng cho cái gì? Vèo vé on. Đúng lúc này, một cú đấm giáng thẳng vào lưng Hách Liên Vô Tình. Trước đó lão ta luôn đề phòng Lý Trạch Vũ, nhưng sau khi nghe mấy từ tiếng lóng kia, lão A đã vắt hết óc tìm hiểu nghĩa nên Vô Tình lơ là cảnh giác. Vậy nên lão ta không kịp phòng ngực trước đòn đánh lén của Lý Trạch Vũ. Dầm, Hách Liên Vô Tình bay ngược khỏi ghế thái sư, phá vỡ chiếc lầu trại được làm từ vật liệu đặc biệt. Thánh Vương! Thánh Vương! Hơn 10 vị kỳ chủ đứng đợi bên ngoài vội chạy tới. Hách Liên Vô Tình được mấy người họ nâng dậy, lão ta duỗi tay chỉ vào trong lều trại, thằng nhãi kia mất hết đạo đức nghề nghiệp rồi, cậu ta đánh lén bổn tọa. Phụt! Việc Lý Trạch Vũ đánh lén Hách Liên Vô Tình là điều mà không ai lường trước được. Một tiếng vèo vang lên, có bóng người vụt ra khỏi lều trại như bóng ma. Xuất xoẹt suýt TL hơn 10 vị kỳ chủ vội đề cao cảnh giác. Lý Trạch Vũ nhìn nhóm người theo góc độ từ trên cao nhìn xuống, hống hách hét, thuận theo tôi thì sống, chống tôi thì chết. Dứt lời, Lý Trạch Vũ lại cảm thấy lời này có gì đó sai sai, hình như đây là những lời mà vai phản diện thường nói. Vì thế hắn sửa lại, bổn thiếu khuyên các người nên bỏ gian tà đi theo chính nghĩa, lập tức buông vũ khí đầu hàng. Nếu không, bổn thiếu chỉ cần hạ lệnh một tiếng thôi, các người sẽ xuống gặp Diêm Vương ngay tức khắc. Lý Trạch Vũ, thứ tiểu nhân đê tiện. Vu Chính Châu căm phẫn, Thánh Vương đối với cậu ơn nặng như núi, thậm chí còn phong thưởng cho cậu làm Phó Thánh Vương, vậy mà cậu lại lấy oán trả ơn. Để ông đây bắt thứ hèn hạ này. Ai nha, vẫn không biết sợ chết à. Lý Trạch Vũ cười he he, đến Hách Liên Vô Tình còn không phải đối thủ của tôi, chỉ dựa vào cái đám dưa vẹo táo nứt các người mà cũng dám hạ tôi sao. Một câu nói khiến Vu Chính Châu đang xúc động phải bình tĩnh lại. Ngay cả Thánh Vương cũng không phải đối thủ của thằng nhóc này. Vậy ông ta xông lên chỉ có đường chịu chết. Lão Vu, sao ông không xông lên? Một kỳ chủ hỏi. Vu Chính Châu trừng mắt lườm kỳ chủ kia một cái, giống như đang muốn nói, muốn thì ông tự đi mà lên, ông đây cũng không dám. Bốp bốp, hỗn láo, tất cả các người hãy cùng xông lên, bổn tọa sẽ giữ trận pháp giúp, ai có thể bắt được thằng nhãi này bổn tọa sẽ phong người đó làm Phó Thành Vương. Hách Liên Vô Tình điểm mấy huyệt vị trên người mình, sắc mặt dần cải thiện hơn chút. Đồng thời lão ta cũng bắt đầu vận công chữa thương trong âm thầm. Nghe thấy ba chữ Phó Thánh Vương,
hai mắt mấy kỳ chủ kia sáng như sao. Lý Trạch Vũ lại cười nói với điệu bộ khinh thường, vậy các người hãy mau bắt lấy Hách Liên Vô Tình cho tôi, ai bắt được, bổn thiếu sẽ phong người đó làm Thánh Vương. Thánh Vương? Không có chữ phớ, rõ ràng nó có mị lực hơn là Phó Thánh Vương. Điều này khiến mọi người thi nhau nhìn về phía Hách Liên Vô Tình. Hỗn láo, các người định phản bội bổn tọa. Ánh mắt Hách Liên Vô Tình dần trở nên lạnh lùng, sát khí đáng sợ tỏa ra từ người lão ta. Mọi người vội gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Mặc dù Thánh Vương uy phong hơn Phó Thánh Vương, nhưng vẫn phải có mệnh mới được. Hách Liên Vô Tình chỉ bị thương chứ chưa có chết, mẹ nó chứ, giờ ai dám phản bội chắc chắn sẽ trở thành vong hồn thuộc hạ đầu tiên của lão ta. Một đám rác rưởi. Thấy không lừa được những người này nên Lý Trạch Vũ quyết định không lãng phí thời gian thêm nữa. Hắn rút một khẩu súng trên người ra rồi nã một phát đạn lên trời để ra hiệu. Vù vù vù. Một chùm pháo hoa tuyệt đẹp nở rộ trên bầu trời. Cùng lúc đó, tại bờ sông Thương Lan, Nam Cung Thạc nhìn thấy tín hiệu Lý Trạch Vũ chuyển đến, ông ta lập tức vung tay lên, theo tôi. Dứt lời, ông ta trở thành đầu tàu gương mẫu lao về phía bộ lạc chính Bạch Kỳ, Cẩu Phú Quý và Vật Tương vong theo sát phía sau. Nhưng sau khi ba người họ bay được khoảng mười mấy thước, bọn họ ngạc nhiên khi phát hiện những thánh kỳ sĩ phía sau không một ai đuổi kịp. Khóe miệng Vật Tương vong giật giật, lão Nam, mẹ nó chứ, ông cầu thả vừa thôi, đám quỷ già đó không hiểu tiếng nước hại. Cẩu Phú Quý lập tức bay ngược trở lại, gân cổ lên nói bằng ngôn ngữ quốc tế một cách lưu loát, nhóm quỷ già, đi sát phía sau tôi. Bấy giờ 3.000 thánh kỳ sĩ mới hiểu, lập tức đi theo phía sau. Ở một nơi khác. Đạo sĩ Vân Trung vẫn đang lặng lẽ đứng chờ trong khe núi thì bỗng nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời. Các vị, kế hoạch đã thay đổi, chúng ta xuất phát ngay thôi. Dứt lời, đạo sĩ Vân Trung dẫn đầu đoàn người bay vút ra khỏi khe núi, mười mấy bóng người phía sau vội đuổi theo, người nào người nấy cũng sở hữu vóc dáng to khỏe với tốc độ cực nhanh, vừa nhìn đã biết là cao thủ. Tại bộ lạc chính Bạch Kỳ, sau khi Lý Trạch Vũ bắn súng ra hiệu, hắn bắt đầu ra tay. Người đầu tiên bị hắn tấn công chính là kẻ vừa há to mồm kêu gào, Vu Chính Châu. Mẹ nó! Thực lực của Vu Chính Châu cùng lắm cũng chỉ ở mức cảnh giới võ thánh, cảm nhận được khí thế khủng bố từ Lý Trạch Vũ, ra đầu ông ta tê dại. Lão Lưu, giúp tôi! Được! Một kỳ chủ và cấp dưới cùng tung trưởng về phía Lý Trạch Vũ. Hô hô! Luồng khí kình mạnh mẽ đã tạo nên cơn gió dữ. Tự tìm đường chết, Lý Trạch Vũ không vì điều này mà thay đổi mục tiêu, hắn hơi khom người tránh đòn tấn công, giây tiếp theo, nắm đấm của hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Vu Chính Châu. Dầm! Vu Chính Châu tưởng rằng mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Hách Liên Vô Tình đã ra tay chặn cú đấm kia của Lý Trạch Vũ thay ông ta. Những người khác thấy vậy cũng thi nhau rút vũ khí, tiến lên bao vây Lý Trạch Vũ. Đa tạ ơn cứu mạng của Thánh Vương, Vu Chính Châu cảm kích từ tận đáy lòng. Hách Liên Vô Tình xua tay, nói, đừng nói lời vô nghĩa nữa, mau xông lên đi. Rõ, Vu Chính Châu thấy Lý Trạch Vũ bị mấy người bao vây nên lập tức xông lên với thái độ đằng đằng sát khí. Thứ giặc nô, nhận một trưởng của ông đây. Quỳnh, a nha. Vu Chính Châu vốn tưởng rằng bản thân có thể tranh thủ lúc hỗn loạn để đánh trúng Lý Trạch Vũ, thậm chí là làm rối tung chiêu thức của hắn. Nhưng Vu Chính Châu lại không ngờ rằng tốc độ của Lý Trạch Vũ nhanh đến nỗi khiến người ta phát cáu. Sau khi hắn tránh khỏi những đòn tấn công của người khác dễ như trở bàn tay, hắn xoay người quét chân qua phần bụng nhỏ của Vu Chính Châu. Vừa nãy Hách Liên Vô Tình đã ra tay cứu ông ta một mạng, nhưng lần này sẽ không có ai cứu nổi ông ta. Phốc, Vu Chính Châu nằm trên đất, một ngụm máu tươi lớn phun ra từ miệng ông ta. Vu Chính Châu không có cương khí hộ thân lại ăn trọn cú đá của Lý Trạch Vũ nên giờ phút này lục phủ ngũ tạng của ông ta đã bị nát vụn. E là Đại La Thần Tiên cũng không cứu nổi ông ta. Hách Liên Vô Tình biết tên thuộc hạ này coi như bỏ nên cũng không có ý định ra tay chữa thương cho ông ta. Vèo vèo vèo. Hàng trăm bóng người bỗng xuất hiện từ trong đêm đen, tất cả đều là đệ tử tinh anh của Vô Tình Thần Cung. Thánh Vương, chuyện gì vậy? Yêu Cơ dẫn người tiến đến mà không hiểu chuyện gì. Vừa nãy Lý Trạch Vũ chỉ nói đi tìm hiểu xem đám người Hách Liên Vô Tình đang họp bàn cái gì, tại sao chớp mắt cái đã thấy đánh nhau rồi. Đừng nói nhảm nữa, mau bắt thằng nhãi này lại cho bổn tọa. Hách Liên Vô Tình ra lệnh với giọng lạnh băng. Yêu Cơ cau mày nói, Thánh Vương, Phó Thánh Vương chính là con rể của thuộc hạ, nếu nó có phạm sai lầm gì, ngài có thể nể mặt thuộc hạ mà tha cho nó một lần được không?
Hả? Sắc mặt Hách Liên Vô Tình dần trở nên u ám, yêu cơ, ngay cả lời bổn tọa nói cũng dám cãi đúng không? Ý thức được mình đang bị nhắm làm mục tiêu, yêu cơ vô cùng kinh hãi, bà ta vội vàng giải thích, thuộc hạ không dám, chỉ là... Phanh! Mặc dù Hách Liên Vô Tình vẫn đang bị thương, nhưng sức mạnh của lão ta vẫn còn đó, lão ta bước nhanh tới trước mặt yêu cơ rồi bất ngờ tung chưởng. Yêu cơ vốn không đỡ được đòn này, nhưng cũng may là đối phương không ra đòn chí mạng nên bà ta chỉ bị thương nặng, không nguy hiểm tới tính mạng. Tất cả nghe lệnh, lập tức xông lên bắt thằng nhãi này. Rõ! Hách Liên Vô Tình ra lệnh, hàng trăm đệ tử che già măng mọc của Vô Tình Thần Cung cùng lao về phía Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ, dù cậu có là thần tiên chuyển thế thì hôm nay bổn tọa cũng phải rút gân lột xương cậu. Hách Liên Vô Tình cười khẩy. Lý Trạch Vũ tung một quyền khiến vài tên kỳ chủ phải lùi lại, chỉ với sức của đám dưa vẹo táo nứt này thôi ư. Dưa vẹo táo nứt, ha ha ha, Hách Liên Vô Tình cất tiếng cười to, những người này có thể giết chết cậu được đấy. Ông tưởng tôi đây chỉ có một thân một mình thôi ư. Mẹ nó chứ, đừng có đùa. Lý Trạch Vũ vừa dứt lời, từng bóng người lần lượt xông vào bộ lạc. Một đám đông lao vào bộ lạc chính Bạch Kỳ. Nam Cung Thạc dẫn đầu với khí thế bức người. Mười mấy đệ tử của Vô Tình Thần Cung đi ngang qua bị ông ta đá chết. Lão Nam, ra đòn đẹp lắm, quả không hổ là người bảo vệ, tuyệt vời. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong vừa vỗ tay vừa reo hò, đây là lần đầu tiên hai người họ tham gia vào trận chiến có quy mô to như vậy nên ai nấy cũng kích động, hưng phấn. Hách Liên Vô Tình đứng cách đó không xa thấy cảnh tượng này thì tỏ ra nghiêm trọng. Các cơ quan quan trọng của chính phủ đều có người của bọn họ cài cắm vào. Một khi phái nhân viên xuất động với quy mô lớn, bọn họ sẽ là người nhận được tin tức đầu tiên. Nhưng lần này thì khác, một nhóm người đông như vậy tiến vào. Dãy núi Euro mà lão ta không hề hay biết, điều này khiến lão ta không dám tin vào mắt mình. Thiếu gia, chúng tôi tới đây. Vật Tương Vong gân cổ lên gào. Cẩu Phú Quý cũng không chịu yếu thế, đám chó má của Vô Tình Thần Cung đâu, mau ra đây đấu một trận sống mái với ông cẩu của chúng mày. Lý Trạch Vũ khoanh tay trước ngực. Nhìn về phía Hách Liên Vô Tình với ánh mắt cợt nhả, lão Hách, nếu để so về số lượng người thì tôi chưa bao giờ thua. Ha ha, Hách Liên Vô Tình cười khẩy, người nhiều thì có ích lợi gì. Mỗi đệ tử dưới trướng bổn tọa đều là cao thủ một đấu 10, cậu dẫn từng này người tới vẫn chưa đủ để giết họ đâu. Vậy sao? Lý Trạch Vũ tỏ ra suy tư. Để trở thành thánh kỵ sĩ bảo vệ an toàn cho thánh hoàng sẽ phải trải qua hàng ngàn hàng vạn cuộc tuyển chọn. Ngay cả những người yếu nhất cũng đạt thực lực chiến binh cảnh giới tiểu thừa, và cũng có thực lực chiến vương cảnh giới đại thừa. Chưa kể những thánh kỵ sĩ được phái đi lần này là do đích thân Cardassian lựa chọn, trong số 3.000 người đó có hơn 100 người ở cấp chiến thần cảnh giới tông sư, và có 5 cường giả cấp chiến hoàng cảnh giới võ thánh. Có thể nói một đội quân như vậy đủ để đánh bại một tiểu quốc nào đó. Mặc dù đệ tử của Vô Tình Thần Cung mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng khi đấu với thánh kỵ sĩ, họ sẽ không có lợi. Chỉ trong chốc lát, thánh kỵ sĩ đã tận dụng lợi thế về nhân số để xử lý hơn 200 đệ tử của Vô Tình Thần Cung. Lão Hách, đầu hàng đi, tất cả những người bên ngoài đều là người của tôi. Lý Trạch Vũ có ý tốt khuyên nhủ. Đầu hàng, ha ha ha, cuối cùng Hách Liên Vô Tình cũng nhận ra có gì đó không đúng, vì thế lão ta vung tay nói, đi theo bổn tọa. Giữ được đồi xanh không lo thiếu củi, Vô Tình Thần Cung vẫn còn mấy vạn thành viên. Chỉ cần bọn họ rời khỏi đây thì không bao lâu nữa vẫn có thể ngóc đầu lên được. Nhưng tiếc là ông trời không chiều lòng người. Sư đệ, sư huynh tới rồi đây. Tiếng của đạo sĩ Vân Trung truyền đến từ đằng xa. Hơn 10 cường giả tựa như hổ dữ lao xuống núi, ai cũng đằng đằng sát khí xông vào bộ lạc. Hách Liên Vô Tình vốn định dẫn một đám kỳ chủ phá vòng vây, nhưng ai ngờ lại bị đoàn người của đạo sĩ Vân Trung cản lại. Chết đi cho bổn tọa. Hách Liên Vô Tình tức tối tung ra một đòn, mẹ nó. Quả nhiên là đạo sĩ Vân Trung nhận ra Hách Liên Vô Tình, ông sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Mặc dù thực lực của đạo sĩ Vân Trung không tồi, nhưng nếu để so sánh với tên ác ma này thì đúng là không khác gì gặp sư phụ. Muốn chết à? Sư đệ, cứu ta. Cuối cùng đạo sĩ Vân Trung đành bất chấp thể diện, gân cổ lên cầu cứu. Sư huynh đừng hoảng, sư đệ tới đây. Lý Trạch Vũ bước tới chắn trước mặt đạo sĩ Vân Trung. Ngay giây trước, chính sư huynh là người tuyên bố tới trợ giúp sư đệ, vậy mà giây sau đã thành sư đệ cứu sư huynh. Cảnh tượng này thực sự buồn cười. Phanh phanh, Hách Liên Vô Tình và Lý Trạch Vũ ra đòn đối đầu nhau.
bản thân Hách Liên Vô Tình vốn đã bị thương từ trước, giờ vết thương lại càng nặng thêm. Thánh Vương không sao chứ? Hách Liên Vô Tình trừng mắt lườm hai tên thuộc hạ đang đỡ mình dậy. Mẹ nó chứ, mày bị ngu à? Bổn tọa đã hộc máu rồi còn hỏi có bị sao không? Các đệ tử của Vô Tình Thần Cung bị Thánh Kỳ Sĩ tàn sát, mà hơn 10 vị kỳ chủ lại bị đoàn người mà đạo sĩ Vân Trung đưa đến chặn đường. Lần đầu tiên Hách Liên Vô Tình cảm thấy sợ hãi như vậy, chẳng lẽ đêm nay lão ta phải bỏ mạng ở đây ư? Không được. Lão ta bị đàn áp mấy chục năm, khó khăn lắm mới thoát ra ngoài được. Hơn nữa thù lớn còn chưa báo, sao lão ta có thể chết ở đây? Lý Trạch Vũ, Hách Liên Vô Tình lạnh giọng chất vấn, cậu thật sự muốn cá chết lưới rách với bổn tọa ư? Không không không, đừng hiểu lầm. Lý Trạch Vũ đáp một cách bâng quơ, ông không phải cá, tôi cũng không phải lưới. Bởi vì sự sống chết của các người là phụ thuộc vào suy nghĩ của tôi. Thiếu gia đúng là khí phách. Quả không hổ là thiếu gia của chúng ta. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong châu đầu ghé tai. Dường như Nam Cung Thạc cũng nhận ra tên ác ma Hách Liên Vô Tình, khoảnh khắc ấy, ông ta thổn thức không thôi. Nam Cung Thạc vẫn nhớ năm đó, Hách Liên Vô Tình oai phong lẫm liệt biết bao nhiêu. Trên giang hồ cũng được, hay triều đình cũng thế, có ai gặp Hách Liên Vô Tình mà không phải lùi lại ba phần. Vậy mà giờ lại thành con cá nằm trên thớt của Lý Trạch Vũ, để hắn sâu xé tùy thích. Dòng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Nam Cung Thạc, hắn không cầm được lòng, hô to, cung chủ Hách Liên, hãy đầu hàng đi, ông không đấu lại ngài Lý đâu. Ông là người phương nào? Hách Liên Vô Tình cau mày. Nam Cung Thạc chắp tay chào, vu giáo, Nam Cung Thạc. Vu giáo? Hách Liên Vô Tình cất giọng khinh thường, xứng khuyên bổn tọa đầu hàng. Đúng là tự tìm đến cái chết. Tối tung một trưởng, thì là một tên hèn mọn mà cũng dứt lời, lão ta tức. Mẹ nó, Nam Cung Thạc thầm trách bản thân đúng là dỗi hơi rảnh nợ, tự nhiên lại rước họa vào thân. Bây giờ đại hộ pháp đã là thuộc hạ của mình, tất nhiên Lý Trạch Vũ không thể để thuộc hạ của mình xảy ra chuyện, cơ thể hẳn lóe sáng, giây tiếp theo hắn đứng chắn trước mặt Nam Cung Thạc. Vèo, nhưng ngay vào lúc này, Hách Liên Vô Tình lại thu tay về, sau đó xoay người bay về phía lối ra vào của bộ lạc. Cùng lúc đó, hơn 10 vị kỳ chủ đồng loạt đứng chắn trước mặt Lý Trạch Vũ. Quá rõ ràng, ngay từ lúc bắt đầu Hách Liên Vô Tình đã không có ý giết Nam Cung Thạc, lão ta chỉ muốn dùng Nam Cung Thạc để thu hút sự chú ý của Lý Trạch Vũ, sau đó để thuộc hạ của mình ngăn cản Lý Trạch Vũ, còn mình thì tranh. Thủ trốn thoát. Euro ó thể nói kế hoạch này thật sự không chê vào đâu được, ngay cả Lý Trạch Vũ cũng không ngờ tới. Phanh phanh phanh. Các cường giả mà đạo sĩ Vân Trung đưa tới muốn ngăn cản Hách Liên Vô Tình nhưng lại bị lão ta đánh chết ba người trong một cái chớp mắt. Muốn chạy à, Lý Trạch Vũ hừ một tiếng, sử dụng quyền cước xử lý 4-5 kỳ chủ, những người khác vốn không ngăn được hắn. Mà lúc này Hách Liên Vô Tình đã trốn ra khỏi bộ lạc. Sư huynh, cố gắng bắt sống tất cả những người này. Lý Trạch Vũ dặn dò, sau đó đuổi theo Hách Liên Vô Tình. Hai bóng người đuổi nhau giữa màn đêm tĩnh mịch. Hách Liên Vô Tình đã quá quen thuộc với địa hình của Thảo Nguyên, cho nên dù trên người lão ta đang đầy thương tích thì tạm thời Lý Trạch Vũ cũng không thể đuổi kịp được ngay. Chẳng mấy chốc, thời gian một tách trà nhỏ trôi qua, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại. Lại qua nửa tiếng nữa, tốc độ của Hách Liên Vô Tình chậm đi. Lý Trạch Vũ thì hoàn toàn ngược lại, trong cơ thể hắn có ngự long thần công, khí kình cuồn cuộn không ngừng, vậy nên tốc độ không hề thay đổi so với trước. Lão Hách, ông không trốn nổi đâu. Ngoan ngoấn dừng lại rồi giơ tay chịu trói đi. Đừng có mời Hách Liên Vô Tình đáp mà không ngoái đầu lại. Nhưng ngay sau đó, một vách đá dựng đứng xuất hiện trước mắt lão ta, đằng trước không còn lối thoát nữa rồi. He he he, xui xẻo thì có uống nước cũng bị mắc răng thôi, lão Hách, ông chấp nhận số phận đi. Lý Trạch Vũ cười to. Hách Liên Vô Tình dừng bước, lão ta nhìn thoáng qua vách đá dựng đứng cao. Ít nhất 100 thước. Sau đó lại quay đầu nhìn khuôn mặt vui sướng khi thấy người gặp họa của Lý Trạch Vũ. Thằng nhãi danh đừng có tới đây, cậu mà tới tôi sẽ nhảy xuống. Vách đá cao 100 trượng dựng đứng trên thảo nguyên rất khó đụng phải, Hách Liên Vô Tình có thế nào cũng không nghĩ ra ông ta sẽ chạy tới nơi thảo nguyên quen thuộc này. Mình kém may mắn như vậy ư. Lý Trạch Vũ chắp hai tay sau lưng, mỗi lần bước một bước đều có thể mang đến áp lực nặng nề cho Hách Liên Vô Tình. Nhìn vách đá dựng đứng bên dưới. Đó là một dòng nước chảy xiết dữ dội. Hách Liên Vô Tình hít sâu một hơi. Nếu như nhảy xuống,
cho dù ông ta may mắn nhảy xuống lòng sông thì lấy thân thể bị thương giờ phút này của ông ta cũng chưa chắc có thể còn sống. Lý Trạch Vũ, giữa hai ta vì sao không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau? Hách Liên vô tình hơi kích động. Lý Trạch Vũ không khỏi ngừng bước, thản nhiên nói Tương Vi Mưu, cho nên chúng ta không có gì để nói cả. Hách Liên vô tình trầm giọng hỏi, khác đường thì cũng không cần đi chung một đường, vì sao cậu cứ nhất định đưa bản tọa vào chỗ chết? Cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung. Lý Trạch Vũ vội giải thích, tự ông suy nghĩ xem, nếu bản thiếu gia muốn giết ông thì có thể trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ lúc ông bị trấn áp, đúng không? Hả? Trong chớp mắt này, mạch suy nghĩ của Hách Liên vô tình dường như đã sáng tỏ. Trong phút chốc ông ta giống như nghĩ tới điều, con người lập tức co rụt lại, gậu. Cậu cố ý thả bản tọa ra ngoài sao? Bây giờ ông mới biết à? Ai ra? Lý Trạch Vũ thở dài vỗ trán, nếu như bản thiếu gia không muốn, ông cho rằng chỉ dựa vào những thuộc hạ bất tài kia của ông cũng có thể cứu ông ra à? Nghe vật, Hách Liên vô tình im lặng. Ông ta không có khinh thường người trẻ tuổi trước mắt này, nhưng kết quả mới phát hiện ông ta vẫn đánh giá thấp đối phương nghiêm trọng. Người ta từ lúc đầu đã sắp đặt ông ta rồi, mà ông ta hình như còn ngoan ngoãn nhảy vào trong giống như tên đần. Bây giờ quốc thái dân an, người dân có cơm ăn, trẻ con được học hành, bất cứ con cháu Viêm Hoàng nào cũng sẽ không để cho những giặc cỏ như các ông đảo loại thái bình thịnh thế này. Bó tay chịu trói đi theo tôi đi, tôi có thể bảo đảm một mạng của ông. Giọng điệu Lý Trạch Vũ rất bình tĩnh, cũng rất chân thành. Ít ra Hách Liên vô tình đã nghe lọt tai, ông ta không khỏi hỏi, đưa bản tọa cho quan phủ xử lý. Không, Lý Trạch Vũ lắc đầu nói, vô tình thần cung làm nhiều việc ác, có liên quan chặt chẽ tới thủ lĩnh như ông, giao ông cho quan phủ vậy ông chắc chắn sẽ chết. Vậy cậu muốn mang bản tọa đi đâu? Tôi thả ông ra từ nơi nào thì tôi sẽ đưa ông về chỗ đó. Nghe vậy, hai mắt Hách Liên vô tình híp lại, lạnh giọng quát, cậu còn muốn trấn áp bản tọa ở địa cung tăm tối không có ánh mặt trời kia. Ha ha ha, cậu nằm mơ. Trong lúc nói chuyện tâm trạng của ông ta lại kích động. Ông đừng kích động, bằng không lát nữa trượt chân rơi xuống cũng đừng nhờ cậy tôi. Lý Trạch Vũ tốt bụng nhắc nhở. Ha ha ha, kích động nói. Hách Liên vô tình ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, ông ta hôm nay cho dù tôi chết thì vẫn là Hách Liên vô tình. Lão Hách, ông hiểu lầm rồi. Vù, Lý Trạch Vũ khẽ di chuyển, vọt tới giống như mũi tên. Nhưng Hách Liên vô tình đã sớm hạ quyết tâm, ông ta tung người nhảy. Thẳng xuống vách đá dựng đứng trăm trượng. Vù vù vù. Bịch, Lý Trạch Vũ tận mắt thấy Hách Liên vô tình rơi vào trong dòng nước chảy xiết, bọt nước lớn bắn lên. Đại ma đầu một đời cứ chết như vậy. Không thể nào. Nửa tiếng sau, lúc Lý Trạch Vũ trở về bộ lạc Bạch Kỳ, cuộc chiến đã hoàn toàn kết thúc. Đệ tử vô tình thần cung chết hơn 300 người, còn dư lại 500 người bị bắt sống. Trừ yêu cơ ra, 14 vị kỳ chủ đã chết 5 người. Vốn dĩ có 6 kỳ chủ chạy ra khỏi bộ lạc nhưng đã bị Ngọc Phượng Hoàng và Hòa Thượng Tố Nhân bắt lại và bị giải về từng người một. Đêm nay là một cuộc chiến áp đảo. Sư đệ, đại ma đầu đâu? Không phải để ông ta chạy rồi chứ? Đoàn người Ngọc Linh Lung lập tức vây quanh. Ừ, ông ta chạy rồi. Lý Trạch Vũ bình tĩnh đáp lại. Đạo nhân Vân Trung khó hiểu hỏi, sao để ông ta chạy thế? Bọn họ tận mắt thấy Hách Liên vô tình bị trọng thương, dưới tình huống đó lấy thực lực của Lý Trạch Vũ thì bắt giữ đối phương hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Lão già kia nhảy núi rồi. Lý Trạch Vũ lời ít mà ý nhiều giải thích một phen. Mọi người nghe xong đều vô cùng thổn thức. Mặc dù khả năng Hách Liên vô tình còn sống khá nhỏ, nhưng lúc chưa nhìn thấy xác, ai cũng không dám chắc chắn đại ma đầu này đã chết. Chúng ta lập tức tìm kiếm dọc theo con sông, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một người có tài có trí đề nghị. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Đi, Lý Trạch Vũ cũng không ngăn cản bọn họ, nhưng cũng không gia nhập với họ. Hắn thấy nếu như Hách Liên vô tình đã chết thật, như vậy vốn không cần tìm. Nếu như chưa chết, trong khoảng thời gian bọn họ đi tìm này đã đủ để người ta bỏ chạy, càng không cần tìm. Yêu kỳ chủ Lý Trạch Vũ đi vào lều vải của yêu cơ. Bà ta là người duy nhất không bị giam của vô tình thần cung. Lúc trước vốn có hào kiệt muốn giam giữ bà ta và những kỳ chủ khác chung một chỗ, nhưng bà ta chỉ nói một câu tôi là mẹ vợ của Lý Trạch Vũ thì không có ai dám đụng vào một sợi lông của bà ta nữa. Thánh Vương bỏ trốn rồi. Yêu cơ nhíu mày hỏi. Lý Trạch Vũ gật đầu nói, để ông ta chạy rồi, có điều không sao,
chỉ cần ông A còn sống thì chắc chắn sẽ hiện thân. Không. Nghe vậy, vẻ mặt Yêu Cơ trở nên nghiêm túc, cậu không hiểu rõ ông ta, Hách Liên Vô Tình là một người rất khủng bố. Có thể khủng bố đến mức nào? Lý Trạch Vũ cười nhạt một cách khinh thường. Yêu Cơ nhíu mày nhìn hắn, trịnh trọng nói, có lẽ thiên phú và thực lực của cậu đền hơn ông ta, nhưng ở một vài chỗ cậu tuyệt đối không bằng ông ta, ví dụ. Sức mạnh ý chí. Nghe vậy, hai mắt Lý Trạch Vũ híp lại. Yêu Cơ nói rất đúng trọng tâm, điểm này hắn thật sự không bằng Hách Liên Vô Tình. Xương tỳ bà bị xuyên thấu, bị giam giữ hơn 40 năm trong địa cung tăm tối không có ánh mặt trời, đổi thành người bình thường có lẽ đã sớm kết thúc bản thân. Nhưng mà Hách Liên Vô Tình kiên trì nổi. Người như vậy còn chưa đủ khủng bố à? Sắp chết rồi à? Hách Liên Vô Tình rơi vào dòng sông chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đã lệch vị trí, máu phun ra từ trong miệng trong nháy mắt cũng bị nước sông tách ra. Dưới tình huống này, người bình thường có lẽ đã sớm từ bỏ mong muốn sống sót. Nhưng mà Hách Liên Vô Tình là người thế nào? Trên người ông ta mang huyết hải thâm thù, chịu nhục mấy trăm năm, sao cam lòng nhận mệnh như vậy? Không thể chết, nhất định không thể chết. Trong lòng Hách Liên Vô Tình lại lần nữa nhắc nhở mình, dục vọng muốn sống mạnh mẽ khiến ông ta nổi lên mặt nước, dùng hết sức lực bò lên bờ. Nhưng cho dù lên bờ thì sao? Lấy vết thương bây giờ của ông ta nếu như không kịp thời được cứu chữa, ông ta cũng chắc chắn sẽ chết. Ó lẽ là ông trời chiếu cố, đúng lúc này cách đó không xa có một chiếc xe chạy tới. Bang! Cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống xe. Thánh Vương! Nghe thấy có người gọi mình, Hách Liên Vô Tình chật vật mở hai mắt ra, nhưng lúc ông ta nhìn thấy rõ người trước mắt thì lập tức đổ mồ. Hôi lạnh ướt sũng cả người. 16 kỳ chủ, đây là nội tình lớn nhất Vô Tình Thần Cung. Sau lưng mỗi vị kỳ chủ nắm trong tay quyền lực giao thiệp rộng lớn. Đây là thứ người khác không tưởng tượng nổi. Cho dù Lý Trạch Vũ cũng giống vậy. Trước đó hắn tưởng sau lưng những kỳ chủ này chỉ cấu kết với một vài quyền quý, nhưng sau khi bị tra hỏi một cách nghiêm khắc mới biết mình đã sai lầm biết bao nhiêu. Từ quan chức thôn đến quan huyện, đến thống đốc một tỉnh. Trong 16 tỉnh, mỗi tỉnh ít nhất có 1/5 quan lại quyền quý có liên quan với Vô Tình Thần Cung. Không chỉ như thế, trong quân phủ cũng có không ít đại lão thực quyền bị Vô Tình Thần Cung thu mua. Có thể nói chỉ cần Hách Liên Vô Tình cầm vũ khí nổi dậy thì có thể được nhiều người ủng hộ. Đi ra từ lầu vải thẩm vấn, Lý Trạch Vũ liên tục hút mấy điếu thuốc. Cậu chủ, ông Long tới. Cậu Phú Quý vừa nói xong thì nhìn thấy Vật Tương Vong mang theo Long Thanh Phong và mấy người Long Tổ đi tới. Nhóc con, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu. Ha ha ha, Long Thanh Phong sảng khoái cười to. Nhưng mà một khắc sau khi Lý Trạch Vũ nói tin tức mình đã gặng hỏi ra, ông A có thế nào cũng không cười nổi nữa. Ánh mắt Long Thanh Phong trống rỗng, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ hoảng sợ, Long chủ đã đánh giá cao sức mạnh Vô Tình Thần Cung nắm giữ hết khả năng. Thật không ngờ vẫn khinh thường những loạn thần tặc tử này. Vừa nói vừa chuyển đề tài, chuyện này quan trọng, tôi phải tự mình trở về báo cáo, cậu cùng tôi trở về nhé. Lý Trạch Vũ vui vẻ đáp lại. Một lát sau, một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống trước mặt hai người. Tiểu Nam ML, cậu thiếu có gì dặn dò? Lý Trạch Vũ vỗ vai Nam Cung Thạc nói, phần việc còn lại giao cho ông, áp giải tất cả mọi người Vô Tình Thần Cung về Hoàng Thành. Trước mắt mà nói ngoại trừ những thánh kỳ sĩ, bất cứ bộ môn nào hắn cũng không tin tưởng được. Giọng nói Nam Cung Thạc vang lên mạnh mẽ, cậu Lý yên tâm, tôi sẽ không để cho người nào chạy mất. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu, lập tức cùng Long Thanh Phong leo lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng cất cánh. Từ trên cao nhìn xuống, hắn đột nhiên có dự cảm không lành. Sau mấy tiếng, trời tờ mờ sáng. Đèn chiếu sáng phủ Long chủ còn chưa tắt, máy bay trực thăng đã đáp xuống phủ. Sau khi cảnh vệ viên thông báo một lát thì Tô Cẩn Hoa mặc một chiếc áo khoác lớn xuất hiện trước mặt hai người. Lão Tô, Long Thanh Phong không dám che giấu mà nói tình báo Lý Trạch Vũ đã thẩm vấn ra trước. Tô Cẩn Hoa vốn dĩ còn đang vui vẻ vì lãnh đạo cấp cao Vô Tình Thần Cung bị bắt. Nhưng sau khi nghe được tin này thì lập tức trở nên nặng nề. 1/5 quan lại quyền quý. Tin tức này là thật à? Tô Cẩn Hoa nửa tin nửa ngờ hỏi. Lý Trạch Vũ liếc xéo lão một cái nói, ông không tin được tôi hay cảm thấy tôi sẽ lấy chuyện này ra đùa. Tôi không có ý này. Ai ra, Tô Cẩn Hoa nặng nề thở dài. Long Thanh Phong cau mày nói, nếu lập tức điều động nhiều người như vậy, triều chính dung chuyển, dân chúng tất yếu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
một khi nền tảng của đất nước bị lung lay, những gì ẩn giấu trong bóng tối rất có thể sẽ lập tức lộ diện. Tô Cẩn Hoa châm một điếu thuốc rồi nặng nề hút mấy phát, nhưng tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tính nghiêm trọng của vấn đề khiến Long chủ như lão cũng hơi rối loạn trong lòng. Lý Trạch Vũ khẽ lắc đầu, bu môi nói, đề này thật ra rất dễ giải, tôi không biết vì sao các ông nghĩ phức tạp như vậy. Cậu có ý hay, Tô Cẩn Hoa và Long Thanh Phong đều nhìn lại. Lý Trạch Vũ nhún vai nói, không dám nói ý hay, ý kiến thích hợp ngược lại có một cái. Long Thanh Phong thúc giục, thằng nhóc cậu đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói. Thật ra rất đơn giản. Khóe miệng Lý Trạch Vũ nhếch lên nụ cười lạnh, giết một nhóm, bắt một nhóm, đặc xá một nhóm. Hả, nghe nói lời này, Tô Cẩn Hoa và Long Thanh Phong hai mặt nhìn nhau. 1/5 quan lại quyền quý, đây là một con số không nhỏ, nhưng nếu chia con số này thành 3 phần. Phản tặc tử trung, giết. Quan cao chức trọng, bắt. Chức vụ thấp bé, thả. Long Thanh Phong mặt mày hớn hở nói, cách này thực sự quá hoàn mỹ. Hai mắt Tô Cẩn Hoa lập tức tỏa sáng, khen ngợi không ngừng, vẫn là đầu óc người trẻ tuổi dễ dùng. Ngay sau đó lại chuyển đề tài, lão Long, tiếp theo ông tự mình lựa ra một nhóm người có thể tin, đợi đại hội sáng mai tổ chức xong, tôi sẽ giao cho ông quyền lực tiền trảm hậu tấu, chuyện này tốt nhất phải âm thầm làm cho thỏa đáng. Không cần chọn, tôi có một nhóm người có thể cho ông mượn dùng, tuyệt đối tin được. Lý Trạch Vũ tự đề cử. Ai? Ai? Tô Cẩn Hoa và Long Thanh Phong chăm miệng một lời hỏi. Phượng vệ nhà họ Lý tôi. Phượng vệ. Long Thanh Phong lập tức gật đầu đồng ý. Mặc dù Phượng vệ là tổ chức tư nhân của nhà họ Lý, nhưng năng lực có lẽ không kém gì Long Tổ. Tô Cẩn Hoa mang theo ẩn ý nói, thằng nhóc cậu rộng rãi như vậy, sẽ không có điều kiện gì chứ. Nhìn ông nói kìa, ha ha. Lý Trạch Vũ cười khan, sự hư vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người. Hơn nữa tôi chỉ là một thiếu gia quần áo lụa là, có thể có ý đồ xấu gì? Thiếu gia quần áo lụa là, ha ha, bây giờ mẹ nó ai còn dám xem Lý Trạch Vũ là quần áo lụa là, người đó chắc chắn có mắt không tròng. Chỉ có điều lão Tô cũng đừng quên chuyện hứa với tôi. Lý Trạch Vũ cười nhắc nhở. Tô Cẩn Hoa khẽ gật đầu nói, đợi sau khi chuyện vô tình thần cung xử lý xong, tôi tự sẽ thực hiện lời hứa của tôi, thằng nhóc cậu cứ thả lỏng đi. Vậy thì tốt, Lý Trạch Vũ đứng dậy duỗi lưng một cái nói, cả đêm không ngủ mệt ghê, tôi đi trước. Đi thong thả không tiễn, Tô Cẩn Hoa phất tay. Đưa mắt nhìn bóng lưng Lý Trạch Vũ rời đi, Long Thanh Phong không nhịn được thở dài, nếu thằng nhóc này bằng lòng một dạ dốc sức cho. Quốc gia thì tốt, Tô Cẩn Hoa lắc đầu cười khổ, hẳn là rồng, hơn nữa còn là một con rồng điên cuồng, người như vậy sao bằng lòng bị trói buộc chứ? Cũng đúng, có điều. Long Tha Phong thề son sắt nói, thằng nhóc này có một trái tim yêu nước là chắc chắn. Trên mặt Tô Cẩn Hoa lộ ra vẻ vui mừng, từ chối cho ý kiến mà gật đầu. Sau mười mấy phút, Lý Trạch Vũ đón xe về nhà, mới vừa vào cửa đã nhìn thấy Lý Viễn Sơn đánh thái cực trong sân, trên ghế đá bên cạnh có một ông cụ tuổi già sức yếu đang ngồi. Ông cố Lý, sớm như vậy, Lý Viễn Sơn nghe thấy tiếng gọi thì ngừng đánh mà quay đầu lại. Nhưng ông ấy còn chưa mở miệng. Cụ già bên cạnh đã hỏi trước, Hách Liên vô tình thế nào rồi? Hả, mắt Lý Trạch Vũ híp lại, ông Mạc, lẽ nào ông biết Hách Liên vô tình? Hắn từng gặp ông cụ trước mắt mấy lần, chỉ biết đối phương họ Mạc, cũng không biết rõ thân phận thật sự. Ông Mạc khẽ gật đầu nhưng lại lập tức lắc đầu, lúc còn trẻ đã gặp vài lần, không tính là quen biết. Nghe vậy, lông mày Lý Trạch Vũ giật giật. Hách Liên vô tình chính là chạy ra từ trong quy khư. Mà ông Mạc tự xưng lúc còn trẻ đã gặp đối phương. Chẳng phải có nghĩa ông cụ này cũng chạy ra từ trong quy khư à? Trước kia, Lý Trạch Vũ cũng từng lân la dò hỏi về thân phận của lão Mạc, nhưng cả Lý Viễn Sơn lẫn Lý Định Quốc đều nhất quyết không hé răng nửa lời, thậm chí còn cảnh cáo hẳn đừng quấy rầy lão Mạc, bằng không họ sẽ đánh gãy chân hắn. Từ đó có thể thấy, thân phận của lão Mạc không hề tầm thường. Giờ lại nghe ông cụ nói hồi trẻ từng quen biết với Hách Liên vô tình. Lý Trạch Vũ lập tức khẳng định chắc chắn ông ấy cũng xuất thân quy khư. Quả không siêu nhóc con, chắc cháu cũng biết tới quy khư nhỉ. Lão Mạc hỏi đầy ẩn ý. Lý Trạch Vũ liếc nhìn Lý Viễn Sơn, ông ấy lập tức hét lớn, lão Mạc hỏi gì thì trả lời nấy đi chứ, nhìn cha làm gì. Chậc, có biết chút chút. Lý Trạch Vũ gãi đầu đáp. Lão Mạc lại hỏi, thế cháu có muốn tới quy khư một lần cho biết không? Gì cơ?
Vừa nghe lão Mạc nói vậy, Lý Trạch Vũ tức khắc nảy sinh hứng thú. Trước kia, Hách Liên vô tình từng nhắc tới rằng Quy Khư nằm trong khu vực núi Côn Luân, tách biệt với bên ngoài, người trong khó ra còn người ngoài thì đừng nói là đi vào, có tìm được cửa vào hay không cũng là cả một vấn đề. Nhưng từ câu hỏi này của lão Mạc, ta hoàn toàn có thể đoán được ông ấy biết cách ra vào Quy Khư. Lý Trạch Vũ tò mò hỏi, lão Mạc muốn dẫn cháu tới Quy Khư hả? Lão Mạc khẽ bật cười, đáp, nếu cháu muốn, lão phu có thể dẫn cháu đi một chuyến. Thôi à, Lý Trạch Vũ nhún vai, trong đó chẳng có thứ gì hấp dẫn cháu hết. Dứt lời, hắn đứng phắt dậy, tính rời đi. Thằng nhãi kia, đi đâu đó? Lý Viễn Sơn hô lớn. Đi ngủ à, Lý Trạch Vũ bĩu môi, nguyên một ngày có được chợp mắt giây nào đâu, con chịu hết nổi rồi. Lão Mạc bỗng ngắt lời hắn, thể chất cu ơ thằng nhóc nhà cháu vượt xa người thường, đừng nói là một ngày một đêm, dù có không ngủ không nghỉ tận 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề, mau ngồi xuống, ông già này. Còn vài chuyện cần hỏi cháu. Thế ông hỏi đi, Lý Trạch Vũ lại ngồi trở về, khóe miệng khẽ nhếch, tạo thành nụ cười cười khẩy như có như không. Lão Mạc muốn nhử hắn, nhưng chắc không ngờ lại bị hắn dùng một chiêu lạt mềm buộc chặt để phản đòn. Kết quả là ông ấy bị lừa thật. Lão Mạc nghiêm mặt hỏi, xem ra cháu đã biết về thân phận của Hách Liên vô tình rồi nhỉ, giờ ông già này chỉ muốn hỏi một điều là hắn ta còn sống không? Lý Trạch Vũ lại quay sang nhìn Lý Viễn Sơn. Hầy, Lý Viễn Sơn tức giận quát, thằng nhãi này, con thèm đánh phải không hả, mau tập trung trả lời câu hỏi của lão Mạc đi, đừng ngó ông đây nữa. Sau hai lần xác nhận liên tiếp, Lý Trạch Vũ có thể khẳng định lão Mạc là người đáng để tin tưởng, thế là không giấu giếm nữa, rơi xuống vách núi. Nhưng theo con thì lão ma đầu đó không dễ chết đâu. Nghe tới đây, lão Mạc khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, trước khi chết, Hách Liên vô tình có nói cho cháu nghe chuyện gì khác nữa không? Cũng có, nhưng cháu cảm thấy lão ta chỉ đang nói nhăng nói cuội thôi. Lão ta nói gì, trường sinh bất lão, Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười, đái. Cháu rằng bên trong Quy Khư có một ngọn núi Phượng Hoàng, là nơi sinh sống của một loại cây thuốc có thể giúp con người ta trường sinh bất lão. Ha ha ha, lão Mạc không kiềm được mà bật cười thành tiếng, lão ta thông minh cả đời, không ngờ trên phương diện này lại ngu muội tới vậy, nếu trên đời có thuốc trường sinh bất lão thật, có lẽ tiên nhân đã sớm hạ phàm rồi. Ngoại trừ chuyện này ra, lão ta còn nói gì nữa không? Hết rồi, thật sự hết rồi, hết thật rồi, Lý Trạch Vũ khẳng định chắc nịch. Lão Mạc không khỏi cau mày, hỏi tiếp, lão có từng nhắc tới huyết linh chi trước mặt cháu không? Huyết linh chỉ, à. Có, bấy giờ, Lý Trạch Vũ mới nhớ ra, để lừa được ngự long thần công của hắn vào tay, Hách Liên vô tình từng bảo gì mà bên trong Quy Khư có rất nhiều dược liệu quý hiếm đã sớm tuyệt chủng, tỉ như huyết linh chỉ. Có vẻ lão Mạc rất để ý tới thứ này, hấp tấp hét lên, thế lão có nói huyết linh chỉ đang ở đâu không? Lão ta chỉ thuận miệng liệt kê thôi chứ không nói quá nhiều về nó ạ. Nói đoạn, Lý Trạch Vũ tò mò hỏi ngược, lão Mạc, ông cần huyết linh chỉ hả? Nghĩ tới. Hách Liên vô tình vì lừa gạt hắn ngự long thần công, nói cái gì Quy Khư cảnh nội có vô số sớm tan biến tại đời dược liệu chân quý, trong đó có huyết linh chỉ. Lão Mạc khẽ quay sang nhìn Lý Viễn Sơn, sau đó mới gật đầu đáp, rất cần. Lý Trạch Vũ từng đọc sơ phần tóm tắt về cây thuốc này trong Hoàng đế nội kinh. Theo nội dung ghi trong sách thì huyết linh chỉ là dược liệu trí dương, có tác dụng trừ hàn, với những người thể hàn bẩm sinh như Triệu Như Mộng. Chỉ cần một gốc huyết linh chỉ là có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề của cô ta. Ngoài ra huyết linh chỉ còn có một tác dụng khác, đó là kích thích nguyên thần trong cơ thể người, tức là tế bào thần kinh. Nếu cho người thực vật dùng huyết linh chỉ, xác suất tỉnh lại của họ sẽ tăng cao gấp mấy lần. Thấy lão Mạc để ý tới huyết linh chỉ như vậy, Lý Trạch Vũ không khỏi nghi rằng có lẽ một người thân cực kỳ quan trọng với ông ấy mắc chứng thể hàn bẩm sinh, hoặc là đang hôn mê bất tỉnh, sống thực vật. Nhóc con! Nếu Hách Liên vô tình không chết, chắc chắn hai người sẽ còn gặp lại, đến lúc đó nhớ giữ lại cái mạng già của lão ta nhé. Lão Mạc nói mà như cầu xin. Lý Trạch Vũ không chút do dự đồng ý, không thành vấn đề, tới lúc đó nhất định cháu sẽ bắt lão ta khai ra chỗ của huyết linh chi, bằng không cháu sẽ tẩn ông ta tới hỉa ra quần luôn. Ha ha hai. Ha ha ha. Lý Viễn Sơn và lão Mạc không kiềm được mà bật cười. Xong rồi đúng không ạ? Thế cháu đi ngủ nhé. Lý Trạch Vũ đứng dậy, toan rời đi. Đúng là hắn có thể không ngủ không nghỉ tận 10 ngày 10 đêm, nhưng nếu đã có thời gian để ngủ thì tại sao phải thức làm gì? Ngủ có thể giúp đẹp da đó biết không?
nhưng còn chưa về được đến phòng thì điện thoại trong túi lại vang lên. Là Yêu Cơ gọi tới. Tới tận bây giờ Như Mộng vẫn chưa về. Vừa bắt máy, Yêu Cơ tức khắc kích động hét vào điện thoại. Lý Trạch Vũ cau mày, hỏi, bà không gọi cho cô ấy hả? Điện thoại tắt máy, không gọi được, Yêu Cơ hoảng loạn hét lớn. Nghe đến đây, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Lý Trạch Vũ, hắn không kiềm được mà nghĩ đến một khả năng. Trên Thảo Nguyên Tái Bắc, một chiếc Land Cruiser chuẩn bị bay qua biên giới tiến vào địa phận của nước Thảo Nguyên, và người cầm lái lại chính là Triệu Như Mộng. Băng sau còn một người khác đang ngồi xếp bằng, và không ai khác chính là kẻ đã tìm được đường sống trong chỗ chết, Hách Liên Vô Tình. Thánh Vương, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu thế? Triệu Như Mộng bày ra vẻ mặt lo lắng, hỏi. Lúc trước, cô ta cho rằng Lý Trạch Vũ đã rời đi nên mới một mình lái xe chạy. Tới Hoàng Thành, về sau lại hay tin Lý Trạch Vũ vẫn chưa đi, bèn vội vàng quay ngược trở về, ai ngờ đâu giữa đường lại bắt gặp Hách Liên Vô Tình. Cô gái này không hề hay biết gì những chuyện đã xảy ra trong bộ lạc, thế nên mới vươn tay giúp Hách Liên Vô Tình. Kết quả là một người trời sinh tính tình ngây thơ, không biết đề phòng người ngoài như cô đã bị Hách Liên Vô Tình đánh lén, sau đó bị bắt uống thuốc độc, không còn cách nào khác, cô ta chỉ đành nghe theo lệnh của Hách Liên Vô Tình. Cô có biết tại sao bổn tọa lại chật vật tới vậy không? Sau một đêm điều tức, vết thương trên người Hách Liên Vô Tình đã tốt hơn nhiều. Triệu Như Mộng liếc nhìn lão ta qua gương chiếu hậu, lắc đầu đáp, tôi không biết. Nhờ chuyện tốt mà người chồng sắp cưới của cô đã làm đấy. Nói tới đây, trên mắt Hách Liên Vô Tình ánh lên vẻ tàn nhẫn. Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Như Mộng trợn trừng, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng của Lý Trạch Vũ. Hẳn thằng nhãi kia đang tưởng rằng bổn tọa chết chắc rồi nhỉ. Ha ha ha, nếu không nhờ người vợ tốt này của hắn, có lẽ bổn tọa đã ngã xuống thật rồi. Vừa nghĩ thế, Hách Liên Vô Tình không kiềm được mà bật cười khoái trá. Tạo hóa trêu ngươi sao? Không đúng, phải nói là ông trời không tuyệt đường lão ta. Đúng hơn là cả ông trời cũng đứng về phía lão đây này. Cô cứ yên tâm, bổn tọa sẽ không giết cô đâu, bổn tọa còn phải giữ cô làm con tin để giành lại mọi thứ vốn thuộc về bổn tọa chứ. Mặt trời từ từ dâng lên ở phía đông, Land Cruiser vừa tiến vào phạm vi lãnh thổ nước Thảo Nguyên thì lập tức đã có mười mấy binh sĩ cao to cường tráng chặn đường. Sĩ quan dẫn đội lớn giọng cảnh báo, nơi đây là địa phận nước Thảo Nguyên, mời các vị tức tốc quay đầu đi về, bằng không bọn tôi sẽ bắt hết mấy người. Triệu Như Mộng ngồi chỗ ghế lại bình tĩnh hạ cửa sổ xe xuống, giờ điện thoại đang được kết nối về phía người sĩ quan kia, nói, chúng tôi là bạn của Đại tướng Ô Lạc Cát, ông ấy bảo anh mau nghe điện thoại. Ô Lạc Cát là một nhân vật lớn có tiếng trong quân đội nước Thảo Nguyên, thế nên vừa nghe vậy, sĩ quan lập tức cung kính cầm lấy điện thoại. Rõ. Tôi hiểu rồi, được. Sĩ quan vừa nghe điện thoại vừa liên tục khom người cúi đầu, xong xuôi thì trả lại bằng cả hai tay, kính chào An Đạt tôn quý, tôi nhất định sẽ căn dặn người bên tôi thật kỹ, bảo đảm từ giờ trở đi, ngài có thể thuận lợi qua lại mà không bị chặn đường kiểm tra nữa. Cảm ơn, Triệu Như Mộng lấy điện thoại về, quay đầu liếc nhìn Hách Liên Vô Tình đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nói, thưa Thánh Vương, tôi muốn đi vệ sinh. Để điện thoại lại, đi đi, Hách Liên Vô Tình ung dung trả lời. Triệu Như Mộng ngượng ngùng đặt điện thoại xuống ghế, một mình bước xuống xe trao đổi vài câu với sĩ quan dẫn đội. Lát sau, Hách Liên Vô Tình chậm rãi mở mắt, tuy thoạt nhìn vẫn còn hơi yếu, nhưng sắc mặt đã tươi hơn trước vài ba phần. Cạch cạch cạch. Đúng lúc này, binh lính vây quanh xe bỗng mở khóa an toàn, chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào người Hách Liên Vô Tình. Mặt mày Hách Liên Vô Tình lập tức biến sắc, đồng thời hiểu ra ngay mình đã trúng kế của Triệu Như Mộng. Đúng như những gì Laos ta đoán. Vụt. Sĩ quan dẫn đội hất tay ra hiệu, binh lính lập tức bóp cò. Chỉ trong chớp mắt, chiếc Land Cruiser đã bị bắn thành cái sàng. Cạch, vào đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Hách Liên Vô Tình đã kịp thời mở cửa xe, nhảy xuống. Nhưng ngay sau đó, bằng, một viên đạn lao tới, bắn trúng ngay gót chân của lão ta. Hách Liên Vô Tình cố nén cơn đau xuống, lăn sang mặt bên của xe để né tránh. Thánh Vương à, đừng núp nữa, ông trốn không thoát đâu, ha ha ha. Giọng nói của Triệu Như Mộng vang lên. Lúc này, cô ta như biến thành một người khác vậy. Trên người cô ta đã không còn chút cảm giác ngây thơ, ngoan ngoãn, hiền dịu nào, thay vào đó là gương mặt ngoan độc, giả dối, pha lẫn chút tà ác, lại cực kỳ quyến rũ. Cô đã trúng câu hồn tán của bản tọa rồi mà, hay là cô không sợ chết? Dù bản thân đang rơi vào hiểm cảnh,
Hách Liên Vô Tình vẫn bình chân như vậy hỏi. Ha ha ha, tiếng cười của Triệu Như Mộng như sức mạnh xuyên thấu cảm xúc, khiến người nghe nổi hết cả da gà da vịt. Tới cả đại ma đầu như Hách Liên Vô Tình cũng phải không rét mà run. Thánh Vương à, tiếng cười tạm dừng, Triệu Như Mộng gắn giọng quát khẽ, nếu bây giờ ông chịu giao thuốc giải của câu hồn tán ra, đồng thời thề rằng sẽ mãi mãi thần phục dưới chân tôi, không chừng tôi sẽ tha cho ông một mạng. Thần phục. Ha ha ha. Vừa nghe thấy hai chữ này, Hách Liên Vô Tình tức khắc cười phá lên, bổn tọa là người có thể sánh vai với ông trời đấy, trên đời này không một ai đủ năng lực khiến bổn tọa phải thần phục cả. Mấy người không xứng. Vừa dứt lời, lão ta lập tức bật dậy, lao thẳng về phía Triệu Như Mộng. Pằng pằng. Các binh lính nước Thảo Nguyên đồng loạt bóp cò. Dù một bên chân của Hách Liên Vô Tình bị trúng đạn, nhưng tốc độ không hề chậm lại, vẫn nhanh như chớp. Lão ta linh hoạt né tránh mưa đạn, thuận lợi chạy tới trước mặt Triệu Như Mộng. Dám phản bội bổn tọa hả, kha kha kha. Bốp, Triệu Như Mộng không bóp cò, thay vào đó là bình tĩnh tung ra một trường. Chỉ bằng cô hả, Hách Liên Vô Tình bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Nhưng ngay giây sau, quyền và trường va chạm. Vẻ on, một bóng người tức khắc bay ngược ra xa mấy trượng như con diều đứt dây. Hự, Hách Liên Vô Tình trợn trừng hai mắt. Lão ta cho rằng thực lực của Triệu Như Mộng cùng lắm mới chỉ đến tông. Sư cảnh, mãi đến khi giao đấu với nhau, lão ta mới phát hiện bản thân chẳng biết gì về đối phương cả. Võ thánh cảnh. Nếu là bình thường, lão ta chỉ cần tiện tay đấm một phát là có thể đánh chết cường giả mạnh cỡ này rồi. Vấn đề là hiện tại lão ta bị thương nặng, chưa khỏi hẳn, thực lực suy giảm rất nhiều, tông sư cảnh có lẽ không làm gì được lão ta, nhưng cường giả võ thánh cảnh lại có thể giết chết lão ta. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Như Mộng khỏe mạnh như vâm đã dí theo Hách Liên Vô Tình sát nút. Bốp bốp, cô ta nhanh tay điểm vài huyệt trên người Hách Liên Vô Tình, thế là lão ta không thể cử động được nữa. Có phải cô và Yêu Cơ đã quay lưng với bổn tọa từ lâu rồi không? Hách Liên Vô Tình cau mày hỏi. Triệu Như Mộng nở nụ cười quyến rũ, khinh bỉ nhìn lão ta, nếu ông lọt vào tay mẹ tôi, nhất định bà ấy sẽ không kiềm nổi mà giết chết ông, nhưng ông yên tâm đi, giờ tôi chưa có ý định giết ông đâu. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Trên mặt Hách Liên Vô Tình để lộ biểu cảm không cam lòng. Triệu Như Mộng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng cười hỏi, Thánh Vương à, không biết ông có từng nghe qua câu thay mận đổi đào chưa? Thay mận đổi đào. Vừa nghe vậy, con người Hách Liên Vô Tình tức khắc co nhỏ, để lộ vẻ mặt sợ hãi tột độ. SKS. Cùng lúc này, tại Hoàng Thành, Lý Trạch Vũ chẳng thấy bữa ồn ngủ tẹo nào, thế là lập tức chuẩn bị lên đường tới Tái Bắc. Nhưng hắn vừa khởi động trực thăng chưa bao lâu thì cậu Phú Quý bất ngờ gọi điện tới. Bọn họ áp giải người của Vô Tình Thần Cung về Hoàng Thành, nhưng giữa đường lại gặp phải mai phục, một nhóm người muốn tìm cách cứu viện người của Vô Tình Thần Cung. Thánh kỳ sĩ chết hơn 1000, trong số các hào kiệt như nhóm của đạo sĩ Vân Trung cũng có người bị thương, thậm chí là ngã xuống. Lúc này, Lý Trạch Vũ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ việc, vội báo cáo lại cho Tô Cẩn Hoa. Quân đội Hổ Khiếu vốn đóng quân trong biên giới Tái Bắc, dưới sự sắp xếp của Tô Cẩn Hoa, Lý Định Quốc đã thân chinh xuất lĩnh 30000 binh lính từ quân đoàn Hổ Khiếu đến giúp một tay. Lòng Lý Trạch Vũ nóng như lửa đốt, dứt khoát đẩy tốc độ của trực thăng lên mức cao nhất. Cuộc gọi vừa kết thúc chưa được bao lâu thì điện thoại của Yêu Cơ lại đổ chuông. Như Mộng không sao hết, ban ấy nó vừa gọi điện cho tôi, bảo là đi được nửa đường thì xe bị hư, điện thoại lại không có tín hiệu, cũng may là gặp được. Mấy người khách du lịch đi ngang qua. Khi biết tin Triệu Như Mộng bình an vô sự, Lý Trạch Vũ không kiềm được mà lén thở phào nhẹ nhõm. Tầm 2 tiếng sau, lúc hắn gặp lại nhóm Cẩu Phú Quý, quân đoàn Hổ Khiếu vẫn chưa tới. Bấy giờ, trên người các hào kiệt như đạo sĩ Vân Trung hay Ngọc Phượng Hoàng trải đầy vết thương lớn nhỏ, bên phía thánh kỳ sĩ cũng chết hơn 1000 người. Phát hiện này khiến Lý Trạch Vũ thấy ngạc nhiên, pha lẫn chút hoảng hốt. Rốt cuộc đối phương đã xuất động bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả mà lại có thể khiến cả một đội quân hùng mạnh này thương vong nặng nề như vậy chứ? Bẩm thiếu gia, trong số những người này có không ít cao thủ, ngoài ra còn có các thế lực bên ngoài nhúng tay vào. Vật tương vong nhắc nhở. Nam Cung Thạc bổ sung, không biết các nước khác thế nào nhưng đúng là có không ít võ giả của Nhật Bản tới đây. Suy đoán này của ông ta dựa trên cách thức xuất chiêu của đối phương. Nhật Bản ư? Sát khí trên người Lý Trạch Vũ lập tức dâng trào. Lý Trạch Vũ, mày không thắng nổi thần cung bọn tao đâu, khôn hồn cởi trói cho bọn tao ngay,
bằng không tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ chết đấy. Ha ha ha, bất luận là ai, nếu đã dám chống đối thần cung bọn ta không, thì chỉ còn mỗi đường chết mà thôi. Dù đang bị trói chặt, không tài nào cử động nổi, nhưng mấy tên kỳ chủ đó lại không hề sợ hãi. Lý Trạch Vũ liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, cười khẩy bảo, vậy sao? Thế để bọn này chống mắt lên xem thử có đúng không nhé? Dứt lời, hắn quay, qua ra lệnh cho Nam Cung Thạc, ai bị thương hãy rút lui, người nào còn chiến đấu tiếp được thì ở lại. A-di-đà Phật, Hòa Thượng Tố Nhân vung trượng hàng ma, hiên ngang lẫm liệt hô lớn, lão nạp vẫn còn chiến đấu nổi. Keng, Ngọc Phượng Hoàng giơ cao trường kiếm trong tay, quyết tâm diệt trừ tà ma ngoại đạo, có chết trận cũng không hối tiếc. Đạo sĩ Vân Trung lau đi vệt máu nơi khóe miệng, lôi từ trong ngực ra một điếu xì gà, ngậm lấy, nói, nếu mọi người đều cảm thấy không thành vấn đề, vậy làm gì có chuyện lão đạo đây làm không được. Cao thủ của Vô Tình Thần Cung vốn đã nhiều như mây, giờ lại có thêm cao thủ nước ngoài gia nhập, nên nhóm đạo sĩ Vân Trung mới chịu thương vong nặng nề như vậy. Lúc này, số cường giả võ thánh cảnh còn khả năng chiến đấu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thánh kỵ sĩ thì nhiều hơn, khoảng 2.000 người. Nhưng lần này, bên Vô Tình Thần Cung lại phái tới hơn mấy chục nghìn binh mã, cường giả cũng nhiều không đếm xuể. Trước khi quân đoàn hổ khiếu tới cứu viện, tất sẽ phải ác chiến thêm một hồi. Lý Trạch Vũ thở dài, từ từ cởi áo khoác xuống. Người ai quen hắn lâu rồi đều biết, đây là dấu hiệu cho thấy hắn muốn đích thân ra trận. Mang kiếm tới đây. Hắn quát lớn một tiếng, Phật Tương Vong vội vàng đưa trường thiên kiếm qua. Đúng lúc này, từ phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân đỉnh tai nhức óc, quả nhiên, người của Vô Tình Thần Cung vẫn còn đuổi theo họ. Trong gió rét, Lý Trạch Vũ một người một kiếm một mình tiến lên, tựa như, tuyệt thế võ thần ngạo nghễ thiên hạ. Lát sau, biển người đông nghịt lục tục dừng bước. Đứng ở phía trước nhát là một ông già trốn mắt tóc tai bù xù, gương mặt khắc khổ. Thả người, ông già chỉ thốt ra hai chữ, nhưng giọng điệu lại vô cùng trịnh thượng, không cho phép làm trái. Hà Lý Trạch Vũ cười khẽ, ông đây không thả đấy, làm gì được ông nào. Chết, ông già trốn mắt lại phun ra một chữ nữa. Ồ, ha 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 ha, Lý Trạch Vũ vuốt tóc, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Kê ngồ, trường thiên kiếm ra khỏi vỏ. Tiếng rồng ngâm vang vọng khắp bốn phía. Giết! Lý Trạch Vũ dậm một chân xuống đất lấy đà, chủ động xung phong lao về phía kẻ thù. Giết! Đại hộ pháp là người thứ hai xông lên, có vẻ đang sốt ruột lập công lắm rồi. Phụt phụt phụt! Lại thêm vài bóng người đồng loạt lao tới từ bốn phương tám hướng, mục tiêu chính là biển người đông nghịt kia. Cẩu Phú Quý ngoái đầu lại, liếc nhìn thánh kỵ sĩ, lưu loát hô lớn bằng ngôn ngữ quốc tế, mẹ kiếp! Đứng ngây ra đó làm gì, xông lên đi chứ. Dứt lời, gã tức tốc rút thanh bảo đao bản thân đã tỉ mỉ chế tạo ra, anh dũng lao về phía quân thù. Phú Quý, đua xem ai giết nhiều người hơn không, ai thua thì tối nay phải khao người còn lại một chầu ở thiên đường hạ giới. Vậy ông đây sẽ gọi 10 cô gái trẻ trung xinh đẹp luôn. Phật Tương Vong đã hạ quyết tâm rằng nếu lần này có thể sống sót trở về, nhất định phải phá cái thân xử nam này. Mới qua mấy giây ngắn ngủn, Lý Trạch Vũ đã như hổ gặp bầy dê, một kiếm vung lên, vô số kiếm khí vô hình bay ra, chớp mắt đã chết 4-5 người. Ông già trốn mắt cau mày, bắt thằng quỷ nhỏ đó lại trước. Rõ, hơn 10 cường giả tức tốc nhận lệnh, bật người bao vây hắn. Sau đó, ông già trốn mắt vội nhìn về phía một người đàn ông đeo kiếm katana bên hông, nói, ông Gerson, bảo người của ông ra tay luôn đi. Hay, Gerson ngoái đầu, quét mắt nhìn mấy chục người mà mình mang tới. Ra lệnh, ai giết nhiều kẻ địch nhất, đêm nay sẽ được thưởng cho 10 em gái xinh đẹp như hoa. Tuân lệnh. Kha kha kha. Một đám võ giả Nhật Bản liếm môi, rồi lũ lượt rút thanh kiếm bên hông ra. Mặt khác, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh mở miệng, hỏi, ông Bạch à, dũng sĩ quyền anh bọn tôi cũng đâu thua kém gì đám Nhật Bổn đó đâu, ông. Có chắc là không cần bọn tôi giúp một tay không? Thế phiền cậu New Sai cấp dưới bắt tên nhãi danh kia lại dùm tôi. Vừa nói, ông già trốn mắt vừa chỉ tay về phía Lý Trạch Vũ ở xa xa. Không, không thành vấn, chữ nề cuối cùng bỗng mắc nghẹn ngay cổ họng Niu, làm cách nào cũng không thốt ra nổi. Ông già trốn mắt nhướng mày, cậu Niu, cậu sao thế? Niu nuốt nước bọt, biến sắc bảo, xin lỗi ông Bạch, lần này dũng sĩ quyền anh bọn tôi không giúp được ông rồi. Hả? Ông già trốn mắt cau mày, khó hiểu hỏi, tại sao vậy? Chẳng lẽ cậu Niu không muốn hợp tác với thần cung bọn tôi nữa?
trên trán Niu chảy đầy mồ hôi lạnh, nói vội, ông Bạch à, có thể ông vẫn chưa biết thân phận của người kia nhỉ? Chuyện hợp tác giữa chúng ta để sau hãy bàn, bọn tôi đi trước đây. Dứt lời, anh ta vung tay, dẫn mấy chục người đàn ông phương Tây xoay người rời đi, vội vàng như đang chạy trốn. Cảnh tượng đó khiến ông già trốn mắt sững sờ, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Về phần Niu, sau khi đi được một quãng không xa, anh ta lén ngoái đầu lại, nhìn thoáng qua Lý Trạch Vũ đang lấy một đấu 10 cường giả, trái tim vẫn còn đập loạn vì sợ. Thủ lĩnh à, sao chúng ta không xông lên giúp họ, chẳng lẽ anh không sợ vì chuyện này mà ông Bạch đánh mất ý định hợp tác với chúng ta sao? Một tên cấp dưới khó hiểu hỏi. Bốp, Niu không chút do dự quăng cho gã một bạt tai, quát lớn, mẹ nó, mày biết người đó là ai không? Mày muốn dũng sĩ quyền anh chúng ta gánh? Chịu tai họa ngập đầu hả? Gã đàn ông bị đánh sờ hai má nóng rát, vừa tò mò lại uất ức hỏi, tên đó là ai? Quân, đết Niu gần từng chữ một. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy người đàn ông phương Tây tức khắc xa sầm mặt, đồng thời hiểu ra tại sao Niu lại liều lĩnh dẫn họ rời đi. Đấu với quân đế thì chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết cả. Thủ lĩnh à, chúng ta mau đi thôi. Đúng, chuồn lẹ. Đám cấp dưới luống cuống nói. Nhưng Niu lại lắc đầu, bảo, cơ hội được chiêm ngưỡng quân đế chiến đấu hiếm hoi lắm, chỉ có thể gặp, không thể cầu. Cùng lúc này, trên người Lý Trạch Vũ đã dính đầy máu tươi, cả người thoạt nhìn như sứ giả tới từ địa ngục, đang liên tục gặt hái mạng người. Ba tên cường giả vô tình thần cung cùng nhau xông lên, thuần thục phối hợp tấn công từ ba phía. Lý Trạch Vũ khế ngả người ra phía sau, nhẹ nhàng né tránh ba đòn tấn công đó, đồng thời giơ trường thiên kiếm, chém một phát lên trời. Phụt phụt phụt, tiếng máu phun trào liên tục vang lên. Gạch dưới. Chỉ trong chớp mắt, ba tên cường giả đã bị chém đứt đôi. Người này không phải dạng vừa. Đừng giấu giếm nữa, lấy hết bản lĩnh ra giải quyết hắn đi. Được. Hai cường giả thiên nhân cảnh không dám giữ sức nữa. Cùng dẫn theo 6, 7 tên cường giả võ thánh cảnh còn lại, đồng loạt xông lên. Keng keng keng, âm ầm ầm. 8, 9 người vây công Lý Trạch Vũ thi triển đủ loại thần thông, phối hợp. Cực kỳ ăn ý, dù có là Lý Trạch Vũ cũng khó lòng chống lại, nhất thời chỉ đành bối rối lui về phía sau. Sư đệ, tỷ tới giúp đệ. Ngọc Phượng Hoàng thấy Lý Trạch Vũ rơi vào thế hạ phong thì lập tức cầm trường kiếm nhào tới. Muốn chạy hả, năm mươi. 4. Năm tên cường giả võ thánh cảnh thức tốc chặn đường Ngọc Phượng Hoàng. Choang! Hòa thượng Tố Nhân với trượng hàng ma trong tay và Ngô Khất Gái bắt tay lao đến. Ngọc Phượng Hoàng, nơi này giao lại cho bọn tôi, bà mau qua đó giúp sư đệ một tay đi. Được, Ngọc Phượng Hoàng thoát khỏi vòng vây, tăng tốc chạy về phía Lý Trạch Vũ. Chết đi! Một cường giả thiên nhân cảnh đang vây công Lý Trạch Vũ thấy. Ngọc Phượng Hoàng định gia nhập trận chiến thì lập tức xoay người. Tung ra một quyền cực mạnh. Keng, Ngọc Phượng Hoàng vội rút kiếm đỡ đòn. Trọng quyền đánh trúng thân kiếm, phản lực cực mạnh ập tới, đánh bay bà ấy ra xa mấy trượng. Sư tỷ, thấy Ngọc Phượng Hoàng bị thương, trên người Lý Trạch Vũ chợt tỏa ra luồng sát khí dày đặc, một đấm xuyên thủng ngực một tên đang tấn công mình, sau đó bất chấp xông lên, đi tới trước mắt cái kẻ dám làm Ngọc Phượng Hoàng bị thương. Nói ông đây nghe xem mày muốn chết kiểu gì nào. Giọng nói âm trầm như tiếng đòi mạng truyền tới từ địa ngục khiến lão già kia rợn cả sống lưng. Trốn, lúc này, trong đầu ông ta chỉ còn mỗi một chữ đó. Nhưng Lý Trạch Vũ đang nổi trận lôi đình sao có thể để ông ta được như ý nguyện, công lực vô biên trong người tụ về lòng bàn tay, rồi truyền sang trường thiên kiếm. Chết đi cho ông. Một cỗ kiếm khí cuồng bạo bắn ra từ mũi kiếm. Âm, cường giả thiên nhân cảnh nháy mắt bị chém thành hai nửa. Cảnh tượng đó khiến mọi người có mặt tại hiện trường giật mình thon thót. Đây chính là cường giả thiên nhân cảnh đó, đâu phải hạng pháo hôi tầm thường, thế mà chỉ một kiếm đã bị chém thành hai nửa. Cái tên này là thứ yêu nghiệt gì vậy? Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Lý Trạch Vũ đều không kiềm được mà lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ. Đám người vốn định xông lên bao vây Lý Trạch Vũ tức tốc lùi lại, sợ một kiếm khủng bố của Lý Trạch Vũ lan đến chỗ mình. Ông già trốn mắt lại lẩn trốn vào đám người phía sau. Mẹ ơi, Niu trợn mắt quên cả hít thở, vừa ngưỡng mộ thực lực của Lý Trạch Vũ, vừa thầm đắc ý vì quyết định ban nãy của mình. Nếu ban nãy anh ta nghe lời ông già trốn mắt, cắm đầu tấn công bao vây Lý Trạch Vũ, e là hiện tại, đến cơ hội để sám hối cũng không có. Hình như, Lý Thiếu lại mạnh lên rồi. Nam Cung Thạc lẩm bẩm. Trước đó ông ta từng đánh nhau với Lý Trạch Vũ,
tuy không thể nào phản kháng nổi, nhưng ít ra còn tiếp được vài chiêu. Nhưng nếu là bây giờ, ông ta cảm thấy bản thân không thể nào đỡ nào một kiếm kinh thiên động địa mà Lý Trạch Vũ vừa thi triển ban nãy được. Giết! Trong người Lý Trạch Vũ có ngự long thần công, công lực trong đan điền lại vô biên vô bờ, dùng mãi không cạn. Với hắn mà nói, giết chết một cường giả thiên nhân cảnh chẳng thấm vào đâu, thế là lại bắt đầu quay sang tàn sát người của Vô Tình Thần Cung, như hổ vào bầy dê vậy. Bên phía Thánh Kỵ Sĩ cũng thế như trẻ tre, bắt đầu vùng lên phản công. Ông già chột mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lại ngó sang đám kỳ chủ đang bị khống chế, nghiến răng quát, chúng ta có nhiều người hơn họ, không phải sợ. Tiếc thay ông ta vừa dứt lời. Vù vù vù, tiếng quạt quay đinh tai nhức óc bỗng truyền tới. Lúc này, trên trời, từ phía xa chợt xuất hiện vài chiếc máy bay chiến đấu của quân đội, chưa hết, ở nơi cách chỗ này vài ngọn núi còn thấp thoáng bóng dáng một đội quân đông đảo hành quân như bay. Quân đoàn hổ khiếu tới rồi. So số lượng hả, hừ. Lý Định Quốc đúng là bảo đao chưa lão, còn đích thân lái một chiếc máy bay chiến đấu tới, hiện đang ở ngay phía trên đám người Vô Tình Thần Cung. Bùm bùm bùm. Vài viên đạn đạo được thả xuống, mấy trăm người đứng gần đó lập tức nổ banh xác. Khoảnh khắc quân đoàn hổ khiếu lộ diện, người của Vô Tình Thần Cung tức khắc binh bại như núi đổ. Tiêu đời. Xem ra lão Bạch không cứu nổi chúng ta rồi. Trời muốn ta chết đây mà. Mấy tên kỳ chủ đang bị bắt giữ lập tức mặt xám mày cho, than vấn. Đám võ giả Nhật Bản thấy tình hình không ổn cũng vội vàng co giò chạy. Biến. Cùng lão nạp đuổi theo, đưa đám Nhật Bổn này đi gặp Phật Tổ. Hòa thượng Tố Nhân cầm trượng hàng ma, chủ động xông lên, khí thế hiên ngang. Ngọc Phượng Hoàng và đạo sĩ Vân Trung cũng không chịu thua, vội gia nhập các hào kiệt, đuổi theo đám võ giả Nhật Bản kia. Bên phía Vô Tình Thần Cung, dưới sự dẫn dắt của ông già chột mắt, họ chọn cách rút lui. Nhưng lúc này, Lý Định Quốc đã nổi lên sát tâm, ra lệnh cho tất cả binh lính dù đám loạn thần tặc tử kia có chạy đến cùng trời cuối đất cũng phải bắt cho bằng được. Sau trận chiến này, toàn bộ thành viên cấp cao của Vô Tình Thần Cung đã bị bắt, các thành viên chủ chốt cũng ngã xuống gần hết, những nhân vật quyền cao. Chức trọng dám cấu kết với họ cũng lần lượt bị thanh lý. Thế lực tà đạo khuấy đục nước Hạ suốt mấy mươi năm cuối cùng cũng biến mất. Sex 3 ngày sau, 29 Tết, hiện chỉ còn cách năm mới đúng một ngày. Khi dân tứ xứ trở về quê ăn Tết, Tuyên Thành vốn phồn hoa náo nhiệt cũng thoáng lặng xuống. Khoa học kỹ thuật Vân Dương đang mở cuộc họp cuối cùng, sau khi tổng kết thành tích mấy tháng cuối năm, cũng như phổ biến kế hoạch của năm sau thì chính thức tiến vào kỳ nghỉ Tết. Tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc, hai người Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao đang ngồi uống cà phê. Chị nói ý của ông nội là cho phép chị tới Hoàng Thành ăn Tết với cụ Lý và ông Lý hả? Nói đến đây, trong mắt Trần Thanh Giao thấp thoáng vẻ hâm mộ. Euro ó lẽ sâu trong lòng cô cũng hy vọng bản thân có thể danh chính ngôn thuận tới nhà họ Lý đón Tết. Trần Thanh Tuyết mỉm cười, đáp, chị đã quyết định xong xuôi rồi, tối nay sẽ ăn bữa cơm tất niên với em và ông nội. Sau đó thì chạy tới Hoàng Thành đón Tết với nhà ông Lý. Vậy cũng được, Trần Thanh Giao rất tán thành quyết định này của chị. Không biết bây giờ tên kia đang ở đâu nữa? Trần Thanh Tuyết đột nhiên mím môi, hỏi. Thì chị cứ gọi hỏi thẳng là được mà. Trần Thanh Giao đề nghị, em nghĩ là anh ấy đang ở bên cạnh ả đàn bà họ Diệp kia lắm. Giao Giao, em không cần quá để tâm vào chuyện này đâu. Không một cô gái nào đồng ý chia sẻ người đàn ông mà mình thích với người phụ nữ khác. Trần Thanh Tuyết của trước kia cũng như vậy. Nhưng sau khi hiểu biết về cuộc sống của Lý Trạch Vũ, chẳng biết từ bao giờ mà tâm trí cô đã thay đổi. Yêu hẳn, không hẳn là phải giữ chặt hắn bên mình. Chỉ cần những lúc mình cần hắn, hắn kịp thời xuất hiện là đủ rồi. Chị này, chị thật sự không ngại chuyện anh rể có người phụ nữ khác ở bên ngoài hả? Con người Trần Thanh Giao đảo quanh một vòng, cả người bỗng tỉnh. Áo hẳn lên. Trần Thanh Tuyết gật nhẹ đầu, đáp. Dù anh ấy có thích em, chị cũng sẽ không phản đối. Chị à, chị đang nói bậy gì vậy? Mặt mày Trần Thanh Giao đỏ bừng, nói một đằng nghĩ một nẻo, anh ấy là anh rể của em mà. Ha ha ha, Trần Thanh Tuyết bật cười, Giao Giao, hai chị em ta đã ở bên nhau từ nhỏ tới lớn, chẳng lẽ chị lại không đoán ra được em đang nghĩ gì trong đầu sao? Ôi chao, chị đừng nói lung tung mà, em nhớ ra rồi, bên em vẫn còn một phần báo cáo cần ký tên trước Tết. Em đi trước đây. Trần Thanh Giao vội tìm. Cớ chạy trốn. Trần Thanh Tuyết nhấp một ngụm cà phê, ý cười trên mặt càng thêm sâu sắc.
cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Trần Thanh Tuyết vốn tưởng em gái đi rồi lại quay về, nhưng chợt nhớ ra Trần Thanh Giao chưa từng gõ cửa, bèn nghiêm mặt, nói, mời vào. Kẻ chi? Cửa phòng mở ra, một cô gái khoác áo lông chồn màu đen bước vào, dung mạo xinh đẹp rạng ngời. Cô là, Trần Thanh Tuyết khẽ nhíu mày. Xin chào, tôi tên Triệu Như Mộng, là vợ của Lý Trạch Vũ. Triệu Như Mộng mỉm cười tự giới thiệu, còn thân thiện vươn tay ra trước. Nhưng Trần Thanh Tuyết vừa nghe thấy mấy chữ vợ của Lý Trạch Vũ là cả người đã cứng còng lại, ngồi đơ ra trên ghế, cũng quên luôn chuyện bắt tay chào. Lại, cô Trần. Triệu Như Mộng cua tay trước mặt cô. À, lúc này, Trần Thanh Tuyết mới hoàn hồn, khẽ cau mày hỏi, cô vừa nói gì cơ? Cô là, vợ của Lý Trạch Vũ hả? Đúng vậy, Triệu Như Mộng khẽ gật đầu. Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp của Trần Thanh Tuyết bỗng cứng đờ, quý cô này, cô không đùa đấy chứ? Triệu Như Mộng bật cười thành tiếng, cô Trần cho rằng sẽ có người phụ nữ nào lấy chuyện này ra đùa hả? Không, nhất định là cô đang nói giỡn. Ánh mắt Trần Thanh Tuyết vẫn vững như núi Thái, cô chỉ tay vào mình, gằn từng chữ một, bởi vì tôi mới là vợ sắp cưới của Lý Trạch Vũ. Nghe vậy, Triệu Như Mộng chỉ cười không nói. Trần Thanh Tuyết cau mày, chợt cất cao giọng, cô cười gì đấy hả? Tuy cô có thể chấp nhận chuyện bên cạnh Lý Trạch Vũ vẫn còn những người phụ nữ khác, nhưng không đồng nghĩa với việc cô sẽ chịu ngồi yên khi có người chạy tới trước mặt công khai chủ quyền. Vợ là vợ sắp cưới là vợ sắp cưới, hai từ này có ý nghĩa thế nào hẳn không khó hiểu ha. Nụ cười trên môi Triệu Như Mộng vẫn rạng rỡ như trước. Cùng lúc đó, Diệp xinh đẹp tuyệt trần ơi, thêm lần nữa nhé. Lý Đại Đương gia đang đắm chìm trong hương tình không hề hay biết rằng một âm mưu cực lớn nhắm vào hắn sắp sửa triển khai. Khư Tiểu Thư, tên quả bom nguyên tử đầu tiên của Trung Quốc. Lý Trạch Vũ, anh tuổi Châu Hà, làm gì có ai làm hoài không ngừng nghỉ như anh chứ? Trong khách sạn cao cấp, điếu thuốc trong tay Lý Trạch Vũ đã tàn, nhưng Diệp Khuynh Thành nằm trên giường vẫn đang run rẩy liên hồi. Lý Trạch Vũ nhếch môi cười bảo, trên đời chỉ có trâu chết vì mệt, chứ làm gì có ruộng bị cày hư. Con trâu nhà anh đâu phải hạng tầm thường, mặc kệ, tóm lại là ruộng nhà em không chịu nổi sự tàn phá nặng nề này đâu. Diệp Khuynh Thành không kiềm được mà trợn mắt xem thường, dáng người. Đồng hồ cắt kết hợp với mái tóc đen dài dán vào mặt vì mướt mồ hôi kia thật sự. Bốn chữ vư vật thế gian cũng không đủ để lột tả được vẻ đẹp ấy. Hi hi, Lý Trạch Vũ híp mắt cười, sau đó cựa quậy nhích người lại gần Diệp Khuynh Thành thêm một chút, rồi. Hà! Hắn kề sát mũi vào cổ Diệp Khuynh Thành, hít một hơi thật sâu, nói, anh chỉ ôm một cái thôi, tuyệt đối không làm gì đâu. Đừng mà, Lý Trạch Vũ, anh tha cho em đi. Hay là anh đi tìm Trần Thanh Tuyết, hoặc em gái Trần Thanh Giao cũng được. Không thì tìm cả hai luôn cũng không sao, em tin chắc hai người họ rất sẵn lòng rộng tay chào đón anh đó. Diệp Khuynh Thành khép vội cặp đùi thon lại, tạo thành tư thế người lạ chớ vào, còn tiện tay kéo luôn tấm chăn dày qua, quấn mình thật chặt, không để lộ chút kẽ hở nào. Lý Trạch Vũ nhún vai, đang định mở miệng đùa vài câu. Gốc gốc, tiếng gõ cửa ba dài hai ngắn vang lên. Lý Trạch Vũ lập tức đoán ra được là ai tới, vội khoác áo choàng tắm lên người rồi ra mở cửa. Chơi đủ chưa? Ngân Hồ cười nhẹ. Lý Trạch Vũ lấm lét nhìn Diệp Khuynh Thành như chim sợ cành cong, vội vã bước ra ngoài, tiện thể khép chặt cửa lại, sau đó tức tốc vươn tay ôm cơ thể. Nóng bỏng của Ngân Hồ vào lòng, lắc đầu than, chị em mới có thể chịu nổi anh. Dừng, Ngân Hồ liếc hắn, tức giận nói, em không muốn nằm trên giường ba ngày ba đêm đâu. Không sao, Lý Trạch Vũ cười bỉ ổi, em có thể gọi Bạch Tuệ Tử tới hỗ trợ, anh không ngại đâu. Anh nghĩ đẹp quá, nói chuyện nghiêm túc nè. Ngân Hồ chừng hắn, sau đó thu giọng điệu đùa giỡn lại, chuyển chủ đề, Yoshikawa Tomiro xảy ra chuyện rồi, mới ban nãy luôn. Hả? Mặt mày Lý Trạch Vũ xa sầm. Nhờ có sự giúp đỡ của anh, Yoshikawa Tomiro đã thành công ngồi lên vị trí thủ tướng Nhật Bản, tuy chưa kịp củng cố quyền lực trong tay, nhưng cũng là người đứng đầu Nhật Bản kia mà. Ông ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ngân Hồ nghiêm nghị đáp. Lúc Yoshikawa Tomiro đang đi diễn thuyết tuyên truyền ở Kinh Châu đã bị người khác bắn trúng, hung thủ là một người mà Hiroi Miya từng nhận nuôi. Chắc không đơn giản như thế đâu nhỉ, Lý Trạch Vũ híp mắt. Yoshikawa Tomiro mới vừa leo lên vị trí thủ tướng, hẳn sẽ đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, nếu hung thủ có thể ra tay ám sát ông ta ở cự ly gần, chứng tỏ thực lực không phải hạng vừa.
quả không sai. Ngân Hồ gật đầu, đáp, hung thủ không chỉ là con nuôi của Hiroimiya, đồng thời còn có giao tình với thủ lĩnh Okura Mafai của Hội Sơn Hợp, thế nên em nghĩ rằng đằng sau chuyện này có bàn tay của Hội Sơn Hợp nhúng vào. Hội Sơn Hợp. Vừa nghe thấy ba từ này, Lý Trạch Vũ nhướng mày, con ả đó đúng là đang đùa với lửa đây mà. Phần lớn cao thủ hợp khí đạo đã bị Hội Sơn Hợp thu nhận, theo thông tin điều tra được, lý do họ đồng ý gia nhập Hội Sơn Hợp là bởi vì Okura Mafai hứa sẽ báo thù cho Kawasaki Ichiryun. Nói đến đây, trên mặt Ngân Hồ hiện rõ vẻ lo âu, cô lại nói thêm, ngoài ra, quân U Minh bên thế giới ngầm phương Tây vẫn chưa thể chiếm được lợi lộc gì từ tay Điện Long Thần. Lý Trạch Vũ híp mắt, lạnh lùng hỏi, là U Linh nhúng tay, hay là lão giả Lai Tạp Lang Vương kia? Hắn biết rất rõ thực lực của quân U Minh mạnh cỡ nào, hoàn toàn đủ năng lực quét sạch toàn bộ tổ chức ở thế giới ngầm chưa không đùa đâu. Vì vậy Điện Long Thần tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Trừ phi có thế lực khác nhúng tay, mà người vừa có năng lực lại có gan nhúng tay vào còn ai ngoài U Linh và Lang Vương trong tứ đế chứ? U Linh và Lang Vương bắt tay với nhau, phái không ít cường giả đi bảo vệ Điện Long Thần. Nói đoạn, Ngân Hồ đưa ra phỏng đoán, em cảm thấy khả năng cao là họ đang dè chừng anh. Long đế chết dưới tay quân đế, nếu Điện Long Thần cũng bị thế lực của quân đế tiêu diệt, há chẳng phải chứng tỏ rằng quân đế cũng có năng lực diệt trừ bọn họ. Thế nên U Linh và Lang Vương mới sợi. Ha ha ha, trong mắt Lý Trạch Vũ thoáng hiện sát ý, hắn cất giọng trầm khàn bảo, em liên lạc với nhóm sói đen, nói họ trước Tết theo anh tới Nhật Bản một chuyến, về phần hai tên bạo ngược tàn ác U Linh và Lang Vương, nếu họ đã tự đâm đầu vào chỗ chết, anh sẽ thành toàn cho họ. Nghe vậy, Ngân Hồ càng thêm sầu lo. Đằng sau Điện Long Thần có triều đình Hoa Kỳ làm chỗ dựa, Điện U Linh thì quan hệ mật thiết với nước Mỹ, về phần Lang Vương, nghe đồn ông ta là con riêng của một nhà chính khách lớn của nước Pháp. Hành động này của Lý Trạch Vũ chẳng khác nào đồng thời trở mặt với các siêu cường quốc khác. Thấy Ngân Hồ vẫn còn lo lắng, Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười nói, hay là em không tin tưởng anh? Làm gì có, Ngân Hồ gần như đáp lại ngay lập tức, Hồ bật thốt lên đáp lại. Quân đế bất bại là điều cô luôn tin tưởng, chẳng chút nghi ngờ. Chụt, Lý Trạch Vũ dịu dàng hôn lên trán Ngân Hồ, ung dung nói, không cần lo quá như vậy đâu, nước Hạ còn có Khưu Tiểu Thư mà. Quốc gia nào dám cả gan không biết sống chết, anh sẽ thuyết phục Long chủ gả Khưu Tiểu Thư qua đó. Nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, Ngân Hồ có cảm giác như nhìn thấy vị quân đế không chiến đã thắng của ngày xưa, khóe miệng không khỏi nhếch lên, tạo thành nụ cười mỉm. Đợi Ngân Hồ rời đi, Lý Trạch Vũ khép cửa phòng lại. Lúc hắn quay lại giường thì lại phát hiện Diệp Khuynh Thành đã chìm vào. Giấc ngủ sau, chắc là cô mệt lắm rồi. Lý Trạch Vũ cúi đầu, hôn nhẹ lên tai cô. Tha cho em, Diệp Khuynh Thành tức khắc bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Em ngủ thêm một lát đi, anh có chút chuyện cần xử lý. Trên mặt Lý Trạch Vũ hiện rõ vẻ đắc ý, vừa nói vừa bận rộn chỉnh trang lại bản thân. Anh có việc bận thì đi nhanh đi. Diệp Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, Lý Trạch Vũ bước xuống sảnh lầu 1, thấy đạo sĩ Vô Trần đang ngồi trên ghế sofa, miệng ngậm một cây xì gà, nuốt mây nhả khói. Nhìn thoáng qua chiếc Rolex Submariner Hau trên tay, đạo sĩ Vô Trần cười nói, sức chiến đấu của thằng nhãi nhà con cũng được đó nhỉ, rất có phong thái của vi sư năm đó đấy. Ấy, Lý Trạch Vũ lúng túng ngồi xuống một bên, nói lảng sang chuyện khác, vết thương trên người lão ma đầu sẽ không lành nhanh tới thế, trong thời gian tới hẳn là không lộ diện, nên đành làm phiền sư phụ một thời gian nữa vậy. Đạo sĩ Vô Trần rít một hơi, bĩu môi nói, thằng danh nhà con mà cũng biết khách khí nữa hả? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời lại mọc đằng Tây? Ha ha ha, Lý Trạch Vũ cười khan vài tiếng. Con có chuyện cần làm thì cứ đi đi, có vi sư ở đây, không ai có thể đụng tới dù chỉ là một sợi lông của vợ con đâu. Giọng đạo sĩ Vô Trần không lớn, lại tràn ngập tự tin. Lý Trạch Vũ gật đầu, muốn nói lại thôi. Bốp, đạo sĩ Vô Trần đánh hắn một cú thật mạnh, tức giận nói, ấp a ấp úng không giống tính cách của thằng nhãi nhà con chút nào, có gì nói nhanh. Lý Trạch Vũ đau đến nhe răng trợn mắt. Thật ra, có chuyện này con đã sớm muốn hỏi các vị sư phụ. Tại sao các vị không tự luyện thần công ngự long được thế? Về vấn đề này, Lý Trạch Vũ đã nghĩ cả trăm lần nhưng vẫn không tài nào lý giải nổi. Tuy ba người Ngọc Linh Lung đã đứng trên đỉnh võ đạo, có cầm kính viễn vọng cũng khó lòng tìm thấy đối thủ, nhưng thần công ngự long tính ra cũng là công pháp đứng đầu thiên hạ. Tại sao bọn họ không tự tu luyện, cần gì phải nhường lại cho hắn?
Con tưởng bọn ta không muốn hả? Trên mặt đạo sĩ Vô Trần hiện rõ vẻ buồn bực. Thần công Ngự Long là thần công chí dương, người luyện tập cần sở hữu cơ thể thuần dương, ngoài ra còn cần tới thiên phú võ đạo vượt xa người thường, bằng không có luyện cũng chẳng được gì. Tỷ như ba người bọn họ, dù thiên phú võ đạo cực cao, nhưng cơ thể lại không phải thuần dương, nên dù có hủy bỏ trăm năm công lực để tu luyện thần công Ngự Long lại từ đầu thì tới lúc chết cũng chẳng chạm nổi đến ngưỡng cửa đại viên mãn. Nếu vậy thì con chính là người được chọn trong truyền thuyết rồi còn gì. Lý Trạch Vũ được nước lấn tới, khoái chí cười. Hắn cảm thấy nếu ở trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh, chắc chắn bản thân sẽ là vai nam chính. Đạo sĩ Vô Trần bật cười, trong mắt lóe lên tia sáng, vậy thì sao chứ, chẳng phải con vẫn phải gọi lão đạo một tiếng sư phụ hả? Có thể thu một yêu nghiệt tâm cỡ như Lý Trạch Vũ làm đồ đệ đã đủ để ông cảm thấy bản thân nhặt được bảo vật rồi, thế nên dù không luyện được thần công Ngự Long cũng sẽ chẳng thấy tiếc nuối. Chân trời rộng lớn là tình yêu của tôi, tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang lên. Lý Trạch Vũ lấy điện thoại ra, phát hiện là Trần Thanh Tuyết gọi tới, bèn ấn nút nhận cuộc gọi. Anh đang ở đâu? Giọng Trần Thanh Tuyết có gì đó là lạ, hệt như sắp nghiến nát hai hàm răng vậy. Lý Trạch Vũ thoáng ngẩn người, ngạc nhiên hỏi, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì hả? Còn chuyện gì nữa, vợ, chính thức của anh tới kìa, anh mau quay về công y một chuyến đi. Nói xong, Trần Thanh Tuyết lập tức cúp máy. Vợ chính thức. Lý Trạch Vũ như nghĩ tới điều gì, mặt mày biến sắc, chưa kịp tạm biệt đạo sĩ Vô Trần đã vội xoay người rời đi. Khoảng mười mấy phút sau, chiếc Hongqi L5 hiên ngang dừng lại dưới tòa nhà công ty khoa học kỹ thuật Vân Dương. Cửa xe bật mở, Lý Trạch Vũ bước nhanh về phía thang máy, chẳng mấy chốc đã lên tới phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Lúc này, trong phòng, Trần Thanh Tuyết sụ mặt ngồi cạnh bàn làm việc, trông còn khó ở hơn cả lúc sâu dụng. Còn Triệu Như Mộng thì ngoan ngoã ấn ngồi trên sofa. Bày ra dáng vẻ yếu đuối động lòng người. Ông xã thấy Lý Trạch Vũ bước vào phòng, Triệu Như Mộng vui vẻ đứng dậy. Hừ, Trần Thanh Tuyết hừ mạnh một tiếng, móc mỉa, Lý đại quan nhân cũng có bản lĩnh quá hét. Em im lặng cho tôi, Lý Trạch Vũ quát lớn, sau đó quay sang nhìn Triệu Như, Mộng, chất vấn, sao cô lại tới đây? Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, chính miệng anh đã nói vậy mà. Triệu Như Mộng dịu dàng đáp. Chậc. Lý Trạch Vũ thấy nhức nhức cái đầu, vội kéo Triệu Như Mộng ra khỏi phòng làm việc. Trần Thanh Tuyết định đi theo, nhưng Lý Trạch Vũ lại dừng bước, xoay người cảnh cáo, em không được đi theo, ở yên chỗ này chờ tôi. Gạch, cửa phòng bị đóng lại. Lý Trạch Vũ kéo Triệu Như Mộng tới phòng làm việc của chủ tịch. Đây là địa bàn của hắn, nhưng lại là lần đầu tiên hắn đến đây. Ngồi, Lý Trạch Vũ nói như ra lệnh. Triệu Như Mộng ngoan ngoãn ngồi xuống. Trên mặt để lộ vẻ ngơ ngác, hệt như đứa nhỏ biết mình đã làm sai vậy. Thấy vậy, Lý Trạch Vũ bỗng chẳng nỡ trách mắng đối phương nữa, giọng cũng mềm xuống, không phải tôi đã nói với cô rồi sao, hôn lễ của hai ta chỉ là một vở kịch, không phải thật. Trước đó anh cũng đâu có nói với em chỉ là đóng kịch chứ. Triệu Như Mộng uất ức đáp lại. Lý Trạch Vũ cau mày, nói, tôi tưởng mẹ của cô đã nói cho cô biết rồi, tôi đâu có ngờ mẹ cô muốn hai chúng ta từ giả hóa thật đâu. Dù chỉ là đóng kịch, nhưng hai ta thật sự đã bái đường rồi mà. Dừng, Triệu Như Mộng còn tính nói thêm gì đó lại bị Lý Trạch Vũ ngắt lời, hắn nghiêm mặt, rồi bỗng nhiên vươn tay kéo cô đứng dậy khỏi ghế sofa, rồi đẩy ấn xuống bàn làm việc. Anh tính làm gì? Triệu Như Mộng có hơi hoảng. Lý Trạch Vũ nở nụ cười bị ổi, nếu cô đã quyết tâm muốn gả cho tôi tới vậy, chỉ bằng chúng ta hãy làm những chuyện mà đêm động phòng chưa làm đi. Xoạch, vừa nói. Hắn vừa nhanh tay cởi chiếc áo lông chồn màu đen của Triệu Như Mộng xuống. Đừng mà, mặt mày Triệu Như Mộng lập tức biến sắc, hốt hoảng đoạt áo khoác về, đồng thời lui về sau vài bước. Sao vậy? Nét cười trên mặt Lý Trạch Vũ càng thêm sâu đậm, chẳng phải cô luôn miệng bảo muốn làm vợ tôi còn gì, giờ hối hận rồi hả? Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ kiếp, bái đường luôn rồi, còn chuẩn bị gì nữa? Lý Trạch Vũ quát, mau tự cởi quần áo mình ra. Lăn qua đây lấy lòng ông xã coi. Nghe vậy, Triệu Như Mộng càng thêm hoảng, đừng làm ở chỗ này được không? Anh có thể theo em về nhà ở Tái Bắc, hoặc là... Về nhà anh cũng được. Không, ông xã thích làm ở đây cơ, lát xuống xe làm thêm chập nữa, hoặc là kiếm ruộng mô nào đó cũng được. Lý Trạch Vũ mở rộng hai tay, bước từng bước chậm chậm tiến về phía Triệu Như Mộng. Cảnh tượng này trông chẳng khác nào một tên lưu manh đang đùa giỡn con gái nhà lành. Không.
Cạch. Triệu Như Mộng vội vàng bỏ chạy mất dép. Hừ, dám đấu với ông đây hả, nhóc con vẫn còn non lắm. Trên mặt Lý Trạch Vũ để lộ vẻ đắc ý. Hửm. Lúc nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Triệu Như Mộng, trong một thoáng hắn bỗng có cảm giác người này có gì đó là lạ, nhưng lạ ở đâu thì lại không chỉ ra được. Mặt khác, tên này chẳng hành xử theo lẽ thường gì cả, mình phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn mới được. Triệu Như Mộng tiến vào thang máy, ôm ngực thở dốc, vẻ hoảng hốt dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt không cam tâm. Sau khi hít thở sâu vài lần, tâm trạng của cô dần bình ổn trở lại. Cùng lúc này, Lý Trạch Vũ trở về phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Vợ chính thức đi rồi hả? Anh quay về tìm con giáp thứ 13 này làm gì, chưa biết chừng lát nữa cô ta sẽ quay ngựa trở về đấy. Trần Thanh Tuyết vẫn mặt cau mày có, chẳng thèm cho Lý Trạch Vũ chút hòa nhã nào. Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc, bình tĩnh đáp, giữa anh và cô ta không có quan hệ gì cả, em đừng hiểu lầm. Lý Trạch Vũ Trần Thanh Tuyết tức giận chất vấn, người ta đã tìm đến tận chỗ em rồi, sao anh hèn nhát vậy, dám làm mà không dám nhận. Mẹ kiếp, anh không làm gì cả, nhận cái quỷ gì chứ? Em nghe anh giải thích đi được không? Em không nghe, em không nghe, em không nghe trai đều nói chuyện đâu. Lý Trạch Vũ vừa mở miệng, Trần Thanh Tuyết đã vội bịt chặt hai tai, làm mình làm mẩy nói. Không nghe thì thôi, dứt lời, Lý Trạch Vũ xoay người tính đi. Anh đứng lại đó cho em. Trần Thanh Tuyết hoảng loạn hét lên. Lý Trạch Vũ đang đưa lưng về phía cô khẽ nhếch mép, lòng nghĩ thầm, ông đây còn không trị được em à. Chỉ trong một giây, suy nghĩ trong đầu hắn đã thay đổi xoành xoạch, tới lúc xoay người lại, hắn cố tình sụ mặt, chuyện gì, chẳng phải em không muốn nghe anh giải thích sao. Bây giờ em muốn nghe rồi, anh bắt đầu ngụy biện đi. Trần Thanh Tuyết khoanh hai tay trước ngực, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Ôi chao! Sao Lý đại đương gia có thể chấp nhận để phụ nữ ngồi mình chứ, thế là xông thẳng tới, ấn người ta xuống bàn làm việc. Anh tính làm gì? Ha ha, anh đói R xuống. Lý Trạch Vũ bật cười, sau đó thuần thục cởi đồ của cô. Nè, đừng làm ở đây chứ, lỡ có người tiến vào thì phải làm sao? Trần Thanh Tuyết còn chưa nói hết câu thì đã bị chặn miệng. Sau một đêm thăng hoa, khi Trần Thanh Tuyết tỉnh dậy từ cơn mê, Lý đại đương gia đã mặc quần bỏ chạy lấy người từ lâu. Đúng là thằng nhóc đáng chết, Trần Thanh Tuyết đấm đôi tay trắng như tuyết xuống tấm đệm. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ đã rời khỏi sân bay Hoàng Thành. Đêm 30, đây là ngày quan trọng nhất trong năm ở nước Hạ. Dù trước đó Lý Trạch Vũ có lang thang mỗi ngày một nơi chăng nữa, nhưng đến ngày này hắn vẫn phải về nhà, nếu không Lý Định Quốc sẽ lấy thắt lưng ra thật đánh chết hắn. 3 năm không ăn Tết ở nhà. Giờ trong lòng Lý Trạch Vũ có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lý Viễn Sơn cũng lớn tuổi rồi, không biết hắn còn bao nhiêu năm bên cạnh ông cố của mình nữa. Tóm lại được đến đâu hay đến đấy. Lý Trạch Vũ về đến nhà, dường như Lý Viễn Sơn đã chờ hắn từ lâu. Cháu về nhà mình à? Nếu không thì về mấy mình ạ? Lý Trạch Vũ hỏi lại với vẻ khó hiểu. Lý Viễn Sơn liếc hẳn một cái, tỏ vẻ khinh thường, đồ vô dụng. Lý Trạch Vũ không đưa được con gái nhà họ Trần về, cũng không đưa nổi con gái nhà họ Diệp về, cháu thử nói xem cháu còn có ích lợi gì không. Lý Viễn Sơn càng nói càng giận. Lý Trạch Vũ vốn định tâm sự với ông cố một số chuyện, nhưng riêng chủ đề này thì có lẽ không thể nói chuyện tiếp được nữa rồi. Chạy thôi. Lý Trạch Vũ vừa mới đi, Lý Định Quốc mới từ Bắc Cương về lại xuất hiện sau lưng hắn. Lý Định Quốc vừa vào đến cửa đã thấy người cha già của mình sụ mặt lầm lì, ông ấy mở miệng hỏi, cha. Nhìn cha không được vui lắm, ai chọc giận cha vậy? Am! Còn ai dám chọc cha được chứ? Ngoài đứa cháu trai bảo bối của con. Thằng nhóc thối tha, con làm gì hả? Không phải lại đi gây chuyện thị phi bên ngoài đấy chứ? Chắc không phải rồi, Lý Định Quốc nỉ non. Cháu trai đã cải tà quy chính từ lâu, ông ấy rất có lòng tin vào điều này. Năm nay vẫn chỉ có ba chúng ta ăn Tết với nhau thôi. Lý Viễn Sơn tức tối nhắc nhở ông ấy một câu. Lý Định Quốc như bừng tỉnh, ông ấy nói, cái thứ vô dụng này, còn phải dạy dỗ lại nó thôi. Nên dạy dỗ lại, lần này Lý Viễn Sơn không những không can ngăn mà còn tán thành. Bấy giờ Lý đại đương gia vừa ngồi xuống sofa, bật phim truyền hình lên xem đã thấy Lý Định Quốc cầm dây thắt lưng đi vào với nét mặt u ám. Mẹ nó! Lão Lý, ông tính làm gì vậy? Lý Trạch Vũ sợ tới mức nhảy lên sofa. Lý Định Quốc không đấu võ ngay. Thay vào đó ông ấy mở miệng chất vấn,
từ giờ đến bữa cơm tất niên chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa thôi, ông đây không cần biết cháu đi bắt cóc hay cướp người, nếu không đưa được đứa con gái nào về đây, ông đảm bảo mông cháu sẽ nở hoai. Cái, con mẹ nó chứ. Cơ thể Lý Trạch Vũ tê dần. Còn đứng thất thần ra đó làm gì hả? Đi mau, Lý Định Quốc lạnh giọng quát. Một tiếng vèo vang lên, dường như Lý Trạch Vũ đã dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy, hắn chỉ sợ tối nay mình sẽ phải hát bài hoa cúc tàn. Bíp bíp, Lý Trạch Vũ vừa ra khỏi nhà, tiếng còi inh ỏi vang lên. Lý Trạch Vũ xoay người nhìn lại, một chiếc xe Việt dã quân dụng dừng sau lưng hắn. Ồ, cô Diệp xinh đẹp đi đâu vậy? Không phải là cố tình tới tìm tôi đấy chứ? Mẹ, Diệp Khinh Nhu ngồi trên ghế lái cất giọng nói, mấy hôm trước có người họ hàng gửi cho cha tôi ít trà Long Tĩnh Giang Nam, ông ấy bảo tôi cầm đến cho ông cụ nhà cậu. Ông cụ nhà tôi thích nhất là uống trà, ông cụ Diệp nhà cô đúng là hiểu ông ấy thật. Lý Trạch Vũ xoa lòng bàn tay vào nhau, sau đó nói với giọng khách sáo, đi đi đi, mời vào trong. Diệp Khinh Nhu bước xuống xe, cô ấy nói với giọng hiếu kỳ, không phải anh định ra ngoài à? Lý Trạch Vũ cầm lá trà trên tay đối phương, cười gượng, ra ngoài đâu chứ, tôi chỉ ra ngoài để đi dạo khoe chim thôi. Khoe chim, vậy chim của anh đâu? Diệp Khinh Nhu thốt lên. Lý Trạch Vũ nở nụ cười xấu xa, tôi mang theo bên mình, nếu cô muốn xem thì tìm một nơi không người, ví dụ như phòng tôi. Đồ lưu manh, Diệp Khinh Nhu trừng mắt lườm hắn, bước nhanh vào trong nhà. Thấy bóng lưng thướt tha của cô ấy, Lý Trạch Vũ lại nở nụ cười. Đang ngủ gà ngủ gật lại có người kê gối lên đầu cho, xem ra có thể báo cáo kết quả công việc được rồi. Nhưng đúng lúc này, lại có thêm một chiếc Toyota Land Cruiser dừng lại. Lý Trạch Vũ xoay người nhìn, bỏ mẹ rồi, là Triệu Như Mộng. Triệu Như Mộng bước xuống xe, nhìn thấy Lý Trạch Vũ cô ta vui mừng khôn xiết, nói, anh ở nhà à? Vừa đúng lúc. Đúng lúc gì, Lý Trạch Vũ sụ mặt xuống, hắn nói với giọng bực tức. Tôi nhận ra cô đúng là một người phụ nữ cố chấp bướng bỉnh. Mẹ nó chứ, tôi đã nói rõ ràng hết rồi, cô còn muốn gì nữa? Em đã nghĩ kỹ rồi. Trên nét mặt lạnh băng của Triệu Như Mộng xuất hiện sự căng thẳng, anh là chồng em, hầu hạ anh là nghĩa vụ của em, vậy nên em đã quay về. Thật không, Lý Trạch Vũ nhìn Triệu Như Mộng một lượt từ trên xuống dưới, tự dưng hắn lại mang tâm thế đứng núi này trông núi nọ. Người phụ nữ này không xinh đẹp bằng Diệp Khuynh Thành. Dáng người kém Trần Thanh Tuyết, nhưng từ cô ta có thứ khí chất riêng biệt. Giống như một đóa hoa mai kiêu ngạo, khiến người ta có ham muốn chinh phục. Triệu Như Mộng ngại ngùng gật đầu. Khoảnh khắc Triệu Như Mộng cúi đầu xuống, vẻ giảo hoạt thoáng vụt qua mắt cô ta. Mẹ nó, tôi phục thật sự. Lý Trạch Vũ cũng lười để ý tới người phụ nữ này, hắn cầm lá trà rồi xoay người rời đi. Mà Triệu Như Mộng đâu đồ mà bỏ đi lúc này, cô ta tung tăng đi phía sau Lý Trạch Vũ. Trong sảnh chính, Lý Viễn Sơn và Lý Định Quốc vui sướng cười to. Diệp Khinh Nhu ngồi phía chính diện cũng nở nụ cười tươi rói, trông cô ấy có phần ngượng ngùng. Có thể thấy ba người họ nói chuyện rất vui vẻ. Lát sau, Lý Trạch Vũ và Triệu Như Mộng đi tới, họ còn chưa kịp tới để giới thiệu thì. Cậu chủ, ông quản gia vội vã chạy vào. Lý Trạch Vũ hoài nghỉ, có chuyện gì vậy? Bên ngoài có một lão hòa thượng, một Nico và một cô gái trẻ tuổi. Bọn họ muốn tìm cậu. Lão hòa thượng và Nico ư? Dường như Lý Trạch Vũ đã đoán được là người phương nào, hắn nói, mau mời vào đi. Không cần mời, vi sư tự vào được. Giọng của hòa thượng nhất trinh vang. Lên, lộc cộc. Phía sau họ là một đám hộ vệ của nhà họ Lý, trông như sắp xông pha chiến trường vậy. Quản gia còn chưa kịp chạy vào thông báo, hòa thượng nhất trinh đã xông thẳng vào. Với khả năng của ông, làm sao đám hộ vệ đó có thể ngăn cản được? Mấy người lui xuống hết đi. Lý Trạch Vũ phất tay với đám hộ vệ, sau đó dặn dò ông quản gia, mau ra mời sư thái và cô gái bên ngoài vào đây. Dạ được, ông quản gia chậm rãi rời đi. Mấy người Lý Viễn Sơn cùng đổ dồn sự chú ý về phía hòa thượng nhất trinh. Nhóc con, vị đại sư này là ai? Sư phụ cháu. Sư phụ. Lý Viễn Sơn và Lý Định Quốc nhìn nhau. Cả hai lập tức đứng dậy khỏi ghế ngồi. Mời đại sư ngồi mô người đâu, đem trà lên. Có thể nói ngay cả Long chủ Tô Cẩn Hoa đích thân đến cũng không thể khiến hai người họ khách sáo như vậy. Hòa thượng Nhất Trinh cũng không ra vẻ gì, ông cười rồi ngồi xuống. Sư phụ Nhất Trinh, sao người lại tới đây? Lý Trạch Vũ tò mò hỏi. Khụ khụ. Hòa thượng Nhất Trinh hăng giọng nói,
thời còn trẻ vi sư mắc nợ Quyên Nhi nên muộn nhân cơ hội này đưa bà ấy đi du lịch giải sầu, bù đắp cho bà ấy. Nói là vậy, nhưng thực tế thì không. Lão hòa thượng ngây người trong núi xuống mấy ngày, ông thật sự không chịu nổi nữa rồi, nhưng tiếc là ông đã đồng ý với Lý Trạch Vũ rằng sẽ bảo vệ an oàn cho Tề Tiên Nhi. Và kết quả là ông đã dùng cớ này để dẫn một già một trẻ xuống núi. Vừa hay hôm nay là Tết, sư phụ với sư thái ở lại nhà con dùng bữa cơm tất niên, ngày mai đi cũng không muộn. Trong lúc nói chuyện, Lý Trạch Vũ còn cố tình ghé sát tai hòa thượng Nhất Trinh thì thầm, ông cố nhà con siêu tầm được rất nhiều rượu ngon, người có lộc ăn đấy. Nếu là ngày thường, nghe thấy hai chữ rượu ngon, chắc chắn hai mắt hòa thượng Nhất Trinh sẽ sáng bừng, nhưng giờ phút này ông lại tỏ ra thờ ơ. Bởi vì ông đang dán mắt vào Triệu Như Mộng. Mọi người cùng nhìn theo ánh mắt của hòa thượng Nhất Trinh, thi nhau nhìn về phía Triệu Như Mộng. Lý Viễn Sơn lên tiếng đầu tiên, cô gái này là ai vậy? Ông cụ Lý, cháu là vợ của Lý Trạch Vĩ. Hiệu Như Mộng khế mỉm cười với mọi người, mở miệng đáp lại với thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vợ, mọi người trừng mắt. Trong đó, Diệp Khinh Nhu vừa kinh ngạc vừa hãi hùng, ánh mắt cô ấy như muốn nói không thể tin nổi. Chỉ có Lý Trạch Vũ là giật giật khóe miệng, tỏ vẻ sống còn không gì luyến tiếc. Hắn phục người phụ nữ này thật rồi. Thằng nhóc thối, chuyện quái gì thế hả? Lý Định Quốc hoàn hồn, nhìn cháu trai với ánh mắt kinh ngạc. Cô ấy nói thế nào thì cứ coi là thế nấy đi. Đầu Lý Trạch Vũ tê dần rồi, ngay cả giải thích thôi hắn cũng lười. Nhưng Triệu Như Mộng lại chủ động giới thiệu, cháu và anh ấy đã bái đường từ mấy ngày trước rồi. Chỉ là diễn kịch thôi. Hơn nữa bọn cháu cũng chưa động phòng. Lý Trạch Vũ cảm thấy mình vẫn nên bổ sung thêm, hắn muốn giấy giụa. Mọi người thật sự mờ mịt trước cuộc đối thoại của hai người. A-di-đà Phật, hòa thượng Nhất Trinh niệm Phật, ông ngắt lời với thái độ nghiêm nghị, cho hỏi cô đây là người phương nào. Triệu Như Mộng khẽ cười, đáp, dạ thưa đại sư, nhà chúng tôi sống trên thảo nguyên Tái Bắc suốt bao đời nay. Tái Bắc ư? Hòa thượng Nhất Trinh hơi ngạc nhiên. Ông lại hỏi tiếp, cho hỏi. Có phải cô đây họ Độc cô không? Cô ấy họ Triệu, tên Triệu Như Mộng. Lý Trạch Vũ trả lời thay cô ta, sau đó cúi đầu nói nhỏ bên tai hòa thượng Nhất Trinh, sư phụ, sao tự dưng người lại? Hỏi vậy. Không có gì, chỉ là vi sư nhìn thấy bóng dáng của một vị cố nhân trên người cô gái này. Hòa thượng Nhất Trinh cau mày lại. Lý Trạch Vũ có thể nhìn ra được rằng ông chỉ đang trả lời cho có lệ, vì thế hắn cũng không truy hỏi không dứt nữa. Đại sư, Triển Chiêu, Tề Tiên Nhi và sư thái Diệt Tình đi vào. Lý Trạch Vũ nhiệt tình hô, sư thái, cô Tê, mời ngồi. Anh cũng ở nhà à? Khuôn mặt nhỏ của Tề Tiên Nhi ửng đỏ. Lý Trạch Vũ cười đáp, hôm nay là Tết mà, là ngày mà các thành viên trong nhà quây quần bên nhau. Mấy người họ nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc trời dần chuyển màu tối. Dưới lời đề nghị của Lý Định Quốc, cả nhóm người chuẩn bị ăn cơm tất niên. Ông cụ Lý, chú Lý, cháu về trước, hôm khác cháu lại qua chơi. Diệp Khinh Nhu đứng dậy chuẩn bị ra về, nhưng ánh mắt cô ấy lại có chút do dự, giống như cũng muốn ở lại đây. Lý Viễn Sơn thầm liếc mắt ra hiệu cho Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ hiểu ý, mở miệng mời, cô Diệp xinh đẹp, ở lại ăn cơm chung với chúng tôi đi. Được, vậy tôi không khách sáo. Vốn tưởng rằng Diệp Khinh Nhu sẽ khéo léo từ chối, nhưng không ngờ cô ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy. Chẳng mấy chốc, một bàn cơm tất niên với những món ăn thịnh soạn được bày ra. Dưới sự dẫn dắt của Lý Viễn Sơn, mọi người cùng ngồi vào bàn. Chồng à, anh nên uống nhiều canh bò này vào. Triệu Như Mộng chu đáo múc canh cho Lý Trạch Vũ. Vẻ mặt của Tề Tiên Nhi và Diệp Khinh Nhu cùng tối sầm lại. Tôi tự làm được, cô ăn đi. Lý Trạch Vũ vội vàng từ chối. Cô gái này cũng không tồi. Có sự giản dị chất phác của người dân nơi thảo nguyên mà cũng không mất vẻ hào phóng sang trọng của người Hán. Lý Viễn Sơn rất hài lòng về Triệu Như Mộng. Lý Định Quốc cũng rất tán đồng, cha, vậy là nhà giả kim năm xưa tính cũng chuẩn nha, thằng nhóc thối này đúng là số đào hoa. Hai cha con châu đầu ghé tai thì thầm, ở một diễn biến khác. Hòa thượng Nhất Trinh nhiệt tình rót rượu gắp đồ ăn cho sư thái Diệt Tình, nhưng ánh mắt vẫn luôn vô tình hoặc cố ý liếc nhìn Triệu Như Mộng. Lão già này, ông nhìn chằm chằm con gái người ta làm gì vậy? Sư thái Diệt Tình tò mò hỏi. Hòa thượng Nhất Trinh lên tiếng nhắc nhở, Quyên Nhi, bà thử nhìn kỹ khuôn mặt cô gái này đi, có phải cô ấy rất giống một người không? Hả? Sư thái Diệt Tình cau mày, bắt đầu đánh giá Triệu Như Mộng trong âm thầm. Sao hả?
Hòa thượng Nhất Trinh quan tâm hỏi. Sư Thái Diệt Tình cau mày thật chặt, dường như trong ánh mắt thoáng qua sự kinh hãi không thể che giấu, ông không nói tôi cũng không nhìn ra, đúng là quá giống. Chỉ là, không phải ác ma năm đó không có con cháu đời sau hay sao? Chắc hai người họ không có quan hệ gì đâu. Cái này chưa thể chắc được. Hòa thượng Nhất Trinh hạ thấp giọng nói, giống như hai chúng ta, nếu chúng ta không nói thì trong giang hồ có ai biết về quan hệ giữa chúng ta đâu. Nghe tới đây, Sư Thái Diệt Tình trừng mắt lườm ông một cái, nhưng sau lại trịnh trọng giải thích, vậy để Trạch Vũ điều tra thử đi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hòa thượng Nhất Trinh gật đầu tán đồng. Ông cụ Lý, cháu kính ông một ly. Chú Lý, cháu cũng kính chú một ly. Diệp Khinh Nhu và hai cha con Lý Viễn Sơn cùng trao nhau chén rượu, phong thái của một quân anh hùng được thể hiện trọn vẹn trên bàn tiệc. Sau khi uống ba lần rượu, Lý Viễn Sơn cảm khái, ông Diệp thật tốt số, có được đứa cháu gái tốt bụng thế này. Trong lúc nói chuyện, ông ấy còn cố tình liếc Lý Trạch Vũ, nói với hàm ý sâu xa, cô gái tốt thế này, không biết sau này thằng nhóc thối nào có số hưởng đây. Mặt Diệp Khinh Nhu vốn đã đỏ sẵn do men say, nghe thấy câu này cô ấy lại càng xấu hổ hơn, mặt đỏ bừng, ông cụ Lý đừng trêu cháu. Lý Viễn Sơn vẫn đang định nói gì đó, bấy giờ Lý Định Quốc lại lén đá vào chân ông ấy dưới gầm bàn, lúc ấy Lý Viễn Sơn mới dần tỉnh táo lại. Trên bàn ăn này không chỉ có một cô nhóc nhà họ Diệp, họ phải quan tâm cả cảm nhận của những người khác nữa. Nào nào nào, chúng ta cùng nâng chén chúc mừng. Lý Định Quốc giơ chén rượu mong chữa cháy bầu không khí. Nào, cụng ly, chúc mừng năm mới. Bữa cơm tất niên năm nay thật náo nhiệt, bầu không khí cũng rất sôi động. Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, nhả khói. Hút ít thuốc thôi, hút thuốc hại sức khỏe. Triệu Như Mộng đứng bên cạnh khuyên nhủ, anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chúng ta sau này chứ. Khụ khụ khu, Lý Trạch Vũ bị sặc. Triệu Như Mộng cẩn thận vỗ lưng hắn, thể hiện đúng dáng vẻ của một người vợ hiền mẫu mực. Tê Tiên Nhi đứng một chỗ chứng kiến cảnh tượng vừa rồi chỉ biết nghiến chặt răng hàm, trừng mắt liếc Lý Trạch Vũ một cái. Vất vả lắm bữa tiệc mới kết thúc, Lý Trạch Vũ là người rời đi đầu tiên, hắn cũng không thèm ngoái lại nhìn lấy một cái. Nhưng Triệu Như Mộng lại tung ta tung tăng theo hắn ra đây. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Giọng Lý Trạch Vũ có vẻ không vui. Triệu Như Mộng rụt rè, em không muốn gì cả, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Dáng vẻ mềm yếu đáng yêu của cô ta khiến Lý Trạch Vũ không thể tức giận nổi nữa. Có phải vì anh nghĩ chúng ta vẫn chưa động phòng nên không chịu thừa nhận em là vợ đúng không? Nếu đã vậy thì, giờ chúng ta động phòng đi. Dường như Triệu Như Mộng đã lấy hết can đảm, tỏ vẻ em không nói giỡn. Nếu đổi lại là một người đàn ông bình thường khác, khi nghe được lời này chắc sẽ mừng như điên. Dù sao thì vẫn có câu chết dưới hoa mẫu đơn có thành quỷ cũng vẫn sướng mài. Nếu để mà nói thì Triệu Như Mộng muốn đẹp có đẹp, muốn dáng người chuẩn có dáng người chuẩn, đàn ông thích cô ta xếp hàng dài từ hoàng thành đến nước lãng mạn. Đối mặt với người phụ nữ cố chấp bướng bỉnh như vậy, Lý Đại Đương ra lùi về sau mấy bước, nói, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Không phải ban ngày anh còn muốn. Tôi làm bộ, Lý Trạch Vũ ngắt lời cô ta, cô nghe xem như này được không, trước khi chúng ta động phòng thì đừng nhắc gì tới quan hệ vợ chồng, ok. Triệu Như Mộng hỏi. Vậy khi nào chúng ta động phòng? Cái này. Lần đầu tiên Lý Đại Đương ra cảm thấy lên giường với phụ nữ là một chuyện đau đầu. Đối mặt Triệu Như Mộng từng bước ép sát, Lý Trạch Vũ thật sự có hơi không chịu đựng nổi. Em cho anh thời gian chuẩn bị tâm lý, một tiếng thế nào? Đừng con mẹ nó nói đùa nữa, một tiếng sao đủ? Ít nhất một năm. Một năm, Triệu Như Mộng nhíu mày, lắc đầu nói, một năm quá lâu, nửa tháng thế nào? Tôi không phải đang cò kè mặc cả với cô, ít nhất nửa năm vẻ mặt Lý Trạch Vũ thành thật đáp lại. Thời gian nửa năm đủ để hắn hoàn toàn tổn thương trái tim một người phụ nữ, cho dù Triệu Như Mộng bây giờ đến chết không đổi với hắn, đến lúc đó cũng sẽ không có thiện cảm nào với hắn nữa. Đừng trách Lý Đại Đương ra nhẫn tâm, đối mặt người phụ nữ toàn cơ bắp. Này hắn cũng chỉ có thể chọn cách cực đoan nhất. Dù sao dưa hái xanh có thể giải khát nhưng không ngọt. Một tháng được chứ? Bỗng nhiên Triệu Như Mộng rơi nước mắt đầm đìa, dáng vẻ cầu xin. Cái này, Lý Trạch Vũ cắn răng nói, một tháng thì một tháng, đến lúc đó tôi chắc chắn lấy cô đừng hối hận là được. Triệu Như Mộng vui vẻ ra mặt nói, em tuyệt đối sẽ không hát. Lý Trạch Vũ nhìn đồng hồ nói, trời tối rồi, không bằng đêm nay cô ở nhà tôi một đêm đi, ngày mai lại sớm về Thái Bắc.
Triệu Như Mộng lắc đầu nói, không được, bây giờ anh đã không muốn động phòng, vậy em sẽ trở về chỗ mẹ em ăn Tết. Vậy tôi sai người tiễn cô. Được, sau mười mấy phút, một chiếc máy bay trực thăng đậu ở nhà họ Lý. Lý Trạch Vũ tự mình mở cửa cabin ra cho Triệu Như Mộng. Anh bế em lên. Được được được, Lý Trạch Vũ muốn nhanh chóng tiễn người phụ nữ dính người này đi, hai tay bé công chúa Triệu Như Mộng lên máy bay. Dầm, cửa cabin đóng lại. Triệu Như Mộng từ trên cao nhìn xuống phất tay. Lý Trạch Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, bái bêu. Nói xong dẫn đầu rời đi trước, máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh. Nhìn bóng lưng Lý Trạch Vũ bên dưới, nụ cười trên mặt Triệu Như Mộng nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Bên kia, Lý Trạch Vũ ngồi trong sân hút thuốc. Vợ cậu đâu? Giọng nói của Diệp Khinh Nhu yên lặng vang lên từ phía sau. Lý Trạch Vũ quay đầu, chỉ đầu mình n vấn đề, cô đừng cho là thật. Chỗ này của người phụ nữ kia có. Tôi không nhìn thấy. Diệp Khinh Nhu che miệng cười, dáng vẻ người ta xinh đẹp như vậy, tính cách lại dịu dàng, ngay cả thời gian ăn Tết quan trọng như vậy cũng ở cùng anh, đủ để chứng minh người ta thích anh bao nhiêu. Thật sao? Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, người đẹp họ Diệp không phải cũng bầu bạn với tôi à, cô có phải cũng thích bản thiếu gia không? Có lẽ là vì uống rượu, lúc này Diệp Khinh Nhu có hơi xúc động hơn bình thường, cô ấy nghiêm túc nói, nếu như tôi thích cậu thật thì sao? Ách, Lý Trạch Vũ vốn định trêu chọc vài câu, không ngờ đối phương sẽ trả lời như vậy, trong lúc nhất thời cổ họng giống như bị nghẹn, không nói được chữ nào. Ha ha ha, Diệp Khinh Nhu cười vang, tôi đùa anh đó, xem anh sợ kìa. Đúng là làm tôi giật cả mình, Lý Trạch Vũ tỏ ra tiểu sinh hơi sợ hãi. Hắn đương nhiên cảm nhận được tình cảm của Diệp Khinh Nhu với hắn, nhưng người phụ nữ này và Diệp Khuynh Thành cách nhau một thế hệ. Cháu gái và cô út ở cùng nhau hình như không ổn lắm, cho nên hắn mới chọn giả ngốc. Tôi về trước đây, Diệp Khinh Nhu đứng dậy cáo từ. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu, tôi tiễn cô. Được, Diệp Khinh Nhu không từ chối. Hai người sóng vai đi ra ngoài phủ, cả đoạn đường không nói gì. Diệp Khinh Nhu uống rượu không thể lái xe, lão quản gia sắp xếp một gã hộ vệ đảm nhiệm lái xe cho cô ấy. Bang, cửa xe mở ra, Diệp Khinh Nhu không vội lên xe mà quay đầu nhìn về phía Lý Trạch Vũ, có thể cho tôi một cái ôm không? Ồ cái này, thấy dáng vẻ hắn do dự, bỗng nhiên Diệp Khinh Nhu nhăn mặt, khó xử thì. Thôi, sao có thể, Lý Trạch Vũ cười khan nói lòng, tôi nào sẽ không bằng lòng. Lột người đẹp như cô cũng bằng. Tới đi, Diệp Khinh Nhu chủ động giang hai tay ra, Lý Trạch Vũ cũng không nhăn nhó nữa mà rất hào phóng ôm đối phương. Mùi thơm cơ thể nhàn nhạt xộc vào mũi, Lý Trạch Vũ có thể cảm giác được nhịp tim hai người bỗng nhiên tăng tốc. Ôm chặt tí, Diệp Khinh Nhu sợ hãi nói. Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười, khẽ ôm mạnh hơn. Diệp Khinh Nhu cười, dáng vẻ say mê, chỉ là Lý Trạch Vũ đều không nhìn thấy. Hai người ôm nhau mấy phút, lúc này Diệp Khinh Nhu mới luyến tiếc buông tay. Lý Trạch Vũ hơi lúng túng sờ mũi. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho Khuynh Thành rằng cậu có vợ ở bên ngoài. Có lẽ vì để xua tan vẻ xấu hổ, trước khi đi Diệp Khinh Nhu đã để lại một câu nói như vậy. Lý Trạch Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Một lát sau, lúc Lý Trạch Vũ về đến nhà, Tề Tiên Nhi một mình ngăn cản đường đi của hắn, giống như đã chờ khá lâu. Ai ra, phụ nữ thật đáng sợ. Trong lòng nặng nề thở dài, Lý Trạch Vũ kiên trì nghênh đón. Sao cô Tê không uống trà trong phòng? Đại sư Nhất Trinh bảo tôi tới tìm anh. Tề Tiên Nhi lạnh như băng nói. Ồ, sư phụ Nhất Trinh tìm tôi làm gì? Ông ấy ở đâu? Ông ấy và sư phụ tôi ở sân bên kia. Tề Tiên Nhi chỉ đình viện cách đó không xa. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu, vậy bây giờ tôi đi tìm ông ấy. Nói xong muốn rời khỏi, nhưng lại bị Tề Tiên Nhi bước lên ngăn lại đường đi. Cô Tề còn có việc. Lý Trạch Vũ khẽ nhíu mày. Tề Tiên Nhi hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên hỏi, Lý Trạch Vũ, rốt cuộc anh? Có suy nghĩ gì về tôi? Đờ, Lý Trạch Vũ gãi đầu, cố ý giả ngốc, cô Tề có ý gì? Hừ, Tề Tiên Nhi hừ một tiếng, bất mãn nói, anh đừng giả vờ với tôi, anh biết tôi đang hỏi cái gì? Tôi thật sự không biết, Lý Trạch Vũ tiếp tục giả ngu. Anh, Tề Tiên Nhi giống như có hơi tức giận nói, tôi hỏi anh, rốt cuộc có thích tôi không? Sau khi hỏi xong cả người giống như quả cầu ra xì hơi, cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt đối phương. Cô Tề xinh đẹp như vậy, thích thì thích đó, chính là. Chính là cái gì? Tề Tiên Nhi ép hỏi.
Ánh mắt Lý Trạch Vũ bỗng nhiên trở nên sâu xa, trầm giọng nói, đáng tiếc tôi là một lãng tử, không thể cho cô một mái nhà hạnh phúc yên ổn, cho nên tôi thật sự không dám trêu chọc cô. Anh đang lừa tôi, Tê Tiên Nhi gần như lớn tiếng phủ nhận. Lòng son hướng trăng sáng, trăng lại chiếu kênh mương. Ánh mắt Lý Trạch Vũ mê ly nói, nếu cô Tê đã không tin, vậy tôi cũng hết cách. Bây giờ tôi muốn anh trực tiếp trả lời tôi, rốt cuộc anh. Nói đến đây, Tê Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Trạch Vũ, có thích tôi không? Lý Đại Đương ra muốn tránh né ánh mắt đối phương, nhưng ánh mắt hình như bị một vật thể bất minh nào đó níu giữ lại, khiến hắn khó khăn quay đầu. Trả lời tôi. Tê Tiên Nhi truy hỏi. Tôi. Lý Trạch Vũ tôi nhiều lần cũng không đưa ra đáp án được. Ngay lúc hắn gặp khó khăn thì có một giọng nói vang lên giải cứu hắn. Thằng nhóc thối, vi sư tìm con nửa ngày cũng không tới, muốn ăn đòn phải không? Sao sư phụ Nhất Trinh đến đây, con còn tính tới gặp ngài đó? Nhìn thấy hòa thượng Nhất Trinh xuất hiện, Lý Trạch Vũ giống như nhìn thấy cứu tỉnh. Tê Tiên Nhi cũng không mạnh mẽ như vậy nữa, trên mặt nở nụ cười. Hòa thượng Nhất Trinh nói với Tê Tiên Nhi, cô nhóc, Quyên Nhi gọi con đi qua một chuyến. À được, Tê Tiên Nhi liếc nhìn Lý Trạch Vũ một cách ẩn ý, lúc này mới đi về phía sân bên cạnh. Chà chà, hòa thượng Nhất Trinh liếc nhìn Lý Trạch Vũ từ trên xuống dưới, nhếch miệng nói, lão đạo vô trần nói thằng nhóc con có số đào hoa, lúc trước. Lão nạp còn xem thường, bây giờ xem ra mũi trâu kia quả thật có chút vốn liếng. Lý Trạch Vũ liếc xéo ông ấy một cái, tức giận nói, con đủ đau đầu rồi, ngài đừng cười trên nỗi đau của người khác được không? A-di-đà Phật, hòa thượng Nhất Trinh vẫy tay nói, nào, vi sư có việc muốn nói với con. Lý Trạch Vũ ngồi trên băng ghế đá, vỉnh tay hỏi, chuyện gì? Hòa thượng Nhất Trinh thu lại tâm tư vui đùa của mình, nghiêm túc hỏi, lúc trước sao con quen biết con bé họ Triệu kia? Nghe ông ấy nhắc tới Triệu Như Mộng, Lý Trạch Vũ hơi ngẩn ra, bỗng nhiên ngài hỏi cái này làm gì? Con trước tiên đừng quản, thành thật trả lời vi sư. À được rồi, lúc này Lý Trạch Vũ kể lại từ đầu tới cuối chuyện mình quen biết Triệu Như Mộng. Sau khi nghe xong, hòa thượng Nhất Trinh hơi đần độn. Ông ấy cũng nhớ từng gặp mặt Triệu Như Mộng lúc ở tử ngục, nhưng lúc ấy ông ấy cũng không chú ý cẩn thận. Sư phụ, người phụ nữ đó có vấn đề à? Lý Trạch Vũ rất tò mò. Hòa thượng Nhất Trinh khẽ nhíu mày nói, có lẽ không. Lý Trạch Vũ nghe như lọt vào sương mù, nói chuyện có thể đừng vòng vo hay không, nói thẳng tí được không? Nghe vậy, hòa thượng Nhất Trinh càng nhíu mày, vi sư giới thiệu cho con một người trước vậy. Lại sắp bắt đầu kể chuyện xưa rồi. Lý Trạch Vũ giả vờ bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe, ngài nói đi, con nghe. Đây, hòa thượng Nhất Trinh vén cà sa lên, nghiêm mặt nói, hơn trăm năm trước, lúc ấy số mệnh của Thanh Đình đã hết, quần hùng quân phiệt khắp nơi cùng nổi lên, trong đó có một đại quân phiệt họ Viên, chắc hẳn con cũng từng nghe nói. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu, đại đầu Viên Ma, đương nhiên từng nghe nói. Sau khi nước Hạ mới thành lập, người đời sau khen chê đủ loại với đại đầu Viên này. Có người cho rằng ông ta bị buộc tội hơn 20 tội danh, bao gồm ăn trộm thành quả cách mạng và ám sát những người yêu nước, là tội nhân lịch sử. Nhưng cũng có người cho rằng lúc trước đại đầu Viên tạm thời ổn định quốc gia, bảo vệ lãnh thổ nước Hạ nguyên vẹn, phần công lao này cũng không thể xóa nhòa. Ngày trước bản tính đại đầu Viên khốc xấu, thật lòng cố gắng phục hưng dân tộc, chỉ có điều sau này bên cạnh xuất hiện nịnh thần, mà ông ta tin vào không ít lời gièm pha. Khụ khụ, nói xa quá rồi. Lúc ấy bên cạnh đại đầu Viên có bốn cao thủ hàng đầu, tên gọi Phong, Vũ, Lôi, Điện. Bốn người này tập được võ công sở trường của trăm nhà, một thân công lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ngày thường bảo vệ đại đầu Viên an toàn, khi cần thiết cũng diệt trừ cái đinh trong mắt cho đại đầu Viên, sát hại không ít trung lương. Trước đó cũng không ai biết lai lịch của Phong, Vũ, Lôi, Điện, trong giang hồ không hề có tin tức liên quan tới họ, giống như đột nhiên xuất hiện trên đời. Sau đó đại đầu Viên xưng đế không lâu thì bệnh chết, thế lực dưới trướng đó rất nhanh chia năm xẻ bảy. Trong những năm đó, Phong, Vũ, Lôi, Điện giết hại không ít trung lương, đại đầu Viên vừa chết đã có nhiều hào kiệt võ lâm tìm bốn người này thanh toán nợ cũ. Mặc dù thực lực bốn người Phong, Vũ, Lôi, Điện cao cường, nhưng nhân số võ lâm hào kiệt đông đảo. Cuối cùng toàn bộ bốn người này đầu một nơi thân một nẻo. Vốn cho rằng chuyện này đã qua một quãng thời gian. Nhưng sau khi bốn người Phong, Vũ, Lôi, Điện bay đầu, những hào kiệt vây công bốn người kia tử. Phong từng người một, mà tình trạng chết cũng rất khủng bố.
con cũng biết những hào kiệt kia chết thế nào rồi. Hòa thượng nhất trịnh nói vòng vo. Lý Trạch Vũ lắc đầu, con cũng không có ở hiện trường, quỷ mới biết những người kia chết thế nào. Khí kình vùng đan điền của những hào kiệt kia bị người ta hút sạch, đang sống bỗng nhiên suy yếu mà chết. Trong lòng hòa thượng nhất trịnh còn rất sợ hãi. Đối với người luyện võ thì khí kình đan điền giống như máu tươi trong cơ thể. Phương pháp giết người này rất tàn nhẫn. Sư phụ nhất trinh, chúng ta đừng vòng vo nữa, nói điểm chính đi. Lý Trạch Vũ càng cảm thấy hứng thú. Hòa thượng nhất trinh khẽ gật đầu, tiếp tục kể. Trong giang hồ liên tiếp chết hơn 10 vị hào kiệt, hơn nữa những hào kiệt kia có điểm giống nhau, đều từng tham gia chém giết 4 người phong vũ lôi điện. Các môn phái đều nhận thức được tình hình nghiêm trọng, có thể xác định hung thủ có liên quan tới 4 người phong vũ lôi điện, thế nên bắt tay muốn bắt được hung thủ và diệt trừ. Nhưng ai cũng không ngờ lúc này hung thủ đã chủ động hiện thân. Người kia tự xưng Độc Cô Thiên Thu, chính là sư phụ của 4 người phong. Vũ Lôi Điện, tuyên bố hễ là người tham gia giết hại đồ đệ ông ta đều sẽ không bỏ qua cho ai. Sau này trên giang hồ có người tra ra người này là người của Tây Vực Tà Đạo, am hiểu một loại tà công tên Thay Mận Đổi Đào. Hòa thượng nhất trinh nghiêm túc giới thiệu, môn tà công này có thể hấp thu khí kình đan điền của những người luyện võ khác để mình sử dụng. Để cho bản thân càng mạnh mẽ hơn. Trời má, còn có công phu đỉnh như thế. Lý Trạch Vũ nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu nhớ tới hấp công đại pháp trong phim võ hiệp. Quả nhiên rất nhiều thứ cũng không phải chỉ là tưởng tượng mà nó còn thực sự tồn tại trong đời thực. Tà công của Độc Cô Thiên Thu khiến mọi người sợ hãi, không ai dám chạm đến vảy ngược của ông ta. Tuy nhiên ma cao một thước đạo cao một trượng, lúc ấy trong giang hồ cũng may có một đại hào kiệt, tên là Tô Thắng Thiên. Tô tiền bối vốn dĩ đã lánh đời nhiều năm, biết được ma đầu Tây Vực Độc Cô Thiên Thu này tới Trung Nguyên làm việc ác, ông ấy việc nghĩa chẳng từ nan mà lựa chọn rời núi. Trận chiến năm đó vi sư may mắn tận mắt nhìn thấy, thật sự có thể là nói kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Hòa thượng nhất trinh bùi ngùi mãi thôi, vi sư chính là được gợi ý nhờ trận chiến kia nên mới luyện thành được tẩy tủy kinh của thiền lâm tự ta. Lý Trạch Vũ lo lắng hỏi, sau đó thì sao, ai thắng ai thua? Hòa thượng nhất trinh giống như nhìn kẻ ngốc, con hỏi không phải là nhảm nhí à? Kết quả đương nhiên là Tô tiền bối cao hơn một bậc, giết chết được. Ma đầu Độc Cô kia. Lý Trạch Vũ nghĩ cũng đúng. Nếu như Độc Cô Thiên Thu thắng, võ lâm Trung Nguyên chắc chắn đã bị ấm máu. Mấy vị sư phụ của mình có thể sống đến giờ không quả thật là ẩn số. Hòa thượng nhất trinh thở dài nói, có điều trải qua trận chiến kia, nguyên khí Tô tiền bối trọng thương, không bao lâu cũng rời khỏi cõi đời. Lý Trạch Vũ thản nhiên nói như vậy, hai người thật ra là đồng quy vu tận con cũng có thể cho là như vậy. Hòa thượng nhất trinh chuyển đề tài, biết vì sao vi sư nói cho con những điều này không? Vẻ mặt Lý Trạch Vũ thành thật, ngài tuyệt đối đừng nói với con rằng Triệu Như Mộng có liên quan tới Độc Cô Thiên Thu nhé. Nghĩ đến Triệu Như Mộng gần gũi hắn, mặc cho hắn đánh mắng thế nào cũng không từ bỏ, hắn lập tức rất hoài nghi đối phương có phải muốn hút công lực của hắn hay không. Hơn trăm năm trước. Độc Cô Thiên Thư kinh khủng đến nhường nào? Chắc chỉ có người sống trong thời đại đó mới hiểu được. Có thể nói, nếu lúc đó cường giả vô song Tô Thắng Thiên không xuất hiện thì Độc Cô Thiên Thu thật sự đủ mạnh để tung hoành khắp võ lâm Trung Lâm. Trong mắt Hòa Thượng Nhất Trinh, dung mạo của Triệu Như Mộng tuy chưa đến mức giống y đúc Độc Cô Thiên Thu nhưng ít nhất cũng có 6 phần tương tự. Song, sau khi biết Triệu Như Mộng không phải hậu duệ của họ Độc Cô, ông ấy đã lập tức gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này. Trên đời chắc không có chuyện trùng hợp vậy đâu, và lại lúc đó cũng có rất nhiều người tới Tây Vực để điều tra, Độc Cô Thiên Thu quả thật không có hậu nhân. Hòa thượng nhất trinh thổn thức không thôi. Khi xưa, có rất nhiều kẻ nguy quân tử trong ngoài bất nhất tìm tới Tây Vực, lấy cớ rằng sẽ diệt trừ tận gốc Độc Cô Thiên Thu, nhưng thật ra là muốn tìm kiếm công pháp của người ta, kết quả là đều tay trắng đi về. Hòa thượng nhất trinh cho rằng không trùng hợp như thế được, nhưng Lý Trạch Vũ lại chẳng dám coi thường. Dù sao cô nàng Triệu Như Mộng kia cũng thèm muốn cơ thể hẳn, và lạ đối phương còn xinh đẹp rung động lòng người, hắn không dám đảm bảo một ngày nào đó mình sẽ không từ chối được đối phương. Lúc này, nghe Hòa Thượng Nhất Trinh nhắc lại chuyện xưa, hắn hạ quyết tâm phải tra rõ lai lịch của Triệu Như Mộng, đồng thời phải kẹp chặt háng mình khi đối diện với cô nàng kia. Đừng có trở thành quỷ phong lưu. Bất giác, hai người hàn huyên hơn một giờ liền, Hòa Thượng Nhất Trinh cũng đã đi nghỉ ngơi. Lý Trạch Vũ ngắm nhìn ánh trăng trên trời, lúc này hắn không hề buồn ngủ, quyết định sẽ lên đường. Nửa tiếng sau,
một chiếc Hummer đỗ vững vàng bên ngoài cổng nhà họ Lý. Sói đen, Jock, Jenny và Ngân Hồ lần lượt xuống xe, cạch cạch. Đúng lúc này, cổng nhà họ Lý cũng được mở ra, Lý Trạch Vũ mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, hai tay chắp sau lưng, lững thững đi ra. Đại đương gia, đại đương gia. Ba người sói đen lần lượt cất tiếng chào. Lý Trạch Vũ gật đầu, cuối cùng đặt ánh mắt lên người Ngân Hồ. Tối nay cô nàng này mặc một bộ đồ bó sát màu trắng, vóc dáng chữ S hoàn hảo lập tức lọt vào đôi mắt hắn. Ngân Hồ chăm chú nhìn hắn, hỏi, không thể đợi đến ngày mai rồi mới xuất phát ư. Lý Trạch Vũ lắc đầu, cười nhạt, dây dưa không phải là phong cách của tôi. Nghe vậy, Ngân Hồ không nói gì nữa. Đi thôi, Lý Trạch Vũ ra hiệu. Đột nhiên, đúng lúc này, một chiếc Maserati xuất hiện trong tầm mắt mọi người, từ từ dừng lại phía sau chiếc Hummer. Kẻ chi? Anh rể. Người xuống xe đầu tiên là Trần Thanh Giao, Trần Thanh Tuyết theo sát sau đó. Tối nay hai chị em cô cùng mặc váy đầm giống hệt nhau, cùng đi giày cao. Gót đen, thậm chí còn tạo kiểu tóc y chang nhau. Vãi lòng. Lý Trạch Vũ lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, bỗng cảm thấy mối nào cũng ngon. Trần Thanh Tuyết tiến lại gần, các anh định đi đâu? Khụ khụ, Lý Trạch Vũ định thần lại, nghiêm túc nói, bọn anh phải đi xa một chuyến. Đi xa nhà. Trần Thanh Giao khế nhíu mày, nói, anh rể, hôm nay là Tết Nguyên Đán mà, mọi người có chuyện gì mà đi vội vậy? Lý Trạch Vũ nhún vai, đáp, Tết Nguyên Đán thôi mà, năm nào cũng đón được, hơn nữa cũng ăn cơm tất niên rồi. Trần Thanh Giao làm ầm lên, anh rể, chị em cố ý phi từ Tuyên Thành đến đây để đón giao thừa với anh đấy, anh không thể đi được. Không sao cả, anh có việc thì đi mau đi. Tuy nói vậy nhưng đôi mắt Trần Thanh Tuyết lại ánh lên vẻ hụt hẫng. Thấy cảnh này, tim Lý Trạch Vũ đập thình thịch. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn đổi ý, đón năm mới xong thì đi cũng được. Dứt lời, hắn quay sang nói với đám Ngân Hồ, mấy người chờ tôi một lúc. Đám sói đen lặng lẽ gật đầu đồng ý. Lý Trạch Vũ nhìn sang Trần Thanh Tuyết, bảo, lên xe, đi một vòng nhé. Ừm, Trần Thanh Tuyết lập tức vui vẻ ra mặt. Đưa mắt nhìn theo hai người lên xe, Lý Trạch Vũ nghênh ngang đạp ga rời đi, mãi đến khi xe hoàn toàn khuất dạng, Trần Thanh Giao thở dài một hơi. Cô hy vọng người phụ nữ được ngồi ở ghế kế bên ghế lái sẽ là mình. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ vút ga lên 160 km/h. May mà hầu hết mọi người đều đang ở nhà đón năm mới, hơn nữa hắn còn lái xe ra ngoại thành, không có nhiều xe cộ lưu thông lắm. Trần Thanh Tuyết bình tĩnh ngồi một bên, không hề tỏ ra sợ hãi. Em không sợ à, Lý Trạch Vũ dùng một tay giữ vô lăng, tay còn lại châm một điếu thuốc lá. Hát, zét zét, ha. Trần Thanh Tuyết ngửi hương thuốc lá thoang thoảng, nở nụ cười, em tin anh sẽ không để em gặp nguy hiểm. Lý Trạch Vũ cũng cười theo, ngậm thuốc lá vào miệng, xoa đầu cô bằng bàn tay rảnh rỗi, tin kỹ năng lái xe của anh đi, hồi trước anh từng âm chức vô địch đua xe chuyên nghiệp. Khi đối diện với anh đây, thần đua núi Akina chỉ đáng xưng là em út thôi. Bớt ba hoa đi, Trần Thanh Tuyết cười khích khích. Chiếc Maserati giống như một chú ngựa hoang mất cương đang phi nước đại trên đường lộ trống trải. Trong nửa tiếng, chiếc xe đã dạo quanh một nửa vùng ngoại ô. Keti. Cuối cùng, Lý Trạch Vũ đỗ xe ở dưới một tàng cây bạch dương ở ven đường. Trần Thanh Tuyết hạ kính xe xuống, ngắm trăng sáng rồi cảm khái nói, nửa. Tiếng nữa là qua năm mới rồi, ngoài bạn bè và người thân, đây là lần đầu tiên em đón giao thừa cùng một người đàn ông. Vừa nói, cô vừa nhìn Lý Trạch Vũ thật sâu, em hy vọng có thể cùng anh đón giao thừa trong cả quãng đời còn lại. Đây là lần đầu tiên Lý Trạch Vũ được nghe lời yêu thương do chính miệng cô nói ra, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Chụt! Thấy hắn im lặng không nói không rằng, Trần Thanh Tuyết chủ động hôn lên môi hắn. Đôi môi căng mọng ấy rất mềm mại, tình nồng ý đậm. Không khí bỗng trở nên vi diệu, Lý Trạch Vũ tháo dây an toàn, nhanh nhẹn trở mình sang ghế phụ. Này, anh đừng làm loạn. Trần Thanh Tuyết chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đỏ mọng kia đã bị chặn lại hoàn toàn. Một giây sau, xe bắt đầu lắc lư. Nhoang một cái đã lắc lư được hơn một giờ, cho dù là pháo hoa nở rộ đầy trời sau khoảnh khắc bước sang năm mới cũng không thể khiến họ dừng lại. Anh định đi bao lâu? Trần Thanh Tuyết ôm cổ Lý Trạch Vũ, khuôn mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lý Trạch Vũ đảo mắt vòng quanh, không dám hứa, nếu thuận lợi thì giam bữa nửa tháng sẽ về. Nếu không thuận lợi thì sao? Trần Thanh Tuyết lại hỏi. Không có chuyện đó.
song điệu của Lý Trạch Vũ nghe thì bình thản nhưng tràn đầy sự tự tin. Quân đế ra tay, có chuyện gì không thuận lợi được chứ? Anh phải nhớ mọi nơi mọi lúc rằng luôn có một cô gái nhớ thương anh. Trần Thanh Tuyết thường ngày luôn lạnh lùng băng giá lúc này bỗng trở nên mềm mại dịu dàng vô cùng, tất cả là vì người đàn ông trước mặt. Mười mấy phút đồng hồ sau, chiếc Maserati lại dừng trước cổng nhà họ Lý. Đám ngân hồ đã đứng chờ từ lâu. Đi! Lý Trạch Vũ ngồi vào ghế phụ chiếc Hummer. Trần Thanh Tuyết vẫy tay chào tạm biệt, về sớm nhé. Sau khi Lý Trạch Vũ nói xong, sói đen đạp chân ga. Trần Thanh Tuyết đưa mắt nhìn chiếc xe khuất dạng, sau đó mới thu hồi tâm mắt rồi đi vào nhà họ Lý. Cùng lúc đó, quay xe, trở về. Trên chiếc Hummer, Lý Trạch Vũ đột ngột yêu cầu. Tuy mấy người sói đen không biết hẳn muốn làm gì, nhưng họ vẫn nghe lệnh, quay xe lộn lại. Mấy phút sau, Lý Trạch Vũ đã rời đi lại lần nữa trở về, nhưng lần này hắn lại lén lút lẻn vào. Nhà như một tên trộm. Két, cánh cửa của một căn phòng bị mở ra. Lý Trạch Vũ rón rét lẻn vào trong. Anh rể, anh đã đi rồi mà. Bên trong căn phòng, Trần Thanh Giao vốn đang hết sức thất vọng lập tức cười híp cả mắt. Lý Trạch Vũ cười ha hả, dang rộng vòng tay. Chưa tạm biệt em mà, anh đi làm sao được. Khi ánh bình minh ló dạng vào sáng đầu tiên của năm mới, một chiếc máy bay cất cánh từ Hoàng Thành nước Hạ đến Kyoto, Nhật Bản từ từ hạ cánh. Một nhóm 5 người gồm 4 nam 1 nữ rời khỏi sân bay bằng lối đi đặc biệt. Có một chiếc Haval H9 đã chờ ở bên ngoài từ rất sớm. Đại đương rồ. Tài xế là một người đàn ông da đen cao lớn vạm vỡ, thấy 5 người xuất hiện, anh ra lập tức xuống xe đón tiếp bọn họ. Ôi, thượng đế chết tiệt, tên khốn Odensu nhà cậu vẫn chưa chết trên bụng đàn bà sao? Vít là người xông tới đầu tiên, cụm tay với người đàn ông da đen. Odensu trợn mắt lườm, rít. Bực mình mắng, cái miệng của cậu vẫn bỉ bựa như trước. Xít, cậu thì không ăn nói vậy hả, miệng cậu mới bỉ bựa ấy, có tin ông, giết đây sẽ xóa sạch video trong điện thoại của cậu không? Ôi, tôi sai rồi. Odensu cuống quýt giơ tay đầu hàng. Odensu biết rõ năng lực của, giết, mà đống video trong điện thoại kia là trụ cột tinh thần của anh ta, nếu, giết thật sự tiêu hủy chúng, anh ta chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt. Nếu hai người còn tiếp tục cợt nhả thì tôi không ngại tống cút hai cậu đâu. Lý Trạch Vũ nói với âm lượng không lớn nhưng khí thế oai nghiêm kia thật sự rất kinh khủng. Odensu và, Zit lập tức tém cái nét lại. Đoàn người nhanh chóng lên xe rời khỏi sân bay. Hơn 10 phút sau, chiếc Haval H9 xuất hiện trước một trang viên rộng hàng nghìn mét vuông tọa lạc ở ngoại thành. Dưới sự hướng dẫn của Odensu, đoàn người thuận lợi tiến vào trang viên. Vù vù vù. Từng bóng người lần lượt tiếp cận bọn họ. Đại đương gia. Đại đương gia. Cả nam lẫn nữ, màu da khác biệt, tổng cộng là 120 người. Khoảnh khắc Lý Trạch Vũ xuất hiện, tất cả những người này không thể giấu nổi vẻ kích động. Ôi, thượng đế chết tiệt, các người đều đến đây rồi. Ít nhe răng trợn tròn mắt, hết sức hưng phấn. Dóc vỗ vai, rít, không nhịn được mà hỏi, rít, thượng đế đáng chết vậy. Sao? Dóc. Cậu câm miệng cho tôi, mẹ nó chứ. Đít mới nói được một nửa đã thấy Gióc Sơ nấm đấm lên, gã lập tức chuyển chủ đề, nước Hạ có câu nói này rất hay, quân tử động khẩu không động thủ. Tôi không chấp nhặt với cậu. Ha ha ha, thấy, rít sợ, khá nhiều người cười ầm lên. Lý Trạch Vũ ngậm thuốc trong miệng, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi cười hỏi, đừng cười nữa, mọi người đến đủ hết chưa? Một cô nàng tóc nâu buộc tóc đuôi ngựa, cặp gò bồng đảo cao ngất. Cặp mông nuột nà bước lên phía trước, cười đáp, để khiến đám ngu xuẩn của Điện Long Thần nghĩ rằng bọn tôi vẫn đang ở phương Tây, Ôn đã giữ lại hơn chục người hỗ trợ anh ta, tất cả những người còn lại đều đã tới rồi. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ hài lòng gật đầu. Đờ, mờ, ít nuốt nước bọt, kinh ngạc thốt lên, Annie, thân hình cô ngày càng nuột đấy. Annie đắc ý ra mặt, nhưng ngay sau đó lại liếc mắt nhìn Lý Trạch Vũ, vậy thì đã sao, người nào đó có động lòng với tôi đâu. Annie, đại đương gia không chấm cô, nhưng tôi thì cô. Chỉ cần cô chịu dành cho tôi một cơ hội, tôi đảm bảo sẽ đối xử tốt với cô trong cả đời này. Xít tỏ vẻ chân thành đảm bảo. Annie nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ, cút sang một bên cho bài ha ha ha. Mọi người lại cười ầm lên. Ngân Hồ đứng một bên nhìn Lý Trạch Vũ bằng ánh mắt chứa đầy thâm ý, cảm thấy bội phục hắn từ tận đáy lòng. Trong thế giới ngầm ở phương Tây,
một số thế lực của Điện Long Thần vẫn đang vắt hết óc để tìm cách đối phó với quân U Minh mà không biết rằng Lý Trạch Vũ đã sớm âm thầm điều động đội quân này đến Nhật Bản. Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Không ai ngờ rằng quân đế lại tạm thời buông tha cho các thế lực của Điện Long Thần, trước mắt sẽ chĩa họng súng về phía hội Sơn Hợp ở Nhật Bản. Okura Mafai. Ả đàn bà này cách cái chết không còn xa nữa. Khu vườn tương lai là một khu nhà giàu rất nổi tiếng ở Kyoto, người có thể sở hữu cơ ngơi ở nơi này không phú cũng quý. Cả khu vườn được chia làm 9 tầng núi, biệt thự tọa lạc ở vị trí càng cao thì thân phận của chủ nhân nó càng đỉnh. Ở tầng núi thứ 9 chỉ có một trang viên duy nhất, hơn nữa chủ nhân của nơi này còn là một người đàn bà. Okura Mafai, người đàn bà có quyền lực cao nhất Nhật Bản. Không gì sánh bằng. Bởi lẽ hội Sơn Hợp do bà ta kiểm soát là thế lực lớn mạnh nhất trong thế giới ngầm ở Nhật Bản, thậm chí còn có tiếng tăm lừng lẫy trên toàn thế giới. Ngoài điều đó thì người ta còn đồn người đàn bà này là một siêu cấp cường giả. Sở dĩ bà ta có thể đe dọa tất cả thành phần cấp cao của hội Sơn Hợp đều là vì bà ta sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Yoshino, cậu nói quân đế có chủ động tới tìm tôi hay không? Okura Mafai duỗi thẳng chân, mân mê chiếc đầu hói trước mặt. Mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng làn da của bà ta vẫn được chăm chút mịn màng như gái trẻ. Yoshino chỉ muốn chồm lên xé toạc quần áo bà ta, để đối. Phương được sung sướng dưới háng mình. Xong, Yoshino cũng chỉ dám tưởng tượng vậy thôi, có cho thêm 10 lá gan nữa thì hắn ta cũng chẳng dám làm thế. Phu nhân, thuộc hạ cho rằng quân đế sẽ không tới tìm ngài. Vì sao lại thế? Okura Mafai vừa nói vừa dựa sát vào Yoshino. Cặp gò bồng đảo rủ xuống không quên trà sát lên người đối phương. Ai cũng biết quân U Minh là thế lực dưới trứng quân đế, mà quân U Minh lại không giành được thế thượng phong trước Điện Long Thần. Nếu quân đế lộ diện, hắn chắc chắn sẽ đích thân chỉ huy quân U Minh thảo phạt Điện Long Thập. Nói đến đây, Yoshino cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một khi quân đế xuất hiện ở thế giới ngầm, U Linh Đại Đế và Lang Vương nhất định sẽ hợp tác đối phó quân đế. Quân đế cho dù có mạnh hơn nữa thì cũng không thể địch lại hai vị đại đế liên thủ với nhau. Ha ha ha, sao cậu lại nói đúng như những gì tôi nghĩ thế nhỉ? Giọng điệu của Okura Mafai nghe cực kỳ quyến rũ, nói trắng ra là, dâm. Hơn nữa còn là kiểu dâm từ tận xương tủy. Yoshino không thể kìm chế được nữa, hắn ta lấy tay đẩy Okura Mafai nằm ra thảm tatami. Phu nhân, xin ngài hãy cho tôi tình nguyện vượt qua biển lửa vì ngài. Cậu tình nguyện chết vì tôi R2. Okura Mafai trêu ghẹo đối phương. Tôi bằng lòng. Yoshino gần như không chút do dự mà đáp lại ngay. Giờ phút này, trong đầu hắn ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là giày vò người đàn bà trước mặt. Ha ha ha. Vậy thì tới đi. Okura Mafai ngoan ngoãn nằm xuống, thậm chí còn chủ động cởi đai lưng kimono. Phu nhân, có chuyện rồi đúng lúc này. Một giọng nói đầy lo lắng bất ngờ truyền vào từ ngoài cửa. Okura Mafai và Yoshino cùng khựng lại. Có chuyện gì? Chuyện tốt bị quấy nhiễu, vì vậy giọng điệu của Okura Mafai có phần lạnh như băng. Phu nhân, có kẻ đột nhập vào trang viên của chúng ta. Gì cơ? Nghe thế, sắc mặt Okura Mafai lập tức lạnh đi. Kẻ nào to gan như thế, chán sống rồi hả? Yoshino chỉnh lại quần áo, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Gã đàn ông ngoài cửa kính cẩn đáp, thưa ngài Yoshino, tất cả những người đó đều đeo mặt nạ, không biết là người của thế lực nào, nhưng trên tay bọn chúng đều được trang bị vũ khí rất mạnh. Người đeo mặt nạ. Nghe thấy mấy từ này, Okura Mafai và Yoshino lại một lần nữa biến sắc. Đó chẳng phải là quân U Minh sao? Với việc chiêu mộ được các cao thủ hợp khí đạo, thế lực của hội Sơn Hợp trở nên lớn mạnh chưa từng có. Okura Mafai cũng cam đoan với đám cao thủ hợp khí đạo đó rằng mình nhất định sẽ báo thù cho Kawasaki Ichiryu. Sở dĩ bà ta dám mạnh miệng hứa hẹn như vậy không phải là vì bà ta có lòng in mình sẽ giết chết quân đế, mà là bà ta biết rằng Điện Long Thần, U Linh Đại. Đế và Lang Vương cũng muốn đối phó quân đế. Trong mắt bà ta, quân đế chắc chắc sẽ phải chết, không còn nghi ngờ gì cả, nhưng bà ta cũng chẳng cần ra tay. Chỉ cần khua môi múa mép một chút là có thể hiệu triệu một lượng cường giả đông đảo thì sao lại không làm chứ? Nhưng, khi nghe thuộc hạ báo cáo có một đám người đeo mặt nạ ngang nhiên đột nhập trang viên, Okura Mafai cũng bắt đầu luống cuống. Bà ta thực sự lo đám người ngoài kia đúng là quân U Minh bất khả chiến bại. Người ta nói sợ cái gì sẽ gặp cái đó.
Trên màn hình giám sát hiện ra một nhóm người mặc đồ bó sát màu đen, người nào cũng đeo mặt nạ màu đỏ, đó là dấu hiệu của quân U Minh. Sắc mặt Okura Mafai trở nên khó coi vô cùng. Điều tất cả những người có thể điều động tới đây. Liên lạc với cả Kitao Kuzuo nữa, lệnh cho ông ta phái toàn bộ đội đặc nhiệm đến đây. Quân U Minh đúng không? Hôm nay tôi sẽ kết thúc thần thoại của bọn họ. Okura Mafai nhanh chóng tỉnh táo lại, bình tĩnh hạ lệnh. Trong đầu Yoshino không hề có ý định bị ổi nào, lòng thắt lại vì bất an, lo lắng không yên, lên tiếng nhắc nhở, phu nhân, quân U Minh không đáng sợ, điều. Đáng sợ là, quân đết. Quân U Minh mặc dù dũng mãnh thiện chiến hơn nữa thì nhân số cũng chỉ có chừng đó. 1.000 người không được thì phái 10.000 người, 20.000 người, 30.000 người. Dây dưa đến khi nào bọn chúng chết hết thì thôi. Điều thực sự làm bọn họ e sợ chính là quân đế thần bí khó lường kia. Quân đế, ha ha, chỉ cần hắn dám đến đây, tôi cũng sẽ cho hắn có đi mà không có về. Nếu tiêu diệt được cả Long đế và quân đế, trên thế gian này liệu còn có ai dám chọc vào hội sơn hợp A? Quân đế ơi quân đế, hiện giờ tôi chỉ mong cậu xuất hiện trước mặt tôi. Khuôn mặt Okura Mafai toát lên vẻ điên cuồng. Bổn đế chịu ý bà đây. Trong chớp mắt, một giọng điệu mỉa mai vọng vào trong phòng. Okura Mafai và Yoshino đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên không biết từ lúc nào đã ngồi trên bậu cửa sổ. Mặc áo kiểu tôn trung sơn, bên ngoài mưa giả dích, vì vậy hắn còn cầm theo một chiếc ô trên tay. Quân, đế. Yoshino ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương, hai chân hắn ta không khỏi bắt đầu run rẩy. Song, Okura Mafai vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Vũ còn dục dịch toát lên sự thèm muốn. Quân đế, cậu còn đẹp trai hơn cả trong ảnh. Bà ta liếm liếm đầu lưỡi, vẻ điên loạn trong mắt càng đậm hơn. Bị một bà già như vậy tơ tưởng, Lý Trạch Vũ thầm cảm thấy buồn nôn, hắn lạnh lùng nói, vừa nãy tôi nghe hê rồi. Nếu tôi tới đây, các người sẽ khiến tôi chỉ có vào mà không có ra nhỉ. Giọng nói của hắn bình tĩnh mà vô cùng oai phong, ra từ trên người hắn. Khiến Yoshino cảm thấy khó thở, nơm nớp lo sợ hỏi, quân đế, cậu hiểu lầm rồi. Chúng tôi không có ý bất kính với cậu. Yoshino, cậu câm miệng cho tôi. Okura Mafai sẵn giọng quát. Yoshino không dám không nghe theo, nhưng ánh mắt nhìn Lý Trạch Vũ vẫn tràn đầy vẻ cầu khẩn. Quân đế, không ngờ cậu đến thật, ha ha ha. Okura Mafai càng trở nên bình tĩnh hơn, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội thần phục tôi, chỉ cần cậu tình nguyện làm người đàn ông của tôi không những sẽ không giết cậu mà còn biến cậu thành bậc vương giả đứng dưới một người. Đứng trên vạn người. Ngu dốt. Lý Trạch Vũ thật sự không muốn làm nhảm với một mụ đàn bà thần kinh rung rinh, bèn bước từng bước tiến về phía hai người kia. Viu viu viun. Đúng lúc này, một đám ninja mặc đồ trắng ảo vào trong, trong tay đều cầm katana. Okura Mafai liếm đôi môi đỏ, không hề sợ hãi, nói, quân đế, thần phục. Tôi đi, tôi nhất định sẽ cho cậu hưởng thụ những thứ tuyệt vời nhất trên đời này. Bộp. Lý Trạch Vũ hành động, một lưỡi dao Kukri hiện ra trên tay hắn, hắn gần như lao vào giữa đám ninja trong nháy mắt. Hai gã ninja đứng gần hắn nhất thật sự bất hạnh, chưa kịp vung đao đã thấy cổ bị cắt ngọt một đường. Keng keng keng. Mười mấy ninja còn lại đồng thời xuất đao, tốc độ nhanh đến mức làm người A căm phẫn. Đáng tiếc là có người còn nhanh hơn bọn họ. Lưỡi đao Kukri trong tay Lý Trạch Vũ dường như chứa đựng linh tính. Cứ vung về hướng nào là lại gạt được thêm mạng ở hướng đấy. Lưỡi dao kề cổ, hơn 10 ninja áo trắng chưa kịp kêu rên đã bị hạ gục. Mọi việc xảy đến quá nhanh, nhanh đến nỗi Okura Mafai cũng không kịp phản ứng lại. Yoshino đứng bên cạnh cũng sợ đến mức mặt mũi vặn vẹo, toàn chạy trốn theo bản năng. Bụp! Lưỡi dao trong tay Lý Trạch Vũ bắn ra như mũi tên rời cung, trực tiếp xuyên thủng tim Yoshino. Quân đế! Đôi mắt Okura Mafai hiện lên vẻ khiếp đảm, mặc dù nó trôi qua rất nhanh nhưng Lý Trạch Vũ vẫn nhận ra nó. Bà đoán xem, liệu Kitao Kazuo có thể nghe lệnh bà rồi điều động lực lượng đặc nhiệm đến đây hay không? Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc lên miệng, trên mặt hiện ra ý cười sâu xa. Đồng tử của Okura Mafai chợt co lại, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Mấy trăm người thuộc quân U Minh xuất hiện trong khu vườn tương lai. Những người canh gác bên dưới không thể không phát hiện chút dấu vết nào. Nếu quân U Minh giết hết toàn bộ người canh gác thì bọn họ cũng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, ồn ào lâu như vậy thì người của chính phủ nhất định sẽ phát giác ra thôi.
nhưng tại làm sao mà đến bây giờ Kitao Kazuo vẫn chưa gọi điện hỏi thăm. Kitao Kazuo phản bội, đi theo phe cậu hả? Okura Mafai lạnh lùng hỏi. Lý Trạch Vũ lắc đầu, đáp, không, ông ta chết rồi. Cái gì? Okura Mafai một lần nữa biến sắc. Sau khi Yoshikawa Tomiro chết, bà ta đã hao phí biết bao tiền bạc của cải mới đẩy Kitao Kazuo lên làm thủ tướng được, ông ta cứ vậy mà chết sao? Bà ta không muốn tin, nhưng trực giác mách bảo rằng đây là sự thật. Bởi lẽ quân đế không cần nói dối làm gì. Nếu bà chỉ đơn thuần muốn đối phó tôi, có lẽ tôi sẽ không lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây giết bà, vì thứ kiến hôi như bà thật chẳng xứng đáng. Nhưng, bà ngàn vạn lần không nên giết Yoshikawa Tomirun. Nói đến đây, ánh mắt Lý Trạch Vũ bùng lên sát khí, dám đụng đến người của tôi, hôm nay dù ông trời có tới cũng không cứu nổi bà đâu. Okura Mafai thắt chặt thắt lưng, toàn thân cũng phát ra khí thế chiến đấu, đã vậy thì hãy để tôi lãnh giáo sức mạnh của quân đế đi. Bà muốn đấu với tôi một trận. Ha ha ha. Lý Trạch Vũ cất giọng cười lớn, khinh thường nói, bà có nghĩ mình thật sự không xứng không? Không xứng ư. Okura Mafai nhếch môi cười lạnh. Rầm rầm. Vách tường sau lưng Okura Mafai từ từ hiện ra một lỗ hổng khổng lồ. Lý Trạch Vũ chăm chú quan sát, phát hiện có một lão già tóc tai bạc phơ bù xù đang ngồi xếp bằng ở bên trong. Ông già nhắm nghiền hai mắt, tao phải nắm một thanh đao dài. Quân đế, chắc cậu không biết vị tiền bối ở đằng sau tôi là ai đâu nhỉ? Để tôi giới thiệu cho cậu nhé. Okura Mafai phì cười, sau đó quay đầu hướng về phía ông già râu bạc, ánh mắt tràn đầy vẻ cung kính. Tiền bối tên là Fujiki Hajime, là cường giả mạnh nhất trong hàng trăm hàng năm qua của Nhật Bản. Khi bà ta nói dứt lời, ông già râu bạc lập tức mở mắt ra, ánh mắt nhắm thẳng vào Lý Trạch Vũ, đồ nhi Ichiryu của tôi là do cậu giết. Thì ra là sư phụ của Kawasaki Ichiryun. Lý Trạch Vũ gật đầu, nhếch mép cười khẩy. Đúng rồi đấy, tôi sẽ thưởng cho ông bằng cách để ông theo xuống cùng đồ nhi. Nói đúng. Tặng ông một suất xuống chơi với đồ nhi của mình. Chỉ sau một câu nói ngắn ngủi, Fujiki Hajime đang ngồi xếp bằng lại mỉm cười thay vì tỏ ra giận dữ. Ha ha, lão phu này mới ở ẩn bằng thời gian một vòng con giáp, bây giờ người trẻ tuổi đều ngông cuồng thế này sao? Hay là người nước hạ đều không biết sống chết? Khi nói chuyện, Fujiki Hajime chống thanh đao dài xuống đất rồi đứng dậy, thân hình già nua trông gầy gò không chút sức lực. Giống như chỉ cần một ngọn gió là có thể thổi bay lão ta. Nhưng nếu biết rõ thân phận của người này thì sẽ không ai có suy nghĩ như vậy. 18 tuổi là ám nhẫn, 30 tuổi trở thành thần nhẫn, chưa đến 60 tuổi sức mạnh của Fujiki Hajime đã bước vào cảnh giới thánh nhẫn. Trước khi ở ẩn, lão ta từng một mình một đao chinh chiến khắp Nhật Bản mà không ai có khả năng trở thành địch thủ của lão ta. Cao thủ thì luôn cô đơn. Fujiki Hajime đặt mục tiêu vượt ra ngoài thế giới. Một mình một đao xuất hiện ở phương Tây. Nói cách khác, thanh đao trên tay lão ta lúc này từng chém giết vô số cường giả cảnh giới chiến hoàng và cả hai gã cường giả cảnh giới chiến thánh uy danh hiển hách phương Tây đã chết dưới thanh đao này. Sau khi Fujiki Hajime quay về từ phương Tây, thanh đao của lão ta lại càn quét toàn bộ Đông Nam Á một lần nữa. Sau đó có người nói với Fujiki Hajime rằng ở nước Hạ, một quốc gia vừa cổ xưa lại thần bí có đầm rồng hang hổ. Vì thế lão ta lại một mình một đao tới nước Hạ. Đúng lúc này, nước Hạ lại rơi vào thế binh hoang mã loạn, nội chiến liên miên, thậm chí còn đang xảy ra mâu thuẫn chiến tranh với Nhật Bản. Fujiki Hajime tới nước Hạ được một tháng lại quay về Nhật Bản, sau đó lão ta ở ẩn. Không một ai biết chiến tích của lão ta ở nước Hạ là thế nào, nhưng khi lão ta đặt chân tới nước Hạ này, chắc chắn không ai có thể trở thành đối thủ của vị võ thần nước Nhật Bản. Fujiki Hajime đã đi khắp thế gian nhưng chưa gặp được một đối thủ xứng tầm, cuối cùng lão ta ở ẩn. Không một ai biết Fujiki Hajime đã đi đâu, nhưng chỉ cần nhắc tới mấy chữ Fujiki Hajime, tất cả các võ giả nước Nhật Bản đều phải kính nể. Mãi sau này, đệ tử của Fujiki Hajime là Kawasaki Ichiryu xuất thế oai phong lẫm liệt ngang trời, trở thành cao thủ số một của hợp khí đạo. Điều này lại càng khẳng định vị thế của Fujiki Hajime trong giới võ đạo Nhật Bản. Okura Mafai nhìn lướt qua Lý Trạch Vũ với nét mặt châm biếm, mở miệng nói với thái độ hùng hồn, tôi có thể cho cậu một cơ hội để quay đầu làm lại, đó là làm người đàn ông của tôi cả đời, nếu không. Chết! Quân đế rất mạnh, đây là điều mà ai cũng biết. Nhưng liệu hắn có thể mạnh bằng Fujiki Hajime hay không?
Okura Mafai thà tin tưởng rằng ngày mai là ngày tận thế còn hơn là chấp nhận tin rằng quân đế có thể đánh bại vị võ thần tuyệt thế bên cạnh bà ta đây. Đồ ngốc! Lý Trạch Vũ lười để ý đến loại hèn hạ có nét lăng loàn ăn vào tận xương tủy kia, chỉ nhìn về phía Fujiki Hajime với nét mặt cợt nhả, ông già, ông còn nhớ 18 cái bét tai không? Hả? Nghe tới đây, đồng tử của Fujiki Hajime bỗng co rụt lại, sắc mặt lão ta dần trở nên u ám. Có phải năm đó ông tới nước Hạ đã đụng phải một ông già thích hút thuốc? Đúng không? Lý Trạch Vũ lại tiếp tục hỏi. Fujiki Hajime siết chặt thanh đao dài, lão ta nhìn chằm chằm vào Lý Trạch Vũ, này chàng trai trẻ, rốt cuộc cậu là ai? Giờ ông khoan hãng hỏi tôi là ai, tôi hỏi ông trước, ông có nhớ 18 cái miệng rộng không? Lý Trạch Vũ tỏ ra hứng thú. Trước đây Lý Trạch Vũ thường xuyên nghe đạo sĩ Vô Trần kể về cuộc đời huy hoàng của ông trong quá khứ. Trùng hợp là có một khoảng thời gian ông đụng độ với một chàng trai trẻ tự xưng là võ thần của nước Nhật Bản. Vài thập kỷ trước, bấy giờ Fujiki Hajime vừa đặt chân tới nước Hạ đã hỏi thăm tất cả mọi người rằng võ giả mạnh nhất đang ở đâu, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, tam đại thánh địa chính là chốn võ lâm. Kết quả là điểm dừng chân đầu tiên của Fujiki Hajime là ở đạo môn Long Hổ Sơn. Phải thừa nhận là thực lực của lão già này không hề yếu, thời điểm đó, đạo môn thất tử liên thủ lại cũng không phải đối thủ của lão ta. Ngay cả đạo sĩ Vân Trung mới đảm nhiệm chức trưởng giáo đạo môn cũng bị thanh đao của Fujiki Hajime hạ gục sau trăm chiêu. Khi đạo sĩ Vô Trần biết có người tới gây hấn, đã thương 21 đồ tử đồ tôn của mình, hơn nữa lại còn là một thằng Nhật Bổn. Kết quả là đạo sĩ Vô Trần đã đích thân ra ngựa. Thực lực của Fujiki Hajime vốn rất mạnh, một nhất đao của lão ta cực kỳ bá đạo, nhưng đạo sĩ Vô Trần lại sở hữu thái cực công trong người. Một loại võ công thượng thừa lấy mềm thắng yếu. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Fujiki Hajime đã bị đánh bại. Nhưng đạo sĩ Vô Trần không giết đối thủ mà cho lột sạch quần áo trên người Fujiki Hajime, chỉ để lại cho lão ta một cái quần lót, cuối cùng trói lão ta vào cột đá ngoài cổng, mỗi ngày tát lão ta 18 cái bạt tai. Tát suốt trong vòng 21 ngày. Đồ ngu! Sau hàng chục năm tu tâm dưỡng tính, Fujiki Hajime cảm thấy dù bây giờ trời có sập cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của lão ta. Nhưng giờ phút này đây, khi nghe Lý Trạch Vũ nhắc tới nỗi nhục nhã năm đó, lão ta mới nhận ra bản thân chưa buông bỏ được. Này chàng trai trẻ, rốt cuộc cậu là ai? Fujiki Hajime lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lý Trạch Vũ sờ cằm, nói với vẻ nghiền ngẫm, người tát ông năm đó chính là sư phụ của tôi. Sư phụ ngươi sao? Sự tức giận trên khuôn mặt Fujiki Hajime tăng lên mấy phần. Fujiki Hajime vẫn chưa trả được mối nhục mà đạo sĩ Vô Trần gây ra cho lão ta vào năm đó, giờ đồ nhi của đối phương lại giết chết đệ tử duy nhất của lão ta. Thù này phải nói là không đội trời chung. Keng, Fujiki Hajime từ từ rút thanh đao dài ra, gần từng chữ một, ban đầu tôi có thể nể tình Okura Mafai mà tha cho cậu một mạng, nhưng bây giờ thì không thể, hôm nay tôi cần phải khiến cậu bỏ mạng ở đây. Nói đến đây, ánh mắt Fujiki Hajime bỗng trở nên tàn nhẫn, nhưng cậu yên tâm, sau đó ta sẽ mang đầu cậu về nước Hạ rồi tiếp tục chặt đầu sư phụ cậu, để hai người cùng xuống địa phục với nhau. Này này này, đây là lời thoại của tôi chứ? Dứt lời, Lý Trạch Vũ dậm chân xuống đất rồi lao vọt về phía trước. Tấn công trước để chiếm thế thượng phong. Vẻ kinh ngạc thoáng hiện trong đôi mắt đầy vẻ khinh miệt của Fujiki Hajime. Giống như lão ta không ngờ tốc độ của Lý Trạch Vũ lại có thể nhanh tới vậy. Nhưng phản ứng của lão ta cũng đủ mau lẹ để vung thanh đao dài về phía đối phương thay vì phòng thủ. Keng keng! Đao quân và đao võ sĩ cùng va chạm nhau. Lý Trạch Vũ cầm đao bằng một tay, tay kia tấn công thẳng đỉnh đầu của Fujiki Hajime. Fujiki Hajime cầm đao võ sĩ bằng cả hai tay nên không kịp rút tay ra để chặn đòn tấn công, lão ta chỉ đành lựa chọn lùi về sau mấy bước. Nhưng sao Lý Trạch Vũ lại cho lão ta thời gian để kịp phản ứng được, hẳn lại tiến tới gần đối phương. Keng! Khi đao quân chém xuống, Lý Trạch Vũ nhảy lên giữa không trung và sử dụng chân thiên tàn. Nếu như đại hộ pháp cũng có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ cảm thấy khó tin lắm. Bởi vì ông ta luyện hàng chục hàng trăm năm mới có thể sử dụng thành thạo, Lý Trạch Vũ lại có thể vận dụng chúng như cá gặp nước. Thực lực của Fujiki Hajime không chỉ có mạnh không thôi. Mà kinh nghiệm chiến đấu của lão ta cũng vô cùng phong phú, có thể điều chỉnh tốt trạng thái tác chiến chỉ trong vài giây. Phanh phanh phanh. Fujiki Hajime né được mười mấy đòn tấn công từ chân thiên tàn, nhưng vì những cú đá sau tốc độ của Lý Trạch Vũ tăng lên quá nhanh nên lão ta chỉ đành.
dùng cánh tay đỡ. Lý Trạch Vũ thật sự không ngờ rằng cơ thể gầy yếu của đối phương lại có thể cứng rắn tới như vậy. Chàng trai trẻ, tới lượt tôi rồi. Fujiki Hajime nhếch miệng nở nụ cười khẩy, thanh đao võ sĩ dài mà lão ta nắm chặt trong tay chém một nhát từ trên trời xuống. Hô hôi! Một lồng đao khí như ẩn như hiện bắn ra từ phần thân đao, vừa uy nghiêm vừa bá đạo. Mặc dù Lý Trạch Vũ có cương khí hộ thân quanh người nhưng vẫn không dám khinh suất như lúc trước nữa. Chết đi cho lão phu, đòn vừa rồi của Fujiki Hajime là tuyệt kỹ một nhát đao mà lão ta tự nghĩ ra. Mẹ nó chứ, ông ăn nhiều su hào. Lý Trạch Vũ chẳng những không lùi bước mà còn tiến tới gần lão ta hơn, đao quân trong tay hắn chém một đường ngang, một luồng đao khí bảng bạc bắn ra ngoài. Bùm! Hai nguồn đao khí va vào nhau một cách chuẩn xác. Sao có thể? Trong mắt Okura Mafai, người trốn trên gác mái theo dõi trận chiến, sắp rơi ra ngoài tới nơi. Máu tươi văng khắp nơi. Fujiki Hajime lảo đảo lùi về sau, trên cánh tay lão ta xuất hiện vài vết nứt, rõ ràng là thương tích do đao khí gây nên. Vù vùi! Lý Trạch Vũ chiếm thế thượng phong ắt sẽ không buông tha người, hắn lao tới gần Fujiki Hajime với tốc độ nhanh như sấm sét. Fujiki Hajime còn chưa kịp đứng vững đã thấy Lý Trạch Vũ xông lên đuổi cùng giết tận, lão ta thầm chửi thề trong lòng mẹ nói. Bốp bốp! Lý Trạch Vũ bay lên không trung rồi xoay vòng 180 độ, sau đó dùng chân đá mạnh vào ngực Fujiki Hajime. Bốp! Fujiki Hajime bay ngược về sau và đâm sầm vào một căn phòng khác. Phụt! Fujiki Hajime hộc máu tươi. Khoảnh khắc ấy, Fujiki Hajime còn chưa kịp thở dốc được một giây, Lý Trạch Vũ tiếp tục bước từng bước tới gần lão ta. Đồ quỷ, đừng có ngông cuồng quá mức. Fujiki Hajime cố nén cơn đau đứng thẳng người dậy, sau đó vận dụng toàn bộ công lực trong người để tung một nắm đấm. Ngông cuồng không phải việc làm phạm pháp, Lý Trạch Vũ vừa nói vừa tung một chưởng về phía lão ta để chắn đòn. Chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt Fujiki Hajime rực sáng. Mặc dù thực lực của Lý Trạch Vũ rất kinh khủng, sức mạnh của Lý Trạch Vũ vượt xa dự đoán của lão ta, nhưng nhìn vào tuổi tác đối phương, lão ta không tin một người sở hữu công lực cả hơn trăm năm như lão ta lại thua trong một cuộc đấu so tài sức mạnh. Chết đi cho lão phu, một nguồn sức mạnh cuồng bạo xen lẫn vào cú đấm của Fujiki Hajime. Lý Trạch Vũ chẳng những không sợ, hắn còn tỏ rõ sự khinh miệt ra mặt. Nếu để so sánh thì thực lực của Fujiki Hajime vẫn kém Hách Liên Vô Tình một khoảng lớn, nhưng phải công nhất là đòn một nhát đao do lão ta tự nghĩ thật sự khiến người ta phải kiêng kỵ. Nếu lão già này tiếp tục sử dụng đao pháp để đối đầu với hắn, có lẽ hắn sẽ không thể đánh bại đối phương trong một chốc một lát được. Nhưng Fujiki Hajime lại muốn đấu khí kình với hắn, đây chẳng khác nào lão thọ tinh treo ngược. Tự tìm đến cái chết. Dù gì Lý Trạch Vũ cũng có ngự long thần công trong người, chỗ khí kình trong đan điền của hắn là vô tận, lấy không hết dùng không cạn. Bốp bốp, rầm rầm. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Fujiki Hajime, người vốn tràn đầy tự tin đập mạnh vào bức tường đá. Rầm. Thấy đối phương ngã xuống mặt đất, Lý Trạch Vũ xông lên trước, giơ một chân đạp lên cổ đối phương. Đừng, Fujiki Hajime sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Dù lão ta đã lớn tuổi rồi, nhưng lão ta vẫn chưa muốn chết. Lý Trạch Vũ cũng không tung đòn chí mạng ngay lập tức, hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu tát đối thủ. Bốp 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 bốp, vài phút trôi qua, mặt Fujiki Hajime sưng tròn như một quả bóng. Vừa đủ 18 cái, Lý Trạch Vũ dừng tay. Lúc này trước mắt Fujiki Hajime chỉ toàn sao trời, thậm chí lão ta còn không nhìn ra được đâu nam đâu bắc. Răng rắc, một tiếng nứt xương vang lên. Fujiki Hajime còn chưa kịp tỉnh táo lại, và tất nhiên là cũng chưa kịp mở miệng xin tha thì xương cổ đã bị dỡ hoãm nát và chết tươi ngay tại chỗ. Okura Mafai, người trốn trên gác mái, tận mắt chứng kiến võ thần tuyệt thế bị chém giết thì sợ tới nỗi cơ thể như bị rút cạn sức lực, nằm dưới mặt đất hệt một vũng nước bùn. Cộp cộp cộp, Lý Trạch Vũ bước từng bước lên gác mái. Tiếng bước chân vang lên tựa như tiếng chuông từ dưới địa ngục. Okura Mafai hơi hé miệng nhưng lại không biết nên nói xin tha như thế nào, cuối cùng bà ta chỉ biết lẩm bẩm một câu, cầu xin cậu, đừng giết tôi. Tôi thấy bà không nên nói lời này. Lý Trạch Vũ ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Okura Mafai bằng ánh mắt lạnh băng, nếu tôi là bà, tôi sẽ cầu xin đối phương cho tôi được chết một cách nhẹ nhõm. Hả? Okura Mafai còn chưa kịp hiểu Lý Trạch Vũ có ý gì. Sắc sắc sắc, bốn tiếng nứt xương liên tiếp vang lên.
Lý Trạch Vũ giẫm đứt tứ chỉ bà ta. Ai? Tiếp đến là những tiếng kêu rên đau thấu tận tâm can, Okura Mafai đau đớn muốn chết đi được. Rầm rầm rầm, cánh cửa lớn bị người ta phá toang, hàng chục bóng người đeo mặt nạ xuất hiện dưới gác mái. Quân U Minh, Okura Mafai sợ chết khiếp. Odensu, cậu giỏi mấy việc rút xương này hơn đấy. Trong lúc nói chuyện, Lý Trạch Vũ đứng dậy rồi chỉ vào Okura Mafai, tôi giao bà ta cho cậu. Đại đương gia yên tâm, tôi sẽ biến bà ta thành một bộ hình nghệ thuật. Odensu nhanh chóng lao lên gác mái, túm tóc Okura Mafai rồi lôi vào một căn phòng như kéo một con chó chết. Đừng, đừng mài, xin ngài hãy buông tha cho tôi đi, quân đế à, cầu xin ngài. A, à, thứ quân đế ác ma. Người phụ nữ có quyền thế nhất nước Nhật Bản gào thét như một kẻ điên khùng. Lý Trạch Vũ không hề dao động, hắn vung tay lên, lui lại. Dối. Hiểu. Quân U Minh bắt đầu rút lui theo trình tự rõ ràng. Ngân Hồ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lý Trạch Vũ, cau mày nói, lần này anh chơi lớn quá. Lớn ư, Lý Trạch Vũ quay đầu nhìn cô rồi cười, hắn không cho là đúng, tôi cảm thấy mình chỉ đang tham gia một trận cãi vã nhỏ mà thôi. Nghe thấy những lời này, Ngân Hồ trợn trắng mắt. Chặt đầu thủ tướng nước Nhật Bản, đồng thời xử lý Okura Mafai, người phụ nữ quyền lực nhất đất nước này. Nếu để chuyện truyền ra ngoài, chắc chắn các quan chức của Nhật Bản sẽ không chịu bỏ qua, Hội Sơn Hợp cũng sẽ liệt Lý Trạch Vũ vào danh sách kẻ thù số một của họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.